Chương 1261 Hàn Lập đứng dưới cự đại quang đoàn, ngẩng đầu ngắm nhìn, vẻ mặt ngưng trọng. Nam Cung Uyển đứng sóng vai với hắn, đồng dạng cũng không nói gì. Những người khác cũng im lặng tựa hồ đang chờ điều gì, trong đó bao gồm Điền Cầm Nhi và tân giáo chủ Thiên Trúc giáo, Thạch Kiên. "Sư phụ Phượng Tiên tử có tới không? Nếu để quá trưa, giải trừ phong ấn sẽ có chút phiền phức." Không biết qua bao lâu, Điền Cầm Nhi đứng phía sau hai người, nhẹ nhàng nói: yên tâm từ tháng trước phượng tiên tử đã thông báo hôm nay tất sẽ tới hàn lập không quay đầu lại trả lời nghe vậy điền cầm nhi bèn không nói nữa chỉ có thể tiếp tục chờ đợi sau một lúc lông mày của hàn lập động đậy bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía hải vụ những người khác thấy hành động của hàn lập không khỏi xôn xao chỉ sau một lát từ hướng hàn lập nhìn truyền đến một tiếng phượng minh dễ nghe lập tức hải vụ quay cùng một hồi từ bên trong bay ra một con tinh oánh tuyết bạch băng phượng dài cỡ mấy trượng độn tốc của con phượng này thật nhanh chỉ vỗ cánh vài cái đã tới trên không chung chỗ mấy người đang đứng hàn quang tắt đi hạ xuống biến thành một ngân y nữ tử ta tới không muộn chứ nàng này lãnh đạm nói quét mắt nhìn qua mọi người rồi dừng tại hàn lập đương nhiên không cẩm nhi ngươi giải trừ phong ấn đi phượng đạo hữu ta và ngươi lại đây hạ cấm chế với nhau hàn lập quay đầu phân phó một tiếng rồi nhìn băng phượng mỉm cười nói sau đó hắn hóa thành một đạo thanh hồng đột nhập vào mê vụ dày đặc ngân y nữ tử đồng dạng của hóa thành một đạo ngân quang đi theo. Nam Cung Uyển đứng yên tại chỗ, nhìn về phương hướng hai người biến mất, trên trán ẩn hiện một tia lo lắng. Lúc này, Điền Cẩm Nhi chỉ huy hơn 10 người tu sĩ bay lên không, nhao nhao bay tới phía dưới cự đại quang đoàn, xếp thành một trận thế cổ quái. Tiếp theo, trên tay linh quang chớp động, hiện ra các pháp khí liên quan đến trận bàn, trận kỳ, Điền Cẩm Nhi quát lên một tiếng, các tu sĩ này đồng dơ cao các pháp khí trong tay, quang mang phóng xuất, từng đạo đạo quang trụ, quang hà bay ra nhập vào trong quang đoàn. Điền Cẩm Nhi bắt đầu giải trừ phong ấn tại không gian tiết điểm. Thời gian từ từ trôi qua, điểm điểm phong ấn từ từ được giải khai, mơ hồ có thể thấy quang đoàn bắt đầu phát ra ánh sáng dị thường chói mắt, hơn nữa màu sắc cũng từ màu xám biến thành màu trắng, phảng phất giống như một vầng thái dương quang mang trói đến nỗi cho dù bậc đại tu sĩ như Nam Cung Uyển, cũng không ngăn được phải nheo mắt lại, không dám nhìn thẳng. Đám người Điền Cầm Nhi đang giải phong ấn, hiện đã sớm nhắm hai mắt chỉ dựa vào thần niệm cảm ứng để thao túng pháp khí. Đang lúc này, trên vai của Nam Cung Uyển bỗng có một bàn tay đặt lên, đồng thời bên tai vang lên một thanh âm thuần hậu của một nam tử, ngươi đừng có quá lo lắng. Nam Cung Uyển đầu tiên cả kinh, nhưng lập tức thả lòng, miễn cưỡng cưới quay lại. Hàn Lập đứng ở sau lưng nàng mỉm cười, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tự nhiên là ta phải lo lắng bất quá truy tìm đại đạo căn bản là hành động nghịch thiên vào sinh ra tử tìm ra một tia sinh cơ nên không có gì phải hối tiếc được ngươi và phượng tiên tử đã hạ cấm chế lẫn nhau nam cung uyển than thở sau đó quan tâm hỏi đã xong hơn nữa đều là loại cấm chế trừ phi người hạ cấm chế tự mình giải trừ căn bản người khác không thể bài trừ là loại tử cấm như vậy ta và nàng ấy không sợ đối phương động tay động chân cái gì Hàn Lập nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói, hư, chỉ cần ngươi không đứng ở sau lưng giở trò, bổn cung như thế nào lại động tay chân. Sau lưng Hàn Lập chợt lóe bạch quang, ngân y nữ tử trực tiếp xé rách không gian hiện ra. Phượng đạo hữu hiện tại không nên tùy tiện thi triển không gian thần thông, nên dành sức lực để ứng phó với các nguy hiểm của không gian tiết điểm thì tốt hơn. Hàn Lập nhướng mày, yên tâm, ta tự nhiên có chừng mực. Lúc này băng phượng tiên tử, không biết có phải vì duyên cớ đã hạ cấm chế lẫn nhau hay không, mà thần sắc bây giờ hòa hoãn rất nhiều so với lúc trước. Hàn lập mỉm cười, không nói thêm điều gì, bước lên cùng nam cung uyển sóng vai, ngẩng đầu nhìn chăm chú công việc giải ấn. Ngân y nữ tử đồng dạng cũng đứng im, Ước chừng khoảng một khắc thời gian, quang đoàn trên không trung phát ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm, thì truyền đến tiếng sấm thanh trầm thấp, bạch quang chợt tắt, bỗng nhiên quang đoàn chuyển thành một cái lỗ đen, bên trong không biết nông sâu, không phát ra một tia quang mang, phảng phất như miệng của một con cự thú trực chờ nuốt người. Hàn Lập dùng mình, Ngân Y nữ tử thấy vậy, trong mắt cũng lóe lên quang mang kỳ lạ, nhưng không một chút do dự nói: "Hàn đạo hữu, chúng ta đi thôi." Lập tức quang thân nàng quang mang chớp động, hướng hắc động từ từ bay tới khóe miệng của Hàn Lập co quắp một cái. Một tay vỗ vào túi chữ vật bên hông, nhất thời ngân quang lóe lên, xuất hiện một Hàn Lập khác ở phía trước. Chính là nhân hình khôi lỗi. Hàn Lập không nói hai lời, giơ tay lên, hướng về phía khôi lỗi, vỗ một cái nhanh như thiểm điện. Phù, phù, một nguyên anh đen như mực từ trong đỉnh đầu của khôi lỗi bay ra, ô quang lóe lên, bắn nhập vào người Hàn Lập. Hàn Lập nhìn khôi lỗi, điểm một cái, nhất thời khôi lỗi đại phóng ngân quang, thân hình thu nhỏ lại thành một con rối gỗ, mà cơ hồ cùng lúc đó tay áo bên kia rung lên một cái lam sắc đỉnh và một đoàn tam sắc diễm đồng dạng bay ra xoay quanh trước người uyển nhi những bảo vật này với ta trong không gian tiết điểm không có nhiều tác dụng nàng còn ở nhân giới cũng không biết sẽ gặp kiếp số gì có mấy thứ này sẽ trợ giúp nàng một tay ngươi lấy đi hàn lập phất tay áo một cỗ thanh hà bay ra cuộn tất cả các bảo vật này bay về phía nam cung uyển nói xong hàn lập bay lên cao hóa thành một đạo thanh hồng cấp bách truy theo băng phượng nam cung uyển cắn chặt hàm răng thu lại các bảo vật này sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng hàn lập gương mặt tái nhợt lúc này băng phượng đã dừng lại trước hắc động đợi hàn lập đến cũng không quay đầu lại nói sao ngươi và nam cung uyển không tâm sự thêm bổn cung cũng không vội vãi tiến vào cho vợ chồng thêm chút thời gian ái trà hóa thần yêu tu này lại có vẻ cảm thông nhân tình đến thế sao không cần có điều gì cần thì ta cũng đã sớm nói qua hiện tại chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực vượt qua không gian tiết điểm Hàn lập hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời. Sau đó, hắn giơ tay vỗ vào thiên linh cái, thanh quang lóe lên, hiện ra một lục sắc tiểu đỉnh, chân lại dẫm nhẹ một cái, thúy quang chớp động, quỷ dị hiện ra một cây lục xích, không gian chuyển động, một ngân sắc liên ảnh phù hiện dưới chân. Tay áo hắn lại tiếp tục rung lên, bắn ta một ngân phù, trong tiếng gầm rú, liền hóa thành một bộ tam sắc chiến giáp dán chặt trên người. Tiếp theo 72 khẩu kim sắc tiểu kiếm bắn ra, hóa thành đạo đạo kim quang, chuyển động không ngừng quanh phụ cận, Cùng lúc đó, hai tay Hàn Lập chuyển động, một viên hoàn ánh vàng rực rỡ, và một cái đại ngọc tán cỡ vài tấc xuất hiện trong tay. Ngân y nữ tử thấy vậy, trên mặt lộ một tia ngạc nhiên, nhưng cũng không hoang mang, đầu vai rung lên, hơn 10 đạo bạch mang bay ra, trên không trung lập tức hạ xuống hơn 10 cái lông chim trong suốt dài thượt các lông chim này bay xoay quanh một cái, rồi lập tức lao thẳng cuống, hóa thành một tầng bạch quang trào bảo hộ băng phượng bên trong, giống như một cái ngân sam, trên đó linh quang chuyển động, huyễn hóa thành đồ án bách phượng triều thiên vô cùng thần kỳ. Càng khiến người ta giật mình hơn, nàng tiếp tục phun ra trong miệng một cái băng thuyền bán trong suốt. Băng thuyền này vừa ra khỏi miệng, chỉ cỡ vài tấc nhưng liền nghênh phong cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành một cự thuyền dài hơn 10 trượng, phiêu phủ trước mặt hai người thiên thuyền này của ta là từ hàn nguyên hơn vạn năm cô động lại mới cuối cùng hình thành loại pháp bảo phòng ngự này nó có thể bảo vệ chúng ta một thời gian ngắn tránh được một ít phiền toái thân hình ngân y nữ tử nhoáng lên khinh phiêu tới trước băng thuyền sau đó mới quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt nói hàn lập cũng không khách khí nhấc chân bay tới băng thuyền đứng sau lưng băng phượng trầm giọng nói nếu đạo hữu đã xuất bảo vật này hàn mỗ cũng nguyện trợ giúp một tay Nói xong, sau lưng Hàn Lập toát ra đại phiến hồi sắc quang hà, tiếp theo một cái hắc ảnh lóe lên, hiện ra một tòa tiểu sơn toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn có chút thô kịch. Băng Phượng ngẩn ra chưa biết đây là loại bảo vật gì, thì tiểu sơn quay cuồng trong hồi sắc hà quang, lập tức xoay một cái, vững vàng đáp trên cự thuyền. Hàn Lập tiếp tục kháp quyết, từ tiểu sơn phát ra đại phiến hồi quang, bám vào băng thuyền. Ngân y nữ tử cũng không biết hồi sắc hà quang có gì đặc thù, nhưng cũng có thể khẳng định nó không tầm thường nàng cũng không nói hai lời, thúc giục thần niệm, Băng thuyền trong hồi sắc hào quang trượt phát ra một tầng ngân sắc quang trảo, sau liền vèo một tiếng, lóe lên độ nhập vào trong hắc động, bất kiến tung ảnh. Đám người bên ngoài hắc động liền xôn xao một hồi. Nhưng không bao lâu sau, đại đa số đều có chút thất vọng, hắc động không xuất hiện động tĩnh gì, mà không gian cũng không ba động như mọi người tưởng. Cầm nhi, lưu lại hai đệ tử trong coi chỗ này. Những người khác có thể rời đi, ở lại cũng vô ích. Rốt cuộc nam cùng uyển thu hồi ánh mắt, bình tĩnh phân phó. Tuần mệnh. Điền Cầm Nhi cung thanh đáp lời, lập tức phân phó cho hai tên tu sĩ ở lại, những người khác thì theo Nam Cung Uyển quay về đảo. Sau một tháng, tại lối vào không gian tiết điểm cũng không có gì khác thường. Một lần nữa Nam Cung Uyển, phân phó cho Điền Cầm Nhi dùng pháp trận phong ấn lại chỗ này, lưu lại vài đệ tử cánh giữ, những người khác tùy thời cùng nàng quay về loạn tinh hải. Hàn Lập cũng không lưu lại bản mệnh nguyên thần đăng, cho nên không ai biết Hàn Lập đã tới linh giới hay chưa, hoặc giống như bọn hướng chi lễ, không thể chống đỡ trong không gian phong bạo và cách giới chi lực nên đã vẫn lạc trong không gian tiết điểm. Nhưng đây là ý muốn của Hàn Lập, dù sao để người thân không biết gì, nuôi một tia hy vọng còn hơn biết được sự thật. Ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không dấu nhé. Chương 1262 Hàn Lập nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, cảm giác được mặt đất vô cùng khô nóng, trong lòng thầm tính thời gian. Nếu không lầm, dựa theo kiểu tính toán ở nhân giới, hắn đã nằm ở chỗ này được 3 tháng. Sở dĩ như vậy là do hắn nhìn lên trời, trên không trung đồng thời có ba thái dương chói mắt và bốn nguyệt lượng hư ảnh mông lung. Hàn Lập nhớ rất rõ, khi màn đêm bông xuống, những vầng thái dương kia dần chuyển thành nguyệt lượng, còn khi ban ngày, ánh trăng kia sẽ lại chuyển thành tia nắng nóng nực chói trang, cứ như huyễn hóa thành bảy vầng thái dương. Nói đúng ra, nơi này tồn tại bảy cái thiên thể phát quang trên không. Chỉ là khi ban ngày thì bảy thiên thể này, cực nóng mà đến ban đêm liền trở nên thanh lãnh ảm đạm vô cùng, nếu cảm giác của hắn không sai thì ở đây thời gian giữa ngày và đêm dài gấp ba lần ở nhân giới mà sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại càng khác biệt kinh người nếu không nhờ thể chất của hắn đã sớm tôi luyện đặc biệt thì cũng đã đi đời nhà ma rồi tự nhiên nơi này không phải là nhân giới nhưng có phải là linh giới hay không trong lòng hàn lập hồ nghi không dám khẳng định thứ nhất là linh khí ở đây cũng không nồng đậm không giống như linh mạch ở linh giới mà hắn đã từng nghe thứ hai là cách hắn xuất hiện nơi đây có chút đặc biệt hoàn toàn ngoài ý muốn vì vậy Hàn Lập cũng không biết mình đã thực sự đến linh giới hay chưa. Nghĩ lại chuyện xảy ra khi ở trong không gian tiết điểm, sắc mặt Hàn Lập liền trầm xuống, càng nhớ càng sợ. Bất quá nếu không phải điểm tối hậu trong hành trình, ngoài ý muốn gặp phải ba động của không gian phong bạo, Hàn Lập chính mình cũng không có một chút nắm chắc. Các bảo vật hộ thân của hắn đều đã bị hủy diệt 8, 9 phần, ngay cả linh bảo bát linh xích cũng bị chôn vùi trong đó. Thậm chí nếu hắn không nhanh trí sử dụng hàng linh phù, thì chỉ sợ đã bị hôi phi yên diệt trong không gian phong bạo. Tuy nhiên tình hình hiện tại của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn vừa mới thoát được không gian tiết điểm, xuất hiện nơi đây bởi vì buộc phải tách ra khỏi băng phượng. Bây giờ cấm chế của băng phượng hạ trên người lúc trước lại phát tác vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải hắn tinh thông nhiều loại bí thuật, vội vàng dùng một bí thuật khác mạnh mẽ áp chế cấm chế này, chỉ sợ sẽ bị pháp lực phản phệ chết ngay đương tràng. Nhưng dù vậy, dư lực cấm chế vẫn tán loạn trong cơ thể vô cùng nguy hiểm, không ngừng phá hư kinh mạch, nếu không phải nhờ mộc sinh châu phát huy bất diệt thân thể thần thông không ngừng chữa trị các nơi bị hư tổn thì thân thể hắn đã sớm hỗn loạn bị phá hủy mà không thể tái sinh bây giờ trong thân thể của hàn lập tồn tại hai cỗ lực lượng một cỗ không ngừng phá hoại cỗ kia lại không ngừng chữa trị điều này khiến hắn vô cùng thống khổ nhưng vô phương làm được điều gì mà thân thể cũng không mảy may nhúc nhích được ngoài ra lực phá hoại lại nhanh hơn lực chữa trị vài phần để tránh cơ thể bị phá hủy trong tình thế cấp bách hàn lập không còn cách nào khác là phải dùng phương pháp nguyên anh hư hóa dáng nhịn đau lấy tất cả bảo vật trong cơ thể ra ngoài bỏ vào túi chữ vật rồi tự tán nguyên anh biến nguyên anh thành đại tinh nguyên cường hành quán trú đến mọi nơi trong cơ thể tăng cường quá trình chữa trị nhưng điều gì cũng có giá của nó sẽ hơn 100 năm trong cơ thể hàn lập sẽ không tồn tại bất kỳ một tia pháp lực nào mà cũng không thể hấp thu linh lực hay sử dụng được thần niệm người ngoài, nếu dùng thần niệm thô sơ quét qua chỉ phát hiện Hàn Lập là một phàm nhân mà thôi. Nhưng phương pháp tìm đường sống trong cửa chết này cũng có hiệu quả của nó. Chỉ cần sau hơn 3 tháng, cấm chế sẽ được giải trừ mà kinh mạch sẽ hồi phục lại được hơn nửa. Theo sự tính toán của hắn, chỉ cần hơn một tháng nữa, hắn sẽ khôi phục được sự hành động. Trong lòng tự đánh giá, một mặt hàn lập quay đầu nhìn xung quanh, quang cảnh đập vào mắt chỉ là cát xám, đá vụn mênh mông, không có bất cứ một loại cây cỏ nào sinh sống, dĩ nhiên hắn đã rơi vào một vùng đất sa mạc hoang lương, cả nửa thân thể đều đã bị cát che lấp nhưng cũng chỉ nằm bất động mà thôi. Ba vầng thái dương trên đỉnh đầu dần dần biến hóa thành nguyệt lượng, cuối cùng chỉ còn một thái dương, bầu trời bắt đầu ảm đạm, hoàng hôn dần buông xuống. Nhưng giờ phút này, Hàn Lập lại không nhắm mắt, ngược lại hai mắt lại càng mở to, trong mắt lam mang chớp động, nhìn chăm chú vào không trung, không bao lâu sau, ở không trung phụ cận truyền đến tiếng tiêm minh thê lương, tiếp theo lục tục xuất hiện hơn 20 điểm đen trên không, bay vòng tròn, rồi nhanh chóng hạ xuống. Mặc dù không quán chú pháp lực vào trong mắt, nhưng bằng vào khả năng thị lực kinh người, hai mắt hàn lập nheo lại, nhìn rõ ràng 10 phần các điểm đen này. Đó là các con hắc sắc quái điều đầu ưng, cỡ chừng 4 năm thước, dưới bụng có đôi lợi trào tỏa sáng, hắc sắc nhục xí mở ra giữ tận dị thường, trong nháy mắt đã bay đến cách mặt đất chừng 10 trượng, mục tiêu của bọn chúng chính là hàn lập trên mặt đất. Hàn Lập trong mắt chợt lóe hàn mang, tứ chi động vẫn bất động, nhưng đầu chuyển động, yết hầu và ngực nhấp nhô. Một đoàn cát xám, đá vụn nho nhỏ quỷ dị ngưng tụ trước hắn. Mắt thấy cát đá sẽ bay vào trong miệng hắn, thì Hàn Lập hé miệng phun ra một cỗ khinh phong, cát đá liền chuyển động quay tròn trước miệng, nhưng không rơi xuống. Lúc này Hàn Lập nhìn về không trung, chỉ thấy các con quái điều này đã nhào tới thật gần, mấy cái đầu há miệng lòi răng sắc bén, thậm chí đã nghe xú khí đập vào mặt, Hàn Lập thần sắc bất động, nhưng ngực thình lình ép lại, một cỗ bạch kình phong lẫm lẫm từ trong miệng phún ra đánh vào đám cát đá ở phía trên. Tiếng phá không vèo, vèo nổi lên, cát đá vụn hóa thành nhiều điểm thanh mang bắn nhanh ra, giống như mãn thiên hoa vũ, đánh vào các con quái điểu, thanh âm phốc, phốc vang lên. Mấy con quái điểu này phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như tiếng kim loại ma sát, trong nhất thời cả bọn cả kinh bay tán loạn ra xa hơn 10 trượng, từ trong thân thể vô số tờ máu bắn ra rơi xuống, xem ra đã bị thương không nhẹ, một màn kinh người xuất hiện. Các con chưa bị thương không công kích tiếp Hàn Lập mà ngược lại thay đổi phương hướng, hung hăng đánh về các con bị thương, trong nháy mắt đã phân thây bọn này thành từng mảnh. Sau đó mỗi con ngậm một miếng thịt máu me đầm đìa, liền cảm thấy thỏa mãn, dương cánh bay lên cao, trong chốt lát đã bay mất. Trong lúc này, trên mặt đất, Hàn Lập vẫn nằm nghiễm nhiên trong cát, giống như một bóng cô linh. Thần sắc Hàn Lập vẫn bình tĩnh, tựa như đã quen với việc này, nhưng ánh mắt chớp động, không biết đang nghĩ cái gì. Lại không biết qua bao lâu, vầng thái dương cuối cùng cũng dần dần biến thành nguyệt lượng. Cảnh tượng tuẫn lệ như vậy, Hàn Lập đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy bảy nguyệt lượng sáng tỏ trên không trung, trong lòng hắn đều có cảm giác rung động. Hốt nhiên, thần sắc Hàn Lập biến đổi, ánh mắt kinh nghi bất định nhưng chỉ trừ cái đầu còn có thể chuyển động, còn các hành động khác thì không thể thực hiện. Một lát sau, từ xa truyền đến thanh âm ẩm ẩm, mơ hồ giống như thanh âm ngựa phi, xe kéo hỗn loạn. Hình như có đại lượng nhân mã đang sắp đi ngang qua, Hàn lập nhướng mày, lộ ra vẻ do dự, không biết có nên hay không gây sự chú ý cho đám này. Nếu hắn im hơi lặng tiếng, thân thể cũng đã bị cát đá che lấp, thì đối phương cũng không thể dễ dàng phát hiện ra hắn. Nhưng Hàn lập nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này. Một con chim nhỏ toàn thân xích hồng, cỡ trừng quyền đầu, quỷ dị xuất hiện trên đầu Hàn lập, bay lên cách mặt đất ba bốn chục trượng, không ngừng bay vòng tròn, miệng phát ra tiếng minh thanh dễ nghe, thanh âm không lớn lắm nhưng cực kỳ du dương, người trong vòng vài dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng bộ dáng muốn truyền tin tức đến xa đội kia. Hàn lập thở dài, đánh trơ mắt nhìn tình huống trước mắt, chu dù hắn bổn cũ soạn lại, bắn đá vụn vào con chim kia thì cũng không thể làm được gì, đành lẳng lặng chờ đợi. Cũng không bao lâu, mặt đất chấn động nhỏ, có vẻ hướng đến vị trí của hắn. Vài tiếng hô vang lên, vài tên kỵ sĩ cưỡi quái thú chạy tới, rồi dừng lại phía xa, lặng lặng nhìn hàn lập, ánh mắt lạnh như băng. Hàn lập quay đầu nhìn đám này. Tốt, mặc dù ăn mặc có chút cổ quái nhưng chính thật là nhân loại trong lòng hàn lập thoáng buông lòng. các tên kỵ sĩ này độ tuổi từ 20 đến 40, phục sức trên người khôn giống nhau, có tên thì toàn thân giáp trụ kín mít, có tên thì vài khối cốt phiến phát ra quang mang nhàn nhạt che vài chỗ hiểm, cực kỳ đơn sơ. nhưng ai cũng mang trong tay vũ khí nặng hình dáng giống như cây côn, phần đầu to hơn, bao trùm đầy mũi nhọn sắc bén, giống như một loại binh khí lang nha bổng. nhưng càng hấp dẫn hàn lập hơn chính là quái thú bọn này đang cưỡi đó là một loại thanh sắc cự lang quái thú, trên đỉnh đầu có một cái sừng dài đen nhánh dựng đứng, từ eo lưng đến tứ chi đều mang áo giáp dày, cao chừng hai trượng, lộ vẻ dữ tợn dị thường. Khi Hàn Lập đánh giá bọn này thì đồng dạng bọn chúng cũng đang đánh giá hắn. Cả bọn đã nhìn ra tình trạng của Hàn Lập không ổn. Các gương mặt nguyên đang căng thẳng dần dần buông lỏng vài phần, nhưng không dám tùy ý lại gần. Trong đó có một tên trắng hán cỡ chừng 40, trên mặt có một vết sẹo đao chém thật sâu, hốt nhiên quay đầu nói gì đó với tên thanh niên tên này lập tức lục loại hồi lâu trong lòng, móc ra một khối vật trắng nhờ nhợ hình dáng như viên bàn, sau đó khu động quái thú chạy đến Hàn Lập. Đến cách khoảng mấy trượng thì tên này dừng lại, lại nói huyên thuyên một phen nhưng Hàn Lập nghe không hiểu nên không có chút phản ứng. Gã này bèn nhướng mày đánh giá Hàn Lập vài lần, giơ tay lên, viên bàn trong tay nhắm ngay Hàn Lập nhẹ nhàng nhoáng lên. Chương 1263, từ lỗ thô to hình tròn bắn nhanh ra một trụ ánh sáng chiếu tới thân hình hắn. Thần sắc của Hàn Lập trông rất là bình tĩnh, không thèm để ý gì tới quang hoa đang chớp động trên người. Việc này không phải hắn không có năng lực tránh né, mà hắn lướt mắt qua cảm thấy linh quang này không có công kích. Vì vậy hắn muốn xem xem nó thế nào. Linh quang chợt tắt, rồi cột ánh sáng đó biến mất nhưng trên người hắn thì linh quang lại đại phóng lớn lên. Người thanh niên này cúi đầu nhìn thoáng qua viên bản. Rồi đột nhiên sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hướng về phía sau quát to lên một tiếng. Những vị tu sĩ ở phía sau nghe được tiếng hô này liền xôn xao lên một trận, lập tức thấy được một vị hán tử trên mặt có vết sẹo to, lớn tiếng hỏi vị thanh niên vài câu. Sau khi hỏi đáp vài câu, nhìn xuống phía mặt đất nơi Hàn Lập đang nằm liếc mắt nhìn một cái liền giật mình. Hắn khu động con cự lang đi tới bên cạnh người thanh niên. Hắn mở miệng hỏi Hàn Lập mấy câu nhưng nhìn thấy hai mắt Hàn Lập vẫn bình thường dường như hắn không hiểu được những lời này. Trung niên hán tử sờ sờ cầm rồi âm thanh trong miệng biến đổi, dường như thay đổi một loại ngôn ngữ khác. Ngay khi nghe được loại ngôn ngữ này thần sắc của Hàn Lập vừa động, Mặc dù nghe không hiểu nhưng hắn có cảm giác có chút quen tai, bởi loại ngôn ngữ này có chút giống như một loại thượng cổ ngôn ngữ của nhân giới. Vị đại hán thấy Hàn Lập biểu hiện như vậy thần sắc của hắn liền vui lên, vội vàng mở miệng sử dụng loại ngôn ngữ này hỏi mấy câu, nhưng lại thấy Hàn Lập lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu. Đại hán có chút đau đầu, đem vũ khí treo lên thân con cự lang, sau đó lấy từ trong lòng ngực ra một cái hộp gỗ màu vàng rồi mở nắp ra. Bên trong lộ ra một viên châu màu vàng to bằng ngón tay cái trên bề mặt chất động linh quang. Trên mặt của vị trung niên hán tử run lên vài cái, rồi lại cúi đầu nhìn tới Hàn Lập một hồi rồi nhìn lại viên châu một chút. Trên mặt lộ ra vẻ tâm tình bất định, cắn răng một cái lấy tay cầm viên châu này ra. Cổ tay vừa lật liền xuất hiện một chiếc nhẫn hình dáng kỳ lạ. Mặt ngoài của nó minh ấn vài loại ký hiệu, ngoài ra phía trên còn có một quả tinh thạch màu xanh biếc to bằng hạt đậu. Đại hán đem viên châu này hướng tới tinh thạch trên trên chiếc nhẫn đưa tới. Bỗng nhiên quang mang đại phóng rồi viên châu sáng rực lên, sau đó vị đại hán này không chút do dự đem viên châu này hướng tới người của hàn lập ném đi vật ấy vừa tiếp xúc tới thân thể của hàn lập giống như là một loại thông linh nhập vào trong đó không còn bóng dáng nữa hàn lập cảm thấy nao nao một trận trong cơ thể dường như có một luồng lương khí từ viên châu nhập vào chạy lung tung rồi hướng thẳng tới trên đầu mà đi tới trong lòng liền hoảng sợ nếu giống như trước kia khi pháp lực vẫn còn thì hắn sẽ không cho luồng lương khí đi như vậy mà liền vận pháp lực để bài trừ nó ra khỏi cơ thể nhưng hiện tại pháp lực đã mất, thân thể không thể nhúc nhích. Vì vậy chỉ còn một cách là gương mắt đứng nhìn mà không biết làm gì cả. Cũng may là mấy người này không có chút ác ý nào cả, vì vậy Hàn Lập cũng không tỏ ra vẻ kinh hoàng. Luồng lương khi đó ở trong não đi qua một vòng rồi liền biến mất không còn chút nào. Nhưng trong đầu đột nhiên đau đớn rồi sau đó trong thần thức hiện ra vô số đồ án, mạnh mẽ hướng tới trong đầu mạnh mẽ quán chú đi vào. Mặc dù thần niệm của Hàn Lập không cách nào thả ra bên ngoài, nhưng mà thần thức bên trong cơ thể vẫn rất là cường đại đúng là hàng thật giá thật sắc mặt của hắn chỉ hơi biến đổi một chút rồi thần thức đem tất cả những thứ này thu nạp hết trong nháy mắt hắn biết được một loại ngôn ngữ xa lạ loại ngôn ngữ này đúng là cùng một loại mà hắn nghe được từ vị đại hán kia đại hán mặt sẹo thấy hàn lập đem viên châu hút vào trong cơ thể xong và thấy không có biểu hiện gì khác lạ lần nữa lộ ra vẻ giật mình nhưng lập tức trầm giọng nói hiện tại ngươi có thể nghe và hiểu được lời của ta rồi ngươi là ai vì sao lại ở nơi này nơi này chính là chỗ sâu nhất trong thanh la sa mạc người bình thường không thể nào xuất hiện được ở đây thanh la sa mạc tại hạ chưa nghe nói qua nơi này nói thật là ta trong lúc vô tình mà đi tới đây bằng một loại phương pháp đặc thù căn bản mà nói ta không biết nơi này là chỗ nào nữa còn thân phận của ta ta cũng chỉ là một người bình thường nên cũng không có gì để nói các hạ có thể gọi ta là hàn lập hàn lập cười khổ một tiếng rồi nói như vậy phương pháp đặc thù Ngươi là từ không gian khe hở mà tới đây? Nghe cũng bình thường. Bởi nơi này nguyên bổn là một chỗ không gian vết nứt thường xuyên bộc phát nổ ra, cho nên thường xuyên có nhiều người từ ngàn dặm bị truyền tới đây. Đại Hán trên mặt không chút kỳ quái nào cả, mà dường như đã biết được sự tình nên nói ra như vậy. Nghe xong lời nói này Hàn Lập cũng không cần nói ra những lời mà hắn đã sắp đặt dự định nói. Hắc hắc, nhìn bộ dáng của các hạ dường như không phải là người bình thường, nhưng chỉ cần ngươi không phải ngoại tộc biến hóa và lai lịch rõ ràng thì không sao cả. Nhưng hiện tại xem ra con người của ngươi cũng thật là may mắn nếu như không có ai cứu ngươi, thì mấy ngày nữa chính là lúc bỏ cạp của thanh la sa mạc, đi qua. Đến lúc đó cho dù ngươi có đại tài bản lãnh, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Giờ thế nào có nguyện ý cùng với thiên đông thương hào của chúng ta là một bản hiệp nghị không? Chúng ta có thể mang ngươi đi nhưng mà để bù lại. Ngươi phải làm việc cho bổn hiệu buôn chúng ta trong vòng 20 năm. Sau khi hết 20 năm thì ngươi mới có thể rời đi. Đại Hán, trên mặt có một vết sẹo co quắp lại, khóe miệng lộ ra một hàm răng cười nói. 20 năm, không thành vấn đề. Ta đáp ứng rồi ánh mắt của Hàn Lập, chợt lóe lên và có một chút do dự nhưng liền đồng ý ngay. Tốt, người đã đáp ứng vậy hãy viết ra một phần huyết chú đi. Đại hán cười ha hà lên một tiếng hướng tới phía sau kêu một tên kỵ sĩ đi tới. Từ phía sau một tên kỵ sĩ từ trên người lấy ra một sấp giấy thật dày, rồi tùy ý rút ra một tờ. Cắn ngón tay một cái rồi viết lên trên đó, vài dòng xong rồi nhảy xuống khỏi cự lang đi tới phía trước đem tờ giấy đưa ra trước hàn lập mở ra để cho hắn nhìn qua một lượt hàn lập nhướng mày nhìn tờ giấy này nhìn một hồi lâu không nói lời nào như thế nào ngay cả huyết chú văn thư mà ngươi cũng chưa từng thấy qua hay sao đại hán ngần người ra rồi dường như nhớ ra cái gì đó nói không có bởi đây là lần đầu tiên tại hạ nhìn thấy nó có thể nói cho ta biết vật này có tác dụng gì hay không hàn lập nhìn chăm chú tờ giấy với rất nhiều ký hiệu thành thật trả lời tờ giấy này là loại giấy gì nó có lẽ giống như là một trang phủ chú mà thôi những ký hiệu trên mặt của cái phủ triện này hắn cũng biết một chút cái này giống như là một loại ký hiệu rất là xa xưa ở nhân giới nhưng có thể sắp xếp thành hàng từng câu chữ như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn thấy được mà nó dường như còn có mơ hồ tỏa ra một luồng huyết tinh khí thật là có chút quỷ dị ngay cả huyết chú văn thư mà cũng chưa từng thấy chẳng lẽ là người từ phía đông tới đây sao vậy để ta nói cho ngươi biết Vật này cũng rất là đơn giản, chỉ cần ngươi thấy chữ viết trên đó, không có vấn đề và lại cam tâm tình nguyện nhỏ ra một giọt máu, thì khế ước lập tức có hiệu lực. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, thì huyết chú chi lực sẽ lập tức hút lấy một phần tinh hồn của ngươi để cho ngươi sống không bằng chết. Hắc hắc, đây là độc môn do huyết chú môn luyện chế thành, trừ phi có người là thần tiên thì mới có khả năng giải trừ, nếu không thì bị cấm chế ở đây. Cuối cùng đại hán nhịn không được, thuận miệng giải thích một chút, trên mặt của Hàn Lập lộ vẻ do dự. Thưa dịp lúc này, mặc dù hắn không thể biết huyết chú này sẽ nguy hiểm thế nào, nhưng hắn cũng đã biết được một ít ý nghĩa của nó. Cái phù triện này xem qua cũng không phức tạp, mặc dù không cách nào hiểu rõ được. Nhưng lấy khả năng chế tạo phù triện cao siêu của hắn, thì việc phá giải nó cũng không phải là việc lớn. Hơn nữa thông qua độ phức tạp của những ký hiệu này, thì chỉ có thể ước thúc được chút cơ kỳ tu sĩ. Cho nên chỉ cần là kết đan kỳ thì không thành vấn đề mặc dù trong cơ thể của hắn không còn chút pháp lực nào nhưng nguyên anh, biến thành tinh nguyên tất cả đều quán trú vào trong cơ thể của hắn, thì hắn lại càng không cần phải sợ gì tới cái huyết chú này. Chỉ sợ cái lời nguyền cấm chú này, khi đi vào cơ thể hắn sẽ liền bị hóa giải hết ngay lập tức. Có thể nói vật này giống như là một vật tà khí gọi là minh hà chi hiệt, do lão già họ tính của cửu U, Tông làm ra. Nhưng hai cái này không thể nào đánh đồng giống nhau được bởi Minh Hà Chi Hiệt có thể ướt thúc được cả nguyên anh kỳ, tu sĩ mà huyết chú văn thư, có thể nói hơn phân nữa là được phàm nhân sử dụng cầm chế lẫn nhau. Hơn nữa nghe qua khẩu khí của đại hán thì vật này cũng là một vật bình thường. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng bình tĩnh lại, và ánh mắt đồng thời xem qua những dòng chữ được viết ra trên tờ giấy này, thì thấy nói rõ là vì để cứu hắn, thì hắn phải chịu ước thúc 20 năm làm việc để bù lại. Có thể, không thành vấn đề. Nhưng hiện tại ta không cách nào nhúc nhích được, có thể hay không để sau này thực hiện miệng của Hàn Lập trả lời đồng ý, nhưng bộ dáng của hắn thì không có ý gì là tình nguyện. Ra vẻ lấy cớ để né đi. Đại hán mặt sẹo cười lạnh một tiếng đưa tay cầm lấy huyết chú văn thư, đưa lên cầm nói. Tiểu thất, người giúp hắn một cái. Tên kỵ sĩ có tên là tiểu thất, lập tức đem tờ giấy đi tới trước ngực Hàn Lập đưa ra. Một tay nắm lấy cổ tay của Hàn Lập còn tay kia thì Hàn mang chợt lóe, từ bàn tay xuất hiện ra một thanh thủy thủ sắc bén dài khoảng một tấc, hướng tới cổ tay của hắn hoa lên một cái. Bụp một tiếng của kim khí va chạm âm thanh truyền đến. Nhưng chỗ cổ tay của Hàn Lập không có chút máu nào, mà ngay chỗ thanh trùy thủ xoẹt qua ngay cả một vết chảy xuất cũng không thấy. Lần này, ngay cả đại hán và bao gồm những người khác tất cả đều kinh ngạc. Còn vị kỵ sĩ cầm trùy thủ còn kinh ngạc hơn nữa. Người tu luyện chính là huyền giáp công và còn có kim võng quyết. Có phải tất cả đều tu luyện tới tầng thứ hai? Đại hán mặt sẹo sau khi tỉnh lại trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị hỏi. Là kim cương quyết. Tầng thứ ba, nghe được đối phương hỏi như thế Hàn Lập, trầm mặc suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi trả lời. Nhưng trong lòng hắn thực sự rất là vui mừng. Hiện tại, cuối cùng hắn có thể xác định được từ phân thân của Thiên Lan, thú là nơi này chính là linh giới. Nếu không với kim tài quyết bậc này công pháp, thì làm sao có thể xuất hiện từ một người là phạm nhân chứ? Tầng thứ ba kim võng quyết. Vậy thì đã có thể trực tiếp đối kháng với đê giai yêu thú. Xem ra tại hạ đúng là tìm được một bảo vật rồi. Không trách được tiểu thất phàm khí không thể thương tổn được người chút nào phải dùng tới kim oanh kiếm đi mặc dù nó chỉ là một kiện đê gia linh cụ nhưng chỉ cần các hạ không có chú ý thúc giục pháp quyết ngăn cản thì ta có thể tạo ra một lỗi nhỏ trên người của ngươi đại hán mặt sẹo thở hắt ra một cái thần sắc khôi phục lại như thường sau đó bàn tay vừa nhắc một thanh kiếm có vỏ bọc được ném tới linh cụ hàn lập vừa nghe loại tên cổ quái này trong lòng vừa động còn tên tiểu thất sau khi tiếp được thanh kiếm này thì liền rút ra nghe một tiếng rẹt một cái thì một đoàn kim mang trong nháy mắt hiện ra phóng đi bốn phía hai mắt hàn lập nhíu lại xem xét, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cái linh cụ này vừa nhìn dường như giống như là pháp khí. Chẳng lẽ phàm nhân ở linh giới cũng có thể khu động pháp khí? Nhưng mà sau khi ánh mắt của Hàn Lập cẩn thận liếc qua, cuối cùng cũng phát hiện ra được chỗ không giống nhau. Chính là, ở chỗ chuôi kiếm này có khảm một viên linh thạch màu vàng linh quang chớp động không ngừng. Cái linh thạch này không phải cấp thấp đúng là một khối trung giai kim trúc tính linh thạch, nhưng so với linh thạch của nhân giới nhỏ hơn khoảng 5 lần, trong lòng hắn kinh ngạc đó chính là chỉ thấy từ trên người của tiểu thất, còn lấy ra một cái bao tay bằng da thú sau đó đeo vào, rồi mới từ từ cầm lấy thanh kiếm này. Cái bao da thú này mặt ngoài có rất nhiều ký hiệu chấp động tất nhiên màu sắc của nó, so với khỏa linh thạch bằng hạt đậu không giống nhau. Chương 1264 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Kim oánh kiếm được bàn tay có bao tay nắm giữ quang mang trên thân chợt tắt. Còn thân kiếm thì âm hàn trổi lên mạnh mẽ bức người, Nhìn tới đây trên mặt của Hàn Lập, không chút thay đổi nhưng trong lòng quả thực có chút giật mình. Sau khi mang cái bao tay vào thì tên kỵ sĩ dễ dàng khu động được thanh kiếm này. Thanh linh cụ này thật sự làm đảo lộn hết những suy nghĩ trước nay của hắn. Mặc dù đã nghe phân thân của thiên lan thánh thú, nói qua thì những vị phàm nhân kiệt xuất của linh giới, dường như có thể dám cùng với tu tiên giả đối kháng với nhau. Nhưng mặc dù thanh linh cụ này, thực sự yếu ớt có thể nói giống như là một loại pháp khí. Nhưng mà phàm nhân cũng có thể sử dụng điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên, như thế có thể nói bình thường chẳng phải nhân huynh có thể diệt giết được đê giai tu sĩ hàn lập thực kinh ngạc một chút vị kỵ sĩ trước mặt đoàn kiếm trong tay nhoáng lên lần nữa hướng tới cổ tay của hàn lập nhưng lần này trông rất là cẩn trọng hàn lập nhướng mày trong lòng chậm rãi thúc giục pháp quyết nói vậy cũng tốt minh vương quyết và kim cương quyết mặc dù cùng dạng là công pháp nhưng mà trên phương pháp thì lại khác nhau một cái thì mượn linh lực bên trong cơ thể để tu luyện còn cái kia thì lại mượn linh lực từ bên ngoài để cường quán thân thể ban đầu hàn lập tự nhiên là chọn dùng phương pháp của minh vương quyết để tu luyện nhưng mà hiện tại không thể thục dục được công pháp này mà chỉ có thể sử dụng loại tâm pháp mới thôi hơn nữa minh vương quyết của hắn cũng đã tu luyện tới tầng thứ ba còn thối cốt quyết do có được long lân quả phụ trợ cho nên đã sớm tu luyện tới tầng thứ tư chỉ bằng vào thân thể mà nói nếu như hắn không có vận dụng kiềm hàm bớt uy năng của kim cương quyết thì kim oánh kiếm cũng không cách nào thương tổn được hắn ngay khi đoàn kiếm này tiếp xúc tới cổ tay của hắn, thì kim mang thoát dừng lại cuối cùng thì cũng cắt qua được một vòi máu chảy ra. Kỵ sĩ vội vàng nắm lấy tay kia của Hàn Lập Điểm vào chỗ máu này, rồi bắt đầu viết ra mấy loại ký tự cổ quái lên huyết chú văn thư này. Ngay khi mấy dòng huyết chú này viết ra thì nó liền nhập vào trong tờ giấy không còn bóng dáng nữa. Giờ phút này tên kỵ sĩ mới nhìn Hàn Lập cười một tiếng nói: "Giờ các hạ chỉ cần đem nội dung của khế ớt này nghĩ tới một lần rồi tỏ vẻ đồng ý là được rồi, Hàn Lập nghe xong như vậy trong lòng vừa động nhưng vẫn cứ làm theo y vậy. Kết quả là quang mang trên huyết chú văn thư, bổng đại phóng lên rồi các loại ký tự dường như, sống lại từ trong văn thư bắn ra rồi nhập vào trong người của Hàn Lập, và tên kỵ sĩ sau đó không thấy nữa. Còn cái huyết chú văn thư thì tự mình phát ra âm thanh nghe phù phù một tiếng, rồi tự cháy tạo thành một đoàn bích lục trong hỏa diễm cháy không còn gì hết. Ha ha, rất tốt. Hàn huynh đệ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là người của thiên đông thương hào chúng ta. Tiểu thất đi tìm một chiếc xe đến, Hiện giờ thân thể của Hàn huynh đệ còn yếu lắm không thể nào cưỡi được toan lang thú. Kỵ sĩ mặt sẹo mặt lộ vẻ tươi cười nhìn Hàn Lập với vẻ mặt rất là ôn hòa. Lúc này tên thanh niên đáp ứng một tiếng lập tức thúc giục cự lang phía dưới đi, tới phía trước. Còn đại hán mặt sẹo thì cười híp mắt cùng với Hàn Lập nói chuyện phiếm và cũng tự giới thiệu về mình. Lúc này Hàn Lập mới biết được đại hán mặt sẹo tên là Trương Khuê, là một vị hộ vệ đội trưởng của Thiên Đông Thương Hào. Lần này hắn hộ tống một lô hàng hóa quý trọng và đắt giá đi ngang qua Thanh La, sa mạc này, còn thanh la sa mạc thì không thể coi là nhỏ được, bởi vì một đội xe muốn đi nhanh nhất cũng phải mất một tháng thời gian mới đi được từ bên này băng xuyên qua tới bên kia. Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, thì từ phía xa thấy có bụi bay mịt mù nổi lên. Có một vật rất là to lớn hướng chỗ này đi tới. Tiểu thất nhìn thấy đám bụi này liền tiến tới phía trước dường như là để chỉ đường. Khi nó đi tới gần thì lúc này, Hàn Lập mới thấy rõ đó là một con cự quy khổng lồ cao khoảng 4-5 trượng, con bề ngang khoảng 7-8 trượng từ xa đi, tới, ở trên cự quy còn có một cái thùng xe bằng gỗ xanh còn phía trước, thì có một cái chỗ ngồi, ngồi trên đó là một tên hôi bào lão già trông rất là xấu xí nhìn bề ngoài, thì giống như là một tên phu xe vậy. Cự quy khi tới trước mặt mấy tên kỵ sĩ, thì dừng lại còn thùng xe thì tự động mở ra bên trong xuất hiện, ra một người thiếu nữ vận áo xanh khoảng chừng 15-16 tuổi, mặt tròn xinh đẹp bộ dáng thật là đáng yêu. Trương Thúc chính là người này sao? Thiếu nữ đưa mắt nhìn, tới Hàn Lập đang nằm dưới đất lướt qua một cái cười híp mắt hỏi. Hương Nhi cô nương, vị này hàn huynh đệ đã gia nhập vào hiệu buôn của chúng ta nhưng giờ thân thể không được tốt lắm những xe khác thì chứa đầy hàng hóa vì vậy chỉ còn nước phải làm phiền tới mấy vị cô nương đại hán mặt sẹo rất là khách khí với thiếu nữ nói ồ nếu như đã gia nhập vào hiệu buôn của chúng ta thì cũng không phải là người ngoài chiếu cố hắn một chút cũng là chuyện phải làm đưa hắn tới đây đi thiếu nữ thản nhiên cười nói một câu mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã lộ ra một nét rất là quyến rũ đại hán mặt sẹo trong miệng liên tục cảm ơn lập tức tay vung lên hai tên kỵ sĩ nhảy xuống cự lang đem hàn lập từ trong đống cát lôi ra một người khiêng cái đầu còn người kia thì bê cái chân rồi leo lên một cái thang dây đem hàn lập đưa lên mình con cự quy thân hình của người thiếu nữ nhoáng lên tiến vào trong xe trước theo sau là hai tên kỵ sĩ cũng đã đem hàn lập tới cửa xe hàn lập đưa mắt lướt qua một cái liền nhìn thấy hết thảy mọi thứ ở trong xe bên trong thùng xe không gian rất lớn có thể chứa được hơn 10 người nhưng lúc này ngoại trừ thiếu nữ vận áo xanh ra, thì bên trong xe còn có ba vị thiếu nữ nữa. Tuổi từ khoảng 12, 13 đến khoảng 16, 17. Mặc dù còn nhỏ nhưng dung mạo ai cũng rất là xinh đẹp. Và cũng không ai giống ai cả. Mà bên trong xe ngoại trừ một cái bàn, và bốn phía đều răng các loại màn tơ thả dài xuống, thì trống không không có thứ gì hết. Trông rất là trống trải. Không trách được vì sao mà đại hán mặt sẹo lại đưa hàn lập vào đây, sau đó Hàn Lập được bố trí nằm trên một cái ghế dài trên mặt lót một tấm nệm làm bằng một loại da thú màu vàng mềm mại ở một góc của thùng xe. Thật là thoải mái. Hai tên kỵ sĩ này làm xong thì liền nhanh chóng lui ra ngoài mà không dám lướt mắt nhìn tới mấy vị cô nương đang ở trong này. Hàn Lập có chút kinh ngạc nhưng do trước đây khi còn ở nhân giới đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng to gió lớn. Vì vậy tự nhiên sẽ không lộ ra bất kỳ việc gì là khác thường. Sau khi hướng tới mấy vị nữ tử nọ mỉm cười chào hỏi, rồi liền tự động nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức có thể nói là trong thân thể của hắn không còn một tia pháp lực hơn nữa kinh mạch còn không có hoàn toàn khôi phục thực sự là không thể tu luyện bất cứ cái gì hết nhưng là ở trong sa mạc này hơn một tháng trời ban ngày thì nắng như thiêu đốt còn ban đêm thì lạnh thấu xương hơn nữa bên trong cơ thể chịu rất nhiều áp lực và đau khổ vì vậy tinh thần của hắn rất là mệt mỏi trong thùng đang có bốn vị nữ tử ngồi ngay từ lúc đầu bọn họ đã dùng ánh mắt tò mò đánh giá Hàn Lập, rồi thầm thì nói nhỏ với nhau rõ ràng là đang bàn tán về hắn. Mặc dù âm thanh của những vị nữ tử này rất nhỏ nhưng ở cự ly gần như vậy, cùng với thính lực của Hàn Lập, rất tốt cho nên đã nghe hết toàn bộ nội dung câu chuyện mà họ nói. Hương Nhi mỗi mỗi người bị này bị cái gì mà lại không thể nào cử động được kia, chứ? Ai mà biết, nhưng mà lúc nãy có nghe qua Trương Thúc nói là, chút nữa có một vị tu tiên đến xem xét lại. Hừ hừ, không biết Trương Đại Thúc xem thế nào mà lại coi trọng người quá, nhưng mà vị tu tiên này lẽ nào lại dễ dàng mời tới được kia chứ? Việc này không rõ ràng lắm nhưng mà Trương Thúc nói người này dường như tiềm lực rất lớn có thể nói là một nhân tài hiếm có. Nếu không thì cũng đã không cho hắn vào trong xương phòng của tỷ muội chúng ta. Nhân tài? Ta thật sự không biết hắn tài giỏi chỗ nào nữa. Người này nhìn qua thì thấy cũng bình thường thôi. Hàn Lập đối với những lời bàn tán của những vị nữ tử này làm như là không nghe thấy tới chỉ lẳng lặng nằm trên tấm da thú mà không nhúc nhích lúc này cự quy lại quay đầu và bắt đầu di chuyển mặc dù tốc độ không chậm nhưng lại rất vững vàng trong thùng xe hàn lập cũng chỉ có thể cảm nhận được có sự sóc nhẹ mà thôi không lâu sau đó cự quy bỗng nhiên dừng lại âm thanh ồn ào nổi lên từ xa truyền đến có lẽ cự quy đã về tới đội xe của họ rồi rồi lại nghe tiếng của đại hán mặt sẹo quát lên một tiếng cả đội xe lại tiếp tục lên đường do hàn lập nằm bên trong thùng xe nên không thể thấy được tình hình của đội xe nhưng có thể biết được số lượng đội xe này không ít có thể vào khoảng hai ba trăm người lúc này bốn vị nữ tử bàn tán chuyện của hàn lập một hồi thấy hắn không có chút phản ứng nào liền thấy không có chút hứng thú nên đã chuyển đề tài bắt đầu nói đến những chuyện khác lần này thì âm thanh lại lớn hơn rất nhiều so với lần trước và không chút kiêng nể gì tới hàn lập nghe nói lần này thiên đông thương hào chúng ta vận chuyển hàng hóa dường như có quan hệ tới sự an nguy của an viễn thành cho nên An Viễn Thành thành chủ mới trả một lượng linh thạch rất lớn để thuê đội xe của hiệu buôn chúng ta vận chuyển hàng hóa từ một chỗ xa xôi như thế tới. Nếu không thì một cái thành nhỏ như An Viễn Thành này cũng không thể nào thuê được Thiên Đông Thương Hào làm chuyện này. Nhưng mà hiện tại Hà phu nhận đã tới trước An Viễn Thành, mà ngay cả bốn người chúng ta cũng không có mang theo việc này thực sự là kỳ quái. Hi hi, ba người các ngươi đúng là không biết gì hết. Lần này phu nhân tự thân đi làm việc thì có thể thấy hàng hóa lần này rất là quan trọng. Hơn nữa lần này phu nhân còn đi tới để đón ngũ thiếu gia về nhà. Ngũ thiếu gia, vị này chính là con ruột của phu người, mà mười mấy năm trước được đưa tới đây để tu luyện. Nhưng không phải đã nói là, ngũ thiếu gia đã được một vị tu tiên sĩ thu vô là môn hạ rồi hay sao chứ? Giờ sao lại xuất hiện ở an viễn thành này? Một tiếng kinh hãi la lên, nghe ra âm thanh này là của vị thiếu nữ tên là Hương Nhi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Ta cũng mới nghe phu nhân nói vậy. Ta nghe nói vị ngũ thiếu gia này bởi thân có đủ linh căn nên, từ khi còn nhỏ đã được phu nhân và lão gia thương yêu rất nhiều. Nếu là như vậy thì phu nhân không thể tự thân mình tới đây trước rồi. Mấy vị nữ tử này nói chuyện không ngừng còn hàn lập, nằm trên ghế dài thần sắc bình thường ngực phập phồng dường như đã ngủ rồi. Ai ở bên ngoài? Vị thiếu nữ lớn tuổi nhất, ở trong xe có một vị thiếu nữ vận áo xanh sắc mặt bồng nhiên trầm xuống hướng, tới cửa xe nói. Còn ba vị nữ tử khác nghe vậy thần sắc hơi đổi lúc này từ bên ngoài thùng xe truyền đến một âm thanh nhàn nhạt, nhạt của một vị nam tử liễu nhi cô nương bần đạo là nam kỳ tử được trương thí chủ mời đến để xem qua một vị thí chủ là họ hàn thì ra là nam kỳ tử đạo trưởng liễu nhi thất kính đạo trưởng mời vào thiếu nữ vận áo xanh thần sắc hỏa hoãn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn tới góc của thùng xe kết quả làm cho cô ta phải ngẩn ra bởi vì không biết từ lúc nào hàn lập đã mở hai mắt ra hơn nữa đầu ngẩng lên vừa lúc chạm mắt với ánh mắt của cô ta, khóe miệng có chút cười. Lúc này, vị nữ tử thúy xăm tên là Hương Nhi đã mở cửa xe ra, phía bên ngoài là đang có một vị hoàng bào đạo sĩ cùng với một vị lão giả áo trắng. Đạo sĩ chỉ có khoảng 30 tuổi, thanh quang trên mặt hiện ra, rõ ràng là pháp lực đã đạt tới một tầng pháp lực nào đó rồi. Còn vị lão giả áo bào trắng, thì đầu tóc điểm bạc mặt có vài nếp nhăn xem ra có vẻ già nua một chút. Tốt, phù lão, lão nhân ra người sao cũng lại đến gặp mặt vị lão giả áo trắng. Thiếu nữ vận áo xanh ngẩn ra cảm thấy không ngờ tới được. chương 1265 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thật không thể nào nghĩ ra là người mới gia nhập này, lại là một vị tuổi trẻ kỳ tài hiếm thấy. Có thể tu luyện kim cương quyết tới tầng thứ ba rồi. Thực sự làm cho lão phù giật mình đây. Lão giả ho nhạy tiếng, mấy nếp nhăn trên mặt lay động. Kim cương quyết tầng thứ ba. Người này, thiếu nữ vận áo xanh thật sự kinh hãi hai mắt trợn tròn nhìn tới. Hương Nhi muội muội không được vô lễ. Nhanh chân nhường đường cho đạo trưởng và phù lão đi vào đi. Thiếu nữ vận áo lam ánh mắt chớp động rồi lại nói như vậy. Ai ra là Hương Nhi thất lễ. Hương Nhi sau khi được thiếu nữ vận áo lam nhắc nhở mới tỉnh ngộ ra. Vội vàng chuyển thân nhượng hai người đi vào cửa. Vị đạo sĩ nam kỳ tử mỉm cười không thèm để ý tới. Còn phù lão thì thở dài một hơi sau đó mới chậm rãi từ từ đi vào trong cửa xe lúc này ngoài trời sắc trời bên ngoài đang tối dần còn đội xe thì vẫn nhanh chóng đi tới phía trước mà không chú ý tới việc này vị huynh đài này chính là người mà trương lĩnh đội trưởng nói tới sau đạo sĩ không chút khách khí hỏi ánh mắt thì liếc qua hàn lập nhìn một cái không sai chính là tại hạ đạo trưởng là do trương huynh mời tới nhưng chỉ sợ thân thể của tại hạ sẽ làm cho đạo trưởng bó tay vì vậy cứ để cho tại hạ tự mình tịnh dưỡng vài tháng thì sẽ tự động khỏi hàn lập bình tĩnh trả lời hắc hắc, nếu như các hạ có thể tu luyện kim cương quyết, tới tầng thứ ba thì thần thông to lớn và cũng không thấp hơn tại hạ. Nhưng tu tiên giả cùng với luyện thể sĩ các người có chút bất đồng. Nói không chừng bần đạo cũng có biện pháp đây. Vì vậy ngươi sẽ không cần phải nằm một chỗ lâu tới vài tháng. Nam kỳ tử không quan tâm tới nói đó mà lại kinh đạm trả lời. Hàn lập nghe vậy trên mặt hiện ra một tia dị biến, mặc dù thần niệm của hắn không cách nào phóng xuất ra ngoài cơ thể để kiểm tra tu vi của đối phương nhưng với khoảng cách gần như vậy thần niệm của hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được vị đạo sĩ trước mặt mình chính là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ khi còn ở nhân giới thì bất kỳ là ai một khi tiến vào tu tiên giới thì đều có một loại cảm giác đó là đều xem phạm nhân là những cấp dưới cho dù người đó là luyện khí kỳ tu sĩ thì cũng có cảm giác như vậy nhưng khi tiếp xúc với một vị đạo sĩ có chút cơ kỳ tu vi ở linh giới này thì thấy hắn rất là khách khí khi nói chuyện với một người là phạm nhân như mình điều này hàn lập thực sự không bao giờ dám nghĩ tới và cũng có cảm giác là lạ xem ra đúng như những gì mà phân thân của thiên lan thú đã nói thì lực lượng của phạm nhân ở linh giới không đơn giản thậm chí ngay cả tông môn tu sĩ cũng không dám khinh thường trong lòng tự đánh giá như thế trên mặt của hàn lập hiện ra nụ cười khách khi nói nếu đạo trưởng đã nói như thế vậy thì làm phiền đạo trưởng Nam Kỳ Tử thấy Hàn Lập, đồng ý thì lộ vẻ tươi cười sau đó vung tay một cái, trên cổ tay áo xuất hiện ra một cái viên hoàn màu xanh nhạt còn tay kia, thì đưa tới cái viên hoàn rồi trong tay xuất hiện ra một cái kính đồng màu vàng. Thấy như vậy trong lòng Hàn Lập nhất động. Cái này dường như cũng là một cái chữ vật pháp khí, nhưng rõ ràng là tốt hơn nhiều so với chữ vật đại. Một tên luyện khí kỳ, tu sĩ mà có được đồ vật như vậy thì ra những thứ đồ này, vật thông dụng ở linh giới tu sĩ rồi. Có thể nói hơn một phần nữa tu sĩ ở linh giới không có sử dụng tới, Chữ vật đại của hắn có cất một cái nguyên anh tán đi, thì hai viên diệt tiên lôi hắn đã lấy ra giấu ở trên người. Còn tất cả những bảo vật khác hắn đều bỏ vô những túi khác, và đem chôn cùng với mấy cái linh thú túi sâu hơn 10 trượng dưới đất. Vì để an toàn hắn đã cố ý đem mấy cái linh thú túi để lại, nhưng đã mở túi ra và ra lệnh cho phệ kim trùng, lục rực xương công và để hồn thú trông coi mấy túi chữ vật này. Còn con thổ giáp long lúc trước hắn đã để lại cho Nam Cung Uyển ở hạ giới, mà không có đem tới linh giới này, Lúc này trên người hắn ngoại trừ một cái có một cái có khả năng hóa vô hình, là hóa linh phù cùng với phá diệt pháp mục, là không ai nhìn thấy còn tất cả các thứ như hư thiên đỉnh, cùng với 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm, hắn đều để lại ở bên trong sa mạc. Bởi hiện tại hắn không cách nào khu xử được pháp lực nên, nếu như mang theo nhiều loại trọng bảo như vậy thì thực sự là, mang họa sát thân. Hắn cần phải chờ tới khi nào có thể hồi phục được pháp lực, thì sẽ trở lại nơi này để lấy lại mấy loại bảo vật này là được hơn nữa ở trong sa mạc hoang vu như thế này và được linh trùng canh giữ thì chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra còn cái bình nhỏ thần bí màu xanh biếc kia sau khi suy xét một hồi lâu rồi cuối cùng hắn cũng đem theo giữ nó ở trên người cái bình nhỏ bình thường này nếu như bị người khác thấy thì cũng nghĩ nó là vật bình thường mà thôi trong đầu hàn lập suy nghĩ lướt nhanh qua như vậy xong cuối cùng thì có một đoàn thanh quang từ trên kính bắn ra đem hơn phần nữa người trên của hàn lập bao lại hai mắt của nam kỳ tử, nhẹ nhàng nhắm lại thông qua cái pháp khí cầm trong tay cảm ứng được cái gì đó. Sau đó trên mặt của vị trúc cơ kỳ, tu sĩ này hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn đợi một lúc rồi mới mở mắt ra. Với dáng vẻ kỳ quái giò xét hàn lập, như thế nào đạo trưởng có phát hiện ra gì khác lạ không? Hàn lập bất động thanh sắc hỏi. Thí chủ thực sự là hiểu bản thân mình, phân nữa hạ thể thật là tốt. Nhưng hơn phân nữa nội kinh phương trong cơ thể của hàn thí chủ đã bị vỡ nát, Xem ra thì kim cương quyết còn không có quán chú đủ linh khí hơn nữa, không có đan dược phụ trợ vì vậy có chút thiếu hụt. Thân thể của nhân tộc chúng ta không thể so sánh được với yêu tộc yêu thú, mà thân thể trời sinh mạnh mẽ. Vì vậy tu luyện có chút sai lầm thì sẽ tự hủy hoại đi chính mình. Cũng may là thí chủ dường như đã lĩnh ngộ ra điều gì đó, nên kinh mạch bị vỡ tan không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chữa khỏi. Nhưng mà thương tổn như thế có thể cũng không được hoàn toàn sửa chữa, mà ta cũng không có được loại đan dược nào thích hợp để giúp cho thí chủ duy có một việc là có thể cho thí chủ vài tấm thanh tâm phù để giảm bớt sự thống khổ của bản thân nam kỳ tử thở dài ra một hơi cười khổ rồi nói thật là làm phiền hàn lập mỉm cười nói hắc hắc nếu nam kỳ tử tiên sư đã xem qua thì lão có xem qua cũng vậy nhưng mà cũng không sao phù thí chủ thật là khiêm nhường Phù sử gia truyền huyền thiên cửu là kim châm thái sinh được rất nhiều người biết tới, và luôn cả những vị tu tiên đồng đạo đều biết tiếng. Bần đạo cũng đã nghe danh từ lâu rồi. Đạo sĩ lại khách khí hướng lão giả nói. Tại hạ chỉ là một tên đệ tử của phù gia mà thôi. Vì vậy chỉ biết chút ít về huyền thiên kim châm thuật mà thôi, đạo trưởng thật quá xem trọng ta. Lão giả áo trắng lắc đầu liên tục tỏ vẻ không đồng ý. Nam kỳ tử cười cười rồi không nói thêm tiếng nào mà cử động thân thể. Lão giả áo trắng tiến lên một tới trước mặt hàn lập, đưa tay nắm lấy cổ tay của Hàn Lập, còn tay kia thì vung lên lập tức có mấy đạo kim ti xe gió bay ra. Bụp một tiếng truyền đến người của Hàn Lập, một số cây kim châm màu vàng cắm vào trong người của hắn hơn một nữa. Nguyên bản là, không thể nhúc nhích chút nào giờ bồng nhiên Hàn Lập lại có thể tự động ngồi được, nhưng cả thân thể hắn giống là một khúc gỗ cứng ngắt không linh hoạt được. Liễu nhi các người lấy ngay một cái gối kê ra phía sau lưng, của hắn để cho hắn ngồi cho vững lại lão giả không chút hoang mang hướng, tới thiếu nữ áo làm nói. Tuân mệnh phù lão, Hương Nhi mau đi lấy chăn gối của chúng ta, để cho Hàn Công Tử dùng thiếu nữ áo lam nhanh chóng đáp ứng, rồi quay lại phân phó. Vị Hương Nhi Thúy Sam nghe vậy liền ngẩn ra tỏ vẻ khó khăn, nhưng vẫn đáp ứng một tiếng rồi đi ra khỏi thùng xe. Thừa cơ hội này lão giả áo bào trắng liền đi tới ngồi bên cạnh Hàn Lập, rồi khép hai mắt lại rung đùi tỏ vẻ rất là hài lòng. Hàn Lập nhìn lão giả không nói lời nào. Hắn cảm ứng được một khí lưu yếu ớt đang ở, trong cơ thể hắn đang bắt đầu phân tán chạy đi khắp nơi có, mà như không có, nếu thần thức của hắn không phải vô cùng cường đại, với lại hắn hiểu biết rất rõ cơ thể mình, như lòng tay thì thật sự không cảm giác được việc này. Lão già dường như cảm ứng được Hàn Lập đang nhìn mình rất kỹ, thi thoáng nhìn lướt lại vừa lúc thấy được ánh mắt đối phương lộ ra vẻ, như muốn cười mà lại không cười nên làm cho hắn không khỏi ngẩn ra. Lúc này vị hương nhi kia đã ôm tới một đống chăn mền bằng lụa trở, vào bên trong thùng xe, và không cần chờ lão già phân phó đã tự động đem chăn mện tới đặt, sau lưng Hàn Lập. Hàn lập nghiên nữa người dựa vào đống chăn mệ này thì chợt người được một mùi thơm ngát, và miệng thì lên tiếng cảm ơn cô ta. Thúy Sam thiếu nữ thì lại nhàn nhạt, nhạt lên tiếng hồi đáp. Hàn lập tiếp tục lơ đỉnh chú ý hành động của lão già này. Lúc này phù lão đan tay hư không vung lên lập tức, trong tay liền xuất hiện ra một đám kim châm mà chúng tương đối dài một chút. Lão già dùng hai ngón tay thuần thục đem đám kim châm này, cầm lại cho đúng sau một hồi lâu mới mơ hồ vung cánh tay lên giống như là, nhanh chóng tạo ra vô số kim mang chợt đem thân thể của Hàn Lập bao vây vào bên trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy vô số vị trí trên người mình chợt lạnh đi dĩ nhiên là bị những kim châm này đâm vào. Rồi một lúc sau một cảm giác tê dại truyền ra khắp người từ tứ chi cho tới đỉnh đầu của Hàn Lập, thoáng qua một lúc hắn chậm rãi đem hai tay đưa ra một tiếng thở dài hắt ra từ trong xe truyền ra chẳng những làm cho vẻ mặt của bốn vị thiếu nữ hiện ra vẻ khâm phục mà ngay cả ánh mắt của nam kỳ tử cũng hiện ra vẻ kinh ngạc bội phục phù sử kim châm thuật thật đúng là cực kỳ kỳ diệu đạo sĩ cười khẽ nói không có gì chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi ta chỉ tạm thời khôi phục một chút năng lực hoạt động của ngươi nhưng mà không thể làm cho ngươi sử dụng khí lực mình bởi vì kinh mạch trong cơ thể ngươi dường như đã bị vỡ nát rất nhiều lão giả áo bào trắng nghiêm nghị hướng tới hàn lập dặn dò Đa Tạ Phù lão, Hàn Lập thấy 10 đầu ngón tay của mình có thể hoạt động được, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kim châm thuật khi còn ở nhân giới hắn cũng đã đồng dạng học qua và cũng tự nhận thấy mình cũng có chút bản lĩnh nhưng hôm thấy được vị phù lão này, ra tay thì hắn mới biết thực sự là hắn còn yếu kém rất nhiều. Thế gian này còn có người chỉ nhờ kim châm thuật mà có thể tạo ra sự kỳ diệu này đúng là hiếm thấy. Nhưng sau khi nghe lão giả này nói xong những lời này trong lòng hắn liền lo sợ lão giả áo bào trắng vừa nhìn thấy Hàn Lập có thể cử động được không có vấn đề gì, thì đan tay lại hướng tới người của Hàn Lập đâm tới. Kim mang chợt lóe lên rồi kim châm từ trên người của Hàn Lập bắn ra bay ngược trở về, rồi tay áo của vị lão giả rung lên toàn bộ thu hết đám kim châm này vào trong. Hàn Lập hoạt động một chân rồi hai chân sau đó, thử đứng lên rồi cẩn thận đi tới vài bước. Lão Phu chỉ có thể làm được như vậy mà thôi để cho hoàn toàn hồi phục thì phải dựa vào chính ngươi. Lão Phu cũng có chuyện phải làm, vì vậy không thể ở lâu ở đây được, lão giả áo bào trắng liền lập tức lên tiếng rời đi. Nam kỳ tử nghe vậy gật đầu rồi, cũng lấy từ trên người ra mấy tấm phù triện cầm, ở trên tay tất cả đều hóa thành một đoàn thanh mang nhập vào trong người của hàn lập. Vị trúc cơ kỳ tu sĩ này cũng đồng dạng lên tiếng rời đi. Vì vậy bốn vị thiếu nữ liền đem hai người này ra khỏi thùng xe rồi mới đóng cửa lại. Lúc này Hàn Lập ngồi, ở trên ghế hai mắt khép lại dường như đang kiểm tra dò xét sự hiệu quả của mấy tấm phù triện nọ. Hàn Đại ca, người thật sự đã tu luyện kim cương quyết tới tầng thứ ba, Mấy vị thiếu nữ quay lại thùng xe nhìn nhau rồi lại nhìn tới hắn. Rồi vị liễu nhì vị thiếu nữ vận áo làm đột nhiên cười cười hỏi. Hàn mỗ chỉ là may mắn luyện thành mà thôi. Mi mắt của Hàn Lập nhìn qua cô ta một cái từ chối cho ý kiến trả lời. mươi 1266 Hàn Đại ca niên kỷ chưa đến 38, mà đã luyện kim cương quyết đến cảnh giới như thế, không trách lại được Trương lĩnh đội coi trọng. Lam Sam như cười như không hỏi, liễu nhi cô nương quá khen tại hạ mặc dù đã ki huyết chú văn thư nhưng cũng không rõ lắm về thiên đông thương hào không biết cô nương có thể giới thiệu với tạ hạ đôi chút hàn lập mỉm cười đáp xem ra hàn đại ca không phải là người của thiên nguyên cảnh chúng ta nếu không sẽ không hỏi như vậy liễu nhi lưu động sóng mắt che miệng cười rộ chẳng lẽ tại đây thiên đông thương hào rất nổi danh ánh mắt hàn lập lóe lên bắt đầu cảm thấy hứng thú nổi danh hàn đại ca quả thích nói đùa hiệu buôn của chúng ta là một trong ba hiệu buôn lớn nhất thiên nguyên cảnh, hơn 100 thành thị lớn nhỏ đều có chi nhánh của chúng ta, tổng bộ thậm chí còn đặt tại thiên nguyên thánh thành. Lam Sam thiếu nữ hơi nhếch miệng, bộ dáng có chút tự đắc. Nhưng tiếc là những điều này đối với một kẻ vừa phi thăng linh giới, như hàn lập lại căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn cảm giác thượng bách thành thị cũng không lớn lắm, tùy tiện tìm một quốc gia tại nhân giới cũng đủ hơn xa những thành thị này nhưng nhìn bộ dáng đắc ý của nàng, thì thật không biết nha đầu này là ếch ngồi đáy giếng hay quả thật tình hình linh giới, và nhân giới không hoàn toàn giống nhau. Hàn lập tuy có chút kỳ quái nhưng không lộ vẻ khác thường, ngược lại giả vờ không biết gật đầu, hiệu buôn của chúng ta thật không phải nhỏ, bất quá vừa rồi ta có nghe mấy cô nương nói hiện tại xa đội đi an viễn thành, không biết thành thị này tại địa phương nào, cách nơi đây bao nhiêu ngày lộ trình. Người cũng thật là, còn dám nghe lén tỉ muội ta nói chuyện. Hồng Sam thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cười hi hi, hàn lập ho nhẹ một tiếng có chút bó tay mấy nhà đầu này lúc nãy đàm luận thanh âm lớn như thế muốn không nghe cũng không được thuyên nhi không được vô lễ hàn đại ca đừng phiền thuyên nhi chỉ là tuổi nhỏ thích đùa giỡn thật sự không có ác ý gì lam sam thiếu nữ khiển trách hồng sam thiếu nữ một câu rồi quay sang hàn lập nàng cảm nhận được hàn lập tuy chỉ mới gia nhập thiên đông thương hào nhưng trẻ tuổi như thế mà đã có một thân luyện thể thuật cao minh khẳng định sau này sẽ được hiệu buôn trọng dụng nàng hiển nhiên không muốn làm mất lòng hắn lúc này hàn lập mỉm cười đang muốn mở miệng đáp lời đột nhiên thùng xe dập một cái cự quy đã ngừng lại lần này lam sam thiếu nữ ngẩn ra nhưng cũng kịp phản ứng vương bá chuyện gì vậy phía trước xích linh tước phát hiện một đám xa trùng thú tựa hồ đang theo dõi xa đội lão già đánh xe hồi đáp chỉ là một đám xa trùng thú phái vài người đến đuổi đi là được tại sao phải khiến toàn xa đội ngừng lại chúng ta vốn đã chậm trễ lịch trình rồi lam sam thiếu nữ có chút bất mãn nhưng trong đám này có một con yêu trùng đã mở một ít linh trí, nếu không lập tức tiêu diệt nó chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lão già cười khổ. Đề dài trùng yêu quả thật có chút khó giải quyết. Bất quá hồ phách quyết của trương lĩnh cũng đã luyện đến tầng thứ 5, phối hợp với kim oánh kiếm do phu nhân ban tặng hẳn đối phó với chúng, cũng không thành vấn đề. Lam Sam thiếu nữ không cần suy nghĩ trả lời. Liễu nhì cô nương nói không sai, chỉ là bên cạnh đám trùng yêu này còn có một vài thú trùng biến dị, bọn trương lĩnh nếu ứng phó sợ sẽ gặp phải nguy hiểm, lão già lại trần chờ đáp, biến dị trùng thú, quả thật nguy hiểm. Nhưng trong xa đội không phải cũng có nam kỳ tử đạo trưởng và vài tu tiên giả sao, để bọn họ cho thủ hạ ra tay đi. Làm sam thiếu nữ đánh giá tình hình, thanh âm cũng hòa hoãn. Trương lĩnh đã cầu qua nhưng lại bị cự tuyệt. Đám người đạo trưởng đều xuất thân từ cầu lũ sơn, nếu đám trùng thú không chủ động công kích bọn họ thì họ cũng sẽ không ra tay. Lão già thở dài, thật là phiền phức ta cũng đã nói qua không cần thuê bọn tu sĩ cẩu lũ sơn mà bọn họ chịu nhiều quy củ hạn chế quá hồng sam thiếu nữ nhíu mũi có chút không cao hứng cũng không trách được bọn họ cẩu lũ sơn nguyên bồn là tu luyện khu trùng thần thông đối phó với các yêu thú khác thì không sao nhưng gặp phải yêu trùng thì cũng không tốt lắm như vậy đi phu nhân lúc trước đã giao cho ta vật này nay ta đem nó xuất ra trợ giúp trương lĩnh đội một tay người đi trước báo cho hắn một tiếng ta lập tức ra ngay liễu nhi trầm mặt một chút thần sắc ngưng trọng Vậy thì tốt, vật ấy đối phó với đám trùng thú này quả không có vấn đề. Lão giả nghe lời ấy tự hồ an tâm không ít. Liễu nhi tỷ tỷ, người quả thật muốn dùng vật kia sao? Vạn nhất có gì xảy ra, phu nhân sẽ trách phạt đó. Hương nhi có chút lo lắng nói. Không sao đâu, vật kia đã được phu nhân thuần hóa nhiều năm như vậy cũng đã có chút linh tính, đối phó cùng đê dài yêu thú sẽ không rơi xuống hạ phong đâu, dùng để đối phó với đám trùng thú này không thành vấn đề. Lam san thiếu nữ cười một tiếng, sau đó rời khỏi thùng xe, ta có chút bất an muốn ra ngoài xem một ít hồng sam thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cắn môi thân hình lóe lên cũng theo sau ra ngoài hương nhi cùng bạch sam thiếu nữ còn lại liếc mắt nhìn nhau cười khổ sau đó cũng không nói gì thêm cùng nhau bước ra trong nháy mắt trong thùng xe chỉ còn lại một mình hàn lập hắn ngồi trên ghế nhìn cửa xe trước mặt hai mắt nhíu lại ra vẻ do dự một lát sau một tiếng giống chói tai từ phụ cận truyền đến thanh âm mang đầy vẻ huyết tanh bạo ngược thần sắc hàn lập trượt động chậm rãi đứng lên hướng về phía cửa xe Nhẹ nhàng đầy cửa, hàn lập không chút hoang mang đứng trên cự quy quan sát tình hình. Trên không trung bảy đạo nguyệt quang sáng tỏ khiến hắn trông thấy rõ ràng. Toàn xa đội uốn lượn khúc chiết dài hơn dặm, cứ cách mỗi đoạn sẽ có một con cự quy chốt lại, cả đoàn có tầm 30 con. Trên lưng đại bộ phận cự quy đều căng phòng, toàn bộ là các dương hàng không nhỏ, mà bên cạnh mỗi con cự quy lại có 4 năm người mặc khôi giáp tay cầm binh khí, đồng thời ở hai bên còn có cự lang kỵ sĩ tuần tra qua lại, đề phòng vô cùng nghiêm mật nhưng phía xa lại có một con cự quy khiến hàn lập hứng thú tại bên cạnh con cự quy kia có một nhóm đông vây quanh trong đó có nam kỳ tử đại hán mặt sẹo cùng với bốn cô nương liễu nhi đều đứng ở đó ở giữa đám người có một con vật cao đến hai trượng đang bị một đoàn hắc quang bao lấy từ bên trong truyền ra tiếng thú giống trầm thấp hắc quang này là một tấm lụa phù văn thiểm động hiển nhiên là một kiện đê giai pháp khí lúc này chỉ lấy lam sam nữ tử cầm một kiện lệnh bài trong tay từ đó xuất ra từng mảnh lam hà Linh mục của Hàn Lập sau khi được tẩy bằng linh dịch thì cho dù đứng cách xa nhưng cũng không khác gì nhìn gần trong gang tấc. Liếc mắt một cái là, nhận ra trên cổ tay nữ tử này có mang một thủ trạc màu bích lục, trên mặt được khảm mấy viên linh thạch thật nhỏ đang lập lòe phát sáng. Nhìn đến đây, thần sắc Hàn Lập khẽ động dường như nghĩ đến việc gì. Xem ra thứ này chính là linh cụ, tự hồ, là dùng một kiện đồ vật kích phát linh lực trong linh thạch để phàm nhân sử dụng. Hơn nữa một khi linh khí trong linh thạch hao hết thì linh cụ này cũng không thể sử dụng hàn lập đang phán đoàn thì tấm vải lụa đen kia sau khi hấp thụ đủ lam quang thì đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán bên trong hiện ra một cái lồng tinh mỹ màu bạc trong lồng đang nhốt một con quái thú hồng sắc thân hổ hổ thú này nhìn từ bên ngoài thì trừ bỏ ra lông đỏ tươi như máu thì cũng không khác gì lão hổ bình thường chỉ là mọi người bốn phía khi nhìn vào mắt con thú này có chút sợ hãi con thú này thấy ở ngoài lồng lại có nhiều người như vậy thì hung quang trong mắt chợt lóe cả người tông mạnh vào lồng khiến cả chiếc lồng bạc rung mạnh lên quang mang tán loạn Mấy người đứng gần đó liền biến sắc, liên tiếp lùi về đằng sau hai bước. Lam Sam nữ tử hít sâu một hơi, lại nắm chắc lệnh bài trong tay, nhất thời cả lệnh bài hiện lên huyết mang xích hồng sắc. Cũng quả là kỳ lạ, hổ thú kia sau khi nhìn thấy hồng quang thì sự hung hăng lúc trước tiêu tán hết, lập tức ngoan ngoãn phục xuống ở yên trong lòng. Nhìn thấy cảnh này, Trương Khuê và những người khác mới bắt đầu buông lòng. Đúng lúc này, từ trên không trung truyền lại tiếng chim hót lành lót, khi nhanh khi chậm, dường như truyền lại tin tức gì tốc độ của đám trùng thú này đang gia tăng, chúng đã vây quanh đây. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, đem hàng hóa gom vào một khu vực chỉ phòng thủ không cần chủ động tấn công. Chờ mọi người chúng ta giết chế hết đám đê dai yêu trùng kia là được. Đám trùng này không hề có linh trí, chỉ cần có vài con chết là chúng nó sẽ tự tán đi. Trương Khuê căng thẳng, vội vàng hét lớn một tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cả đoàn xe trở lên xôn xao bộ phận ở giữa không hề động, cự quy chờ hàng phía mặt trước và mặt sau tập trung hết tại trung tâm, đám vệ sĩ cũng đã lấy ra binh khí của mình, cự lang kỵ sĩ ở hai phía cũng nhanh chóng tụ tập tại trung tâm, mà lam sắc nữ tử cũng nhanh chóng hạ lệnh. Một người nhận lệnh đi tới phía trước lồng giam thả hổ thú ra. Hàn tiểu ca, thân thể ngươi chưa hồi phục, hãy trở về trong xe. Xe này được làm từ thiết mục không lo đám xa trùng, thú kia tấn công sẽ an toàn hơn. Lão già đánh xe quay đầu lại khẽ cười nói với Hàn Lập. Đa tạ y tốt của lão trượng, nhưng tại hạ chưa từng nhìn thấy xa trùng thú, nên muốn quan sát một chút xem qua bộ dạng chúng. Nếu thực sự nguy hiểm thì ta sẽ trở lại trong xe. Hàn lập khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời. Chương 1267 hắc hắc, nếu như Hàn tiểu ca nói như vậy thì tiểu lão nhi cũng không cần phải nhiều lời khuyên giải. Sau đó lão già này chỉ cười lên hắc hắc rồi không nói thêm gì nữa. Hàn lập đứng trên lưng cự quy đưa mắt nhìn ra bốn phía lần nữa rồi cũng không nói thêm lời nào. Hiện tại cự quy dưới chân của Hàn Lập đã đi quá xa vị trí trung tâm, nên giờ không chạy đi nữa, mà đã quay lại chạy ngược về phía những chiếc quy xa khác mà để nhập bọn vào. Không bao lâu sau đó, hơn 30 mấy con cự quy này đã tạo thành một tầng phòng ngự đơn giản. Còn những vị kỵ sĩ cưỡi cự lang thì cũng tụ tập lại với nhau khoảng chừng 6-70 người liền triển khai ra phòng ngự. Ngoại trừ vị đại hán mặt sẹo và vị thiếu nữ vận áo sam cũng đang trộn lẫn vào trong đó, còn bên người thì còn có xuất hiện ra hai con hổ màu huyết hồng, Xa xa tiếng chim kêu càng lúc càng khẩn cấp hơn, hơn nữa đám chim nhỏ màu hồng đó ở trên không trung bay lượn lung tung và kêu la inh ỏi càng lúc càng rối. Lúc này đại hán mặt sẹo sát khí đằng đằng quát to lên một tiếng, chuẩn bị ứng chiến. Toàn bộ cự quy đều hạ xuống làm phòng ngự. Cùng lúc với âm thanh này, vừa dứt thì ở trên cự quy tất cả các xa phu đều lấy roi quất vào đầu của mấy con cự quy làm cho chúng nó nhao nhao lên rồi chậm rãi phủ phục nằm xuống, tất cả giúp đầu và tứ chi vào trong cái mai của nó lúc này tất cả quy sắc này trông giống như là những tảng đá xanh khổng lồ chắn ngang phía trước từ phía xa xa cũng chuyển đến những âm thanh chấn động trên mặt đất từng đám bụi màu vàng to lớn cuồn cuồn xoắn tới làm cho mọi người không biết bên trong đó là những cái gì nữa đại hán mặt sẹo trầm ngâm không nói lời nào cả mà chỉ vung hai tay lên tất cả các kỵ sĩ im lặng rồi cầm lang nha bổng trong tay vung lên chuẩn bị nghênh chiến qua đó thấy rõ bọn họ đã được huấn luyện rất tốt Thấy vậy trên mặt của Hàn Lập hiện ra vẻ ngạc nhiên nhưng đây chỉ là việc nhỏ, sau đó càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn khi hắn thấy được. Bỗng nhiên đại hán mặt sẹo một tay vung lên đem một khỏa bích lục đan hoàn cho vào, trong miệng của mình rồi lập tức huyết sáo to lên một tiếng. Trên người hoàng quang vận chuyển liên tục từ trên mặt ra, tới cánh tay đều tạo thành một tầng hoàng mao đồng từ tinh tế, rồi biến thành một màu bích lục âm trầm, sau đó hai chân của hắn thúc vào dưới bụng của cự lang, mà hắn đang cỡi làm cho nó gầm lên một tiếng nhẹ sau đó phóng nhanh lên phía trước như một mũi tên. Còn phía sau những tên kỵ sĩ khác thấy đại hán mặt sẹo biến đổi như thế, cũng liền vận chuyển công pháp của mình, lúc này các loại màu sắc khác nhau hiện ra chớp động không thôi và cũng ra vẻ không chút sợ hãi chạy theo vị đại hán này. Hơn 10 vị đại hán chạy trước nghênh chiến xong vào trong đám bụi màu vàng đầu tiên. Chuyện gì xảy ra thế này chẳng lẽ người này là yêu tộc hóa thành hay sao? Việc này thực sự không thể được bởi yêu tộc muốn hóa thân, thì cũng cần là sơ kỳ hóa hình yêu thú mới làm được. Con người này chắc chắn không thể nào giống như là cao giai yêu thú được. Hơn nữa nhìn những người khác đang đứng chung với đại hán mặt sẹo thấy hắn như vậy, cũng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Xem ra việc biến hình như thế này ở linh giới cũng là việc bình thường. Vì vậy có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu từ từ linh giới thôi. Bất kể là việc biến hình kỳ dị này, của đại hán mặt sẹo ra còn có những loại linh cụ nữa, bởi khi còn ở nhân giới hắn chưa từng nghe qua. Hàn lập có chút ngẩn ngơ tâm niệm, liền xác định rõ một việc là nhân giới hoàn toàn thua xa so với linh giới này. Lúc này, đại hán mặt sẹo mang theo một đám kỵ sĩ đi ra phía trước đội xe khoảng mấy trăm trượng, rồi tất cả tiến vào đám bụi màu vàng. Sau đó lập tức các tiếng kêu la va chạm vang lên truyền tới, sau một tiếng kêu giống vang lên, thì đám bụi vàng đó dừng lại một chút rồi lại hướng tới đội xe mà đi tới. Trong nháy mắt đám bụi vàng đó đã đi tới gần đội xe, mà bên trong đó dường như đang ẩn giấu thứ gì đó. Giết! Không biết ai là người hô to lên tiếng này, nhưng liền lập tức các tay cung tiền nò các thứ sử dụng các loại vũ khí tấn công, từ xa vung lên chuẩn bị chiến đấu. Một đám mũi tên từ trong xa đội bắn nhanh ra. Bụp bụp một loạt âm thanh vang lên từ bên trong đám bụi màu vàng, Lúc này đám bụi màu vàng hơi dừng lại một chút, nhưng rồi tiếp tục quay cuồng lên bên trong ẩn hiện vài cái bóng đen hung tợn xuất hiện. Thì ra đó là những con cự trùng màu vàng hình thể cao khoảng một trượng, một con cự trùng với cài đầu dẹp và một cái miệng khổng lồ còn hai bên mép, thì có hai cái vòi xúc tu không ngừng đu đưa trông rất là hung ác. Đây gọi là sa trùng thú. Hàn lập thấy vậy thần sắc không thay đổi chút nào. Nhớ lại năm xưa khi còn ở bạo loạn tinh hải, hắn đã từng tiêu diệt rất nhiều yêu thú so ra còn hung tợn hơn những con này nhiều, vì vậy mấy con thú này hắn thực sự không để vào trong mắt. Vừa thấy mấy con cự trùng này hiện hình ra như vậy, thì ngay lập tức nghe thấy hơn 10 mũi tên hàn quang chợt lóe lên, xe gió lao nhanh tới phía trước hướng tới mấy con cự trùng này bắn. Nhưng duy nhất chỉ có một mũi tên bắn thẳng vào trong cửa miệng của một con cự trùng làm, cho nó ngã xuống còn những con khác thì máu me đầy mình nhưng điều đó không làm cho nó hoảng sợ mà lại càng kích phát tính hung tượng của nó, nhiều hơn và chúng nó nhảy dựng lên chụp tới một con cự quy gần nhất ở trên đó có bốn tên thủ vệ cũng không hoảng sợ mà vung đao kiếm lên hàn quang chớp động không chút lưu tình chém thẳng xuống tất nhiên bọn họ đã tu luyện được một loại công pháp đặc thù nào đó mặc dù không thể chém mấy con côn trùng thú này ra làm hai đoạn nhưng cũng tạo ra những vết thương rất sâu những vết thương lớn làm cũng đã làm cho đám côn trùng này từ trên không trung rớt thẳng xuống đất trong lúc này trên mặt đất đã có mấy con cự trùng đang dãy giụa rất mạnh cho thấy chúng bị thương rất nặng nhưng từ trong đám bụi vàng đó đám cự trùng lại lao ra không dứt trong nháy mắt đã đem cả đội xe bao vào bên trong. Rồi một hồi đại chiến diễn ra. Tiếng hô la, rồi tiếng binh khí va chạm nhau nghe chói tai. Rồi hàn quang tiên huyết phun ra khắp nơi. Hàn lập ở bên trong vòng phòng ngự của quy sa đội, thì hắn chỉ thấy có hắn và một gã lão giả mà thôi. Còn những người khác cùng với ba vị thiếu nữ đã đi đâu mất không thấy. Như vậy tạm thời không ảnh hưởng tới an nguy của của mình nên hàn lập toàn tâm để ý tới bốn phía của trận đại chiến. Chỉ nhìn qua một chút thì chân mày của hắn liền nhíu lại. Còn như tên lão giả phu xe này nói bởi những con sa trùng này hình thể quá lớn, vì vậy những con cự trùng khi đi tới gần quy xác thì không còn sức để mà tiến tới nữa, cho nên cũng vừa lúc để cho những tên thủ vệ này chém giết. Như vậy lúc mới bắt đầu thì những tên thủ vệ này chiếm thượng phong, nhưng giờ đây số lượng cự trùng quá lớn hơn nữa giờ từ trong đám bụi vàng đó còn chưa tan đi, nên không thể nào biết được rõ ràng số lượng của bọn chúng là bao nhiêu. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn này mà có tới khoảng 300 con cự trùng đi ra rồi. Những con cự trùng này mặc dù cử động chậm chạp vụng về, nhưng được cái là da thịt của chúng dày. Vì vậy cho dù bị chém khoảng 10 nhát nhưng nếu không chúng trổ hiểm, thì cũng không thành vấn đề gì với chúng. Mà hiện tại cự trùng đi ra ngày càng nhiều, dù cho phòng ngự vững chắc nhưng cũng đã để lọt vài con đi, tới chỗ quy sát trực tiếp tấn công mấy tên thủ vệ. Trên quy xa những tên thủ vệ dần dần rơi vào thế bị động. Trong lúc nhất thời, không kịp tránh né bị chúng cắn một một phát liền mất đi một cánh tay hoặc từ phía sau cắn tới thì đi luôn cả cái đầu, mà một khi những con cự trùng này nhảy lên được cự quy, nó hốc qua hai bên, bản thân chúng trở thành một kiện vũ khí cực kỳ lợi hại. Tình hình của cả đội xe từ từ chuyển biến xấu dần đi. Con trổ phòng ngự bên trong an toàn duy nhất chính là nơi trung tâm, chỗ con cự quy mà Hàn Lập đang ngồi dưới chân. Ánh mắt của hắn chớp động nhìn một hồi, rồi quay đầu nhìn tới phía một chiếc quy xa ở gần đó. Vừa rồi hắn mới nhìn được Nam Kỳ Tử cùng với vài tên tu sĩ đi vào trong đó, nếu như còn có vài tên trúc cơ kỳ, tu sĩ đang cùng nhau diệt sát mấy con cự trùng này thì dễ dàng rồi. Mặc dù giết đi những con cự trùng không phải là việc khó nhưng những tên tu sĩ này vẫn không có ý định xuất thủ chút nào cả. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhíu lại rồi ngồi im lặng không làm gì cả. Lúc này có khoảng hơn 20 tên thủ vệ bị chết hoặc bị thương dưới tay của mấy con cự trùng này. Còn hầu hết những tên thủ vệ khác thì cũng đang mệt mỏi huy động vũ khí chống đỡ. Rồi nhân số bị thương bị thương ngày càng nhiều hơn, xem ra nếu như vị đại hán mặt sẹo và những tên kỵ sĩ này không có chuẩn bị trước ra tay đánh chết mấy con cự trùng này thì có lẽ số thương vong còn nhiều hơn nữa với chính mình thì hàn lập cũng không có chút nào lo lắng mặc dù hắn không thể nào thi triển ra pháp thuật hơn nữa kinh mạch cũng không có chữa trị hoàn toàn nhưng mà thân thể của hắn đã luyện tới tầng thứ tư minh vương quyết thì cho dù bị cự trùng cắn xé thì cũng không hao tổn chút nào hơn nữa ngoài thứ đó ra thì trên người hắn còn một quả diệt tiên châu, nếu như xuất kỳ bất ý thì ngay cả hóa thần kỳ yêu tu cũng phải bị thương nặng. Có những thứ này đảm bảo vì vậy hắn mới thong dong ở chỗ này lặng lẽ theo dõi. Không tốt, dường như hương nhi tỉ tỉ có chút không ổn chúng ta cần phải nhanh chóng động thủ thôi. Âm thanh của thiếu nữ áo xanh vang lên từ phía sau, thần sắc của hàn lập bất động chậm rãi quay lại nhìn. Chỉ thấy phía trên cự quy ở phía sau, hương nhi một trong ba vị thiếu nữ này không biết xuất hiện ra lúc nào còn trong tay ba người bọn họ, thì cầm ba cái tiểu kỳ còn vị thiếu nữ ít tuổi nhất vận hồng sam, thì vẻ mặt lo âu hiện ra rất rõ. Không sao vẫn còn kịp lúc. Chúng ta hãy nhanh chóng bố trí tiểu hồi xuân trận, mặc dù không có liễu nhi tỷ tỷ nhưng cũng có thể chống đỡ được một lúc. Thúy Sam thiếu nữ trong miệng vừa nói, lập tức ba người liền vội vàng chuẩn bị rồi lấy từ trong người ra mỗi người một cái giống, như là một cái khăn tay đưa ra phía trước mặt rồi hợp lại với nhau, thành một cái đại trận pháp đồ. Từ phía xa trên mặt của Hàn Lập hiện ra tia dị sắc, Lúc này ba cô gái cùng đồng thời đưa ba cái tiểu kỳ ra hướng tới tới cái thủ trạc, trên cổ tay và trên đó cũng có một cái linh thạch cái này, trông cũng giống như là cái trên tay của thiếu nữ áo sam. Ba vị thiếu nữ này trong miệng lẩm bẩm một chút rồi cái thủ trạc cùng, với tiểu kỳ bắt đầu xuất hiện linh quang nhàn nhạt, nhạt từ trên cổ tay tùy thời tuôn ra làm, cho những cây tiểu kỳ cắm dưới đất tạo thành những luồng linh khi yếu ớt ba động tạo thành một mảnh bạch quang hướng tới bốn phương tám hướng kịch liệt tán đi bạch quang chớp động hướng tới thủ vệ ở bốn phía đi tới rồi nhập vào thân thể của họ, không thấy bóng dáng. Lập tức những tên thủ vệ này, cảm thấy tinh thần đại chấn lên chẳng những các biểu hiện mệt mỏi biến mất, mà còn cho những loại vũ khí cầm ở tay có chút trầm trọng trì trệ, thi bồng trở nên nhẹ nhàng dễ dàng huy động tạo thành từng đoàn hàn quang tiếp tục chém thẳng, tới đám cự trùng, lần nữa lập lại thế thượng phong. Nhìn tới đây khóe miệng hàn lập nhách lên lộ ra vẻ cười lạnh. Cái gì là tiểu hồi xuân trận rõ ràng đây là nhân giới ma tông tinh nguyên trận, được đơn giản hóa mà thôi, Pháp trận này mới nhìn thì thấy dường như làm cho cơ thể của con người mạnh mẽ lên và lực lượng vô cùng lớn trong một thời gian, nhưng trên thực tế là chính nội tại bên trong cơ thể của họ, thì tinh nguyên đã bị mất đi. Sau này thọ nguyên của họ sẽ bị giảm đi. Đừng xem chỉ có một chút thời gian hồi phục như thế, nhưng thực tế đã cướp đi của bọn họ hết 2-3 năm thọ nguyên rồi. Chương 1268 Pháp trận ảnh hưởng đến thế cục ở đây xem ra nó vẫn còn có thể duy trì thêm một thời gian nữa, nên hiện tại Hàn Lập không cần phải lo lắng có gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Bồng một tiếng nổ thật lớn vang lên, truyền đến tai của ba vị nữ tử. Thì ra ở gần đó, từ dưới mặt đất đột nhiên lao ra một con yêu thú thân rắn đầu người. Một con yêu xà màu vàng mang khuôn mặt của một phụ nhân dữ tợn, ở hai bên mình rắn có hai cánh tay trắng noãn mọc ra, hai bàn tay, mỗi cái cầm một cái cốt mô dài vài thước phía trên hắc khí bay lượn lập lờ. Đây đúng là hai kiện đê dài pháp khí. Con yêu xà này vừa xuất hiện chẳng những làm cho Hàn Lập ngẩn ra, mà còn làm cho bọn ba người Hương Nhi đang chủ trì pháp trận lại càng thêm sợ hãi. Yêu xà mặt người vừa ngó qua thấy được ba vị nữ tử này đang chủ trì trận pháp thì lại càng cười to, không nói lời nào, hướng tới ba vị nữ tử này ở chỗ không xa, hai tay huy động liên tục, lập tức có ba đạo điều mang từ cốt màu chợt lóe lên phun ra, bắn thẳng tới ba vị nữ tử này hương nhi một trong ba vị nữ tử rất nhanh trí ngay khi thấy yêu xà từ xa liền khôi phục tâm trí bình thường tiếp tục nhanh chóng đi vào trong tiểu kỳ trận đồ phù phù vài tiếng vang lên phía trước ba vị nữ tử hiện ra từng đoàn linh hà đem bọn họ bảo hộ vào bên trong ngay khi đó hắc mang đã tiến tới đập vào màn hào quang ba tiếng nổ lớn diễn ra thì chỉ có hương nhi cùng với vị bạch sam thiếu nữ còn chống đỡ được mặc dù hào quang bị đánh khá mạnh nhưng vẫn còn duy trì chống đỡ được một kích này nhưng vị thiếu nữ hồng sam nhỏ tuổi nhất thì dù đã tự xuất ra thêm một tầng bảo hộ màu bạc cho chính mình, nhưng khi bị hắc mang đánh chúng vẫn khiến cho thân hình của cô ta bị chấn động, không tự chủ được bị bay về phía sau rời khỏi tầng hào quang bảo hộ. Hồng sam thiếu nữ sắc mặt biến đổi, tái nhợt thầm kêu không tốt, nhưng cũng không thể nào khống chế được bản thân của mình. Còn yêu xà kia hiển nhiên cũng thấy được tình hình như vậy. Lập tức, đuôi rắn đập xuống mặt đất phía sau, cả thân hình nhoáng lên, nhanh như thiểm điện phóng tới, xuất hiện ở phía dưới hồng sam thiếu nữ, một cái cốt mâu xuất hiện không chút gió dự đâm tới cô ta. Còn hai vị nữ tử kia, miệng thét to kinh hoàng nhưng căn bản không thể nào cứu kịp. Mắt thấy vị nữ tử này bị cái cốt mâu hóa thành một cái điều quang chuẩn bị xuyên thủng qua cơ thể, nhưng ngay vào lúc này thì một tiếng vang chói tai như xe gió chuyển đến, một vật màu trắng mơ hồ chợt lóe lên đánh chúng một cách chuẩn xác vào phía trên của điều quang. Bụp một tiếng, cái cốt mâu này sau khi bị đẩy ra xa nửa thước vẫn còn làm, cho vị hồng sam thiếu nữ kia kinh hoàng, còn những người khác thì trên mặt cắt không còn giọt máu. Nhân cơ hội này, cô ta cũng liền không chế thân thể, dùng hai chân hạ nhẹ nhàng xuống mặt đất, thì ra cái vật màu trắng mơ hồ đó lại là một hòn đá. Yêu xà thấy vậy liền ngẩn ra nhưng hai mắt hung quang lại chớt lóe lên, còn cách tay kia lại cử động đem cái cốt mâu còn lại lập tức phóng tới nữa. Nhưng ở chỗ gần đó tiếng xe gió lại vang lên, một cục đá khác lại bay đến nhưng lạ một chỗ là lần này, cục đá đó không bay tới chỗ cái cốt mâu, mà lại bay thẳng tới đầu của con yêu xà kia. Mới vừa rồi cục đá cho thấy sự cực mạnh của mình. Nếu như là đánh chúng, thì có lẽ cái đầu của yêu xà đã bị đánh nát đi rồi còn nếu không thì nó cũng bị chấn thương mạnh có thể hôn mê đi. Mặc dù trong lòng giận dữ như yêu xà rơi vào đường cùng, không dám làm gì hơn là liền chuyển cái cốt đó tới cản cục đá lại. Một âm thanh va chạm nặng nề vang lên lúc này, yêu xà cảm thấy một luồng đại lực truyền đến không khỏi tự động lùi về sau mấy bước. Rồi giận dữ quay đầu nhìn về phía cục đá đó bắn tới, chỉ thấy ở gần đó, trên một chiếc quy xa có một tên thanh niên đang đứng nhìn về phía này, trong tay còn đang cầm một cục đá khác đang nhẹ nhàng xoay chuyển. Đúng là Hàn Lập, vị hồng sam thiếu nữ này sớm đã di chuyển tới bên trong một cái quang hào của một vị nữ tử khác, rồi mới thở hắt ra một hơi. Yêu xá liên tiếp bị chọc phá hai lần, trong lòng bạo khí tăng lên tới cực điểm. Đột nhiên nó há mồm hướng tới ba vị nữ tử phun ra khí độc tấn công. Nhưng vào lúc này, từ phía xa bên trong một chiếc quy xa truyền đến một tiếng hừ lạnh của nam kỳ tử, nghiệt xúc ngươi dám. Cùng âm thanh truyền ra, từ trong thùng xe, một đạo bạch quang cũng được bắn ra, xoay một cái rồi phóng thẳng tới tới yêu xà chém xuống. Vật chém xuống này đúng là một cái tiểu kiếm trong suốt dài khoảng một tấc. Ngay khi hắc khí đang chuẩn bị phun ra thì yêu xà thấy vậy sắc mặt đại biến. Còn lại một cái cốt mô đang cầm, trong tay hướng về phía xa chỗ chiếc xa quy dùng sức ném đi còn thân thể của mình lúc này liền nhập vào trong cát đá, nó biết đã gặp phải cao thủ vì vậy cũng không dám giao thủ, mà liền thi triển độn thuật để trốn đi. Con cái cốt mâu đó bắn ra là hướng tới hàn lập. Hiển nhiên lúc này con yêu xà, thấy có người phá hư chuyện tốt của mình nên trong lòng giận dữ. Hàn lập thấy cái cốt mâu hóa thành một đạo hắc mang đang phóng tới trước mặt. Trên mặt hiện ra một tia cười khổ, nhưng vẫn không ném ra cục đá cầm trong tay ra đánh chặn lại cái cốt mâu đang tiến tới, mà lại đứng im một chỗ không nhúc nhích kết quả là buộc một tiếng cái cốt mâu cứng rắn đó, và chạm tới thân thể của Hàn Lập, một cái làm cho cả người của hắn không còn sức phản kháng bị đánh bay ngược, về phía sau xa hơn 10 trượng, rồi rớt trên một cái quy xa đang trổ đầy hàng hóa. Một hồi sao động vang lên, rồi một đám vũ khí với hàn quang chớp lóe từ trên thùng hàng rơi xuống. Nhìn thấy Hàn Lập bị như vậy ba vị nữ tử lập tức kinh hoàng la lên. Còn từ trong xe cũng truyền ra tiếng kinh hô ngạc nhiên của nam kỳ tử, sau đó cái tiểu kiếm kia xoay một vòng trên không trung rồi hướng tới thùng xe, mà bay trở về. Lúc này cả đám người, của vị hồng sam thiếu nữ ngay cả tiểu kỳ đang cầm trong lòng bàn tay quang hà, cũng bị xua tan biến mất cũng bị bỏ đi rồi hướng tới xe hàng mà chạy tới. Hàn đại ca ngươi, ngươi không sao chớ. Hồng sam thiếu nữ được hàn lập cứu sống nên đối với hàn lập rất là cảm kích. Đứng dưới cự quy lo âu nói ra. Hương Nhi cùng với bạch sam thiếu nữ trên mặt cũng đồng dạng hiện ra một tia lo lắng. Hoàn hảo không chết là được chỉ là thân thể không thể nào cử động được mà thôi. Từ trong thùng hàng truyền ra âm thanh của Hàn Lập, ba vị thiếu nữ thấy vậy trong lòng buông lỏng, nhìn nhau liếc mắt sau đó, ba cái thân hình cử động nhau nhau nhìn lên cự quy xem coi hắn, ở bên trong đống hàng hóa có bị gì, hay không. Chỉ thấy Hàn Lập quần áo tả tơi nằm ở, trên một đống đau thương vẻ mặt không chút biểu tình, nhưng có lẽ không thấy thương tổn gì cả. Ba vị nữ tử này vui vẻ cùng nhau mang Hàn Lập từ trong đống hàng hóa ra ngoài, rồi đưa hắn đặt trên một con cự quy khác, Hàn đại ca, đa tạ ngươi ơn cứu mạng. Hồng Sam thiếu nữ cảm kích hướng Hàn lập cảm tạ nói. Không có gì chỉ là một cái nhắc tay mà thôi. Phần bị công kích ấy cũng không làm gì được ta. Chỉ là phải nằm thêm một thời gian ngắn nữa là được. Hàn lập mỉm cười không thèm để ý nói. Lúc này từ trên một con cự quy khác. Chỗ cửa thùng xe vừa mở ra thân hình của nam kỳ tử, chớp động vài cái rồi bay tới chỗ của hàn lập, nắm lấy một cái cổ tay của hắn chuyển vào trong đó một luồng tinh thuần linh khí. Không có vấn đề gì, kim cương quyết không hổ là một trong năm loại cực đại luyện thể bí thuật hơn nữa đã tu luyện tới tầng thứ ba vì vậy mới có uy lực như vậy pháp khí của yêu nghiệt đó cũng không đã thương gì được hàn thí chủ chỉ là lúc nãy đã dùng quá sức ném đi cục đá nên đã thương tổn một chút tới kinh mạch cho nên đang bị thương giờ lại nặng hơn nữa một chút nhưng chỉ cần tỉnh dưỡng thêm một thời gian ngắn nữa thì cũng không sao trên mặt của đạo sĩ lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi lập tức vui vẻ nói thật sự như thế sao hồng sam thiếu nữ nghe xong như vậy cao hứng nói ra ha ha làm sao mà bần đạo lại có thể nói sai chứ hiện giờ tiểu hồi xuân trận của các ngươi đã dừng lại nên tình thế có chút bất lợi nam kỳ tử cười một tiếng nhưng lại đưa mắt liếc nhìn tới cái trận đồ kia quang mang đang dần mất đi thâm ý nói lời nói này vừa thoát ra ba vị thiếu nữ sắc mặt liền đại biến vội vàng đi tìm lại mấy tiểu kỳ vừa mất đi để lập lại tiểu hồi xuân trận giờ mấy tên thủ vệ lại bắt đầu thương vong nhiều lên rồi không tốt rồi Tiểu hồi xuân trận chúng ta chỉ mang theo có một cái, mới vừa rồi đối phó với yêu sản nên đã sử dụng toàn bộ uy năng của nó, chống cự lại giờ đã hết rồi. Hiện tại không cách nào kích động lại trận pháp nữa. Bạch sam thiếu nữ thất thanh la lên, còn hai người kia thì cũng đưa mắt nhìn nhau, đây thực sự là có chút phiền phức. Chân mày của đạo sĩ nhíu lại, mấy người đang suy nghĩ tìm ra đối sách thì bỗng nhiên từ bốn phía âm thanh đang nổ ra bỗng dừng lại còn các tiện thủ vệ trên quy xa lại tuôn ra những lời hoan hô vang dội mấy vị thiếu nữ này ngẫn ngơ nhìn nhau. Rồi thấy những con cự trùng đang nhao nhao nhào lên xe tấn công thủ vệ, thì giờ bồng nhiên quay đầu chạy chối chết. Cả đám cự trùng này, dường như mất đi sự chỉ huy nên trở thành hỗn loạn không còn hùng hồn dữ tợn, như trước nữa. Tốt rồi. Nhất định là mấy người liễu nhi tỷ tỷ đã giải quyết xong con yêu trùng nọ rồi. Thúy Sam thiếu nữ mặt mày vui vẻ nhìn hai người kia tươi cười nói. Một lúc sau, từ trong đám bụi vàng kia xuất hiện ra mấy mươi vị kỵ sĩ hướng thẳng tới đội xe, mà chạy trở về. Những vị kỵ sĩ này là những người lúc đầu tiến sát tới chỗ trung tâm của đám cự trùng nọ những vị kỵ sĩ cưỡi cự lang này, lúc đầu có khoảng 50 người nhưng giờ chỉ còn khoảng hơn 30 người trở về, mà thôi, hơn nữa toàn thân lại đầy vết thương, máu chảy loang lỗ có thể thấy trận chiến vừa qua rất là ác liệt. Những vị kỵ sĩ này thúc giục cự lang phía dưới, trong nháy đã phóng về trở lại trong đội xe. Lúc này vị đại hán mặt sẹo nọ không nói lời nào, đột nhiên ném xuống đất một vật thì ra đây chính là một con cự trùng toàn thân, của nó là một màu vàng óng ánh đúng là một con sa trùng thú. Còn Lam Sam thiếu nữ cũng mang theo một cái hồ lô màu huyết cổ quái, cẩn thận mang nó đặt xuống đất. Hai người gặp mặt ba người thiếu nữ này cùng với nam kỳ tử đang đứng vây quanh hàn lập thì có chút ngạc nhiên. Ngay lúc này thì có một tên thủ vệ biết việc đi, tới bên cạnh đại hán mặt sẹo nói chuyện qua một lúc. Đầu tiên là đại hán mặt sẹo ngẩn ra sau đó thì cười to lên ha ha, xem ra trương mỗ thật đúng là không có nhìn lầm. Hàn huynh đệ mặc dù mới gia nhập bổn thương hội, thì đã liền ra tay cứu được Thuyên Nhi. Nếu không vạn nhất thực sự xảy ra chuyện gì đó, thì tại hạ thật không còn mặt mũi nào gặp lại phu nhân nữa. Lam Sam thiếu nữ sau khi nghe xong đưa mắt nhìn về hướng Hàn Lập, ánh mắt cũng trở nên hiền lành hơn. Còn Hàn Lập thì chỉ mỉm cười không nói gì hết. Nếu có thể đánh lui được cả một đám xa trùng thú nhiều như vậy, bọn họ cần có thời gian để điều chỉnh đội ngũ lại, rồi nghỉ ngơi nữa ngày sau đó mới tiếp tục lên đường. Về sau lộ trình trở nên an tĩnh hơn và ba ngày sau, thì sa đội cũng đã đi ra khỏi phạm vi của thanh la sa mạc, bước chân vào một vùng thảo nguyên rộng lớn mênh mông, bằng phẳng dị thường. Vì vậy đội xe di chuyển nhanh hơn vài lần so với trước và những con cự quy này cũng bắt đầu xảy bước hướng tới phía trước mà chạy nhanh đi. Con hàn lập thì nằm trong thùng xe không nhúc nhích chút nào. Trước đây khi di chuyển trong sa mạc còn nghe thấy rất nhiều âm thanh nói chuyện, bây giờ khi bắt đầu tiến vào thảo nguyên thì không nghe thấy nữa, không chỉ thế, ngay cả bốn vị thiếu nữ ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tuy thấy đồng cỏ xanh mắt trải dài, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ bất an và sợ hãi. Chương 1269 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hàn Lập ngồi tựa thùng xe, đối diện tứ nữ, tự nhiên đem biểu tình trên mặt các nàng thu vào trong mắt. Ánh mắt hắn đã quan sát đồng cỏ ở bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Nhưng tất cả đều bình thường, không có chỗ nào dị thường, thoạt nhìn cũng là cỏ xanh bình thường mà thôi, hàn lập có điểm kỳ quái nhưng cũng không đổi sắc mặt cũng không mở miệng nói cái gì dù sao hắn đối nhiều việc ở linh giới hiểu biết rất ít không muốn làm cho chính mình lộ khả nghi quá đáng bất quá mấy ngày nay tứ nữ đối hắn trái lại rất quan tâm đặc biệt là người hắn xuất thủ cứu giúp thuyên nhi hồng sam thiếu nữ cứ mở miệng là lại nói hàn đại ca đối với hắn nhiệt tình dị thường hàn lập có chút không thích ứng cũng may nàng cũng nhỏ tuổi này nên cũng không quá lạnh nhạt cho nên trong khoảng thời gian này cùng với thuyên nhi nói không ít chuyện hắn hiển nhiên là tìm hiểu về linh giới, từ thiên đông thương hào hỏi ra không ít chuyện. Thông qua mọi người nói chuyện với nhau hắn mới biết được, người bọn họ gọi là, phu nhân là chủ nhân thật sự của hơn 10 thành thị ở một phương là một người con dâu, của thiên đông thương hào, người bình thường đều phải tôn xưng là phương phu nhân, gia chủ thiên đông thương hào tổng cộng sinh được có 3 người con, vị con dâu này là vợ của người thứ hai được cưới hỏi đàng hoàng, vợ chồng hai người họ yêu thương nhau vô cùng, nhưng 20 năm trước, nhà con cả bởi vì một việc ngoài ý muốn mà chết hết chỉ để lại hai con nhỏ một nam một nữ nối dõi, cho nên nguyên bổn hẳn là vợ chồng hai người chủ trì tất cả sự việc, hiện tại tất cả do phương phu nhân này chủ trì, mà bốn người bọn họ mồ côi từ nhỏ được vị phu nhân này thu dưỡng, được vị này phu nhân yêu thích, hơi có chút vừa là con vừa là người hầu lần này phương phu nhân tự thân chạy đến thành an viễn hẻo lánh này hơn nửa lại ra giá cao mua hàng hóa mặt khác một nữa cũng là vì vị kia từ nhỏ thì đã được kiểm tra có linh căn là môn hạ một tu tiên tông từ nhỏ đã ở trong an viễn thành con gửi lời nhắn tự hồ còn có chuyện muốn cần phương phu nhân trợ giúp phương phu nhân trong lòng rất lo lắng cho con chẳng những tự thân xuất mã hơn nữa xuất phát không bao lâu liền rời bỏ xa đội tự mình dẫn người đi trước tiến đến an viễn thành vị phương phu nhân này nghĩ, xa đội chẳng những có nhiều người như vậy, còn có vài tu tiên giả tọa chấn, tuyệt đối không xảy ra việc gì. Lại không nghĩ rằng tại thanh la sa mặc dĩ nhiên lại có một con đê dài trùng yêu, cùng một con xá yêu, thiếu chút nữa thật đúng là xảy ra vấn đề. Hàn lập nghe đến đó, nhịn không được hỏi bóng nói gió lai lịch chủ nhân thiên đông thương hào. Dù sao có được lớn như thế một phần cơ nghiệp, người bình thường tự hồ vô phương làm được. Kết quả nghe được tin tức, làm hàn lập ngẩn ra, Vị chủ nhân hiệu buôn này thật sự là một người phạm nhân, hơn nữa còn là một người không có sức lực, không có linh căn cũng không có tu luyện quá bất cứ thuật dưỡng sinh gì, phạm nhân như vậy, sao có thể chấp trưởng sinh ý lớn như thế, Hàn Lập trong lòng nghi hoặc, ham hồ hỏi, nhưng hồng sam thiếu nữ nhưng cũng mờ hồ, đồng dạng bộ dáng không biết nhiều lắm. Hàn Lập thấy vậy, cũng không tiếp tục hỏi, chuyển sang đề tài khác, đem việc này giữ lại trong lòng như vậy hàn lập mấy ngày nay mặc dù hiểu rõ một ít chuyện nhưng trong lòng lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc làm cho cũng cảm thấy có chút buồn bực phiến thảo nguyên này tựa hồ so với thanh la sa mạc còn muốn rộng lớn hơn rất nhiều xa đội chạy như bay chừng hơn một tháng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm trong lúc này xa đội thủ vệ cùng những kỵ sĩ chẳng những mỗi người bộ dáng căng thẳng cẩn thận dị thường chính nguyên bổn vài tu tiên già sống ở trong xe vốn một mực không ra thì giờ cứ cách một thời gian ngắn lại bay ra ngoài quy xa thay phiên trên không trung cảnh giới xung quanh những vị cầu lũ sơn tu sĩ sắc mặt cũng ngưng trọng đồng dạng bộ dáng không dám khinh thường tất cả mọi người như lâm đại địch xa đội tại thảo nguyên cẩn thận di chuyển nửa tháng rốt cục rời khỏi khu vực này phía trước xuất hiện vùng đất đồi núi bình thường nhân thủ xa đội thần kinh đang căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng xuống chẳng những những tu sĩ này một lần nữa trở lại trong xe những tên thủ vệ cũng lập tức hồi phục sự đùa giỡn như lúc đầu trong thùng xe hàn lập cùng vài thiếu nữ khi rời khỏi thảo nguyên cũng đồng dạng thở dài một hơi Thúy Sam thiếu nữ thậm chí vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, mặt cười duyên nói, cuối cùng không có kinh động Thảo Nguyên thượng lang thú nơi đây. Mặc dù không phải lần đầu tiên di qua Thảo Nguyên, nhưng ta vẫn rất lo lắng. Há chỉ thị hương nhi tỉ tỉ sợ hãi, cả xa đội không ai không căng thẳng, chỉ sợ vận khí quá kém, vạn nhất đụng tới hỏa lang thú tại thú chiều trước, đột nhiên tỉnh lại, chúng ta chừng này người cũng có thể gặp đại xui xẻo, căn bản là chỉ có đường chết, Loại chuyện này mặc dù không thường thấy, nhưng hàng năm cũng có một vài hiệu buôn gặp được chuyện này liễu như thở dài một hơi, cũng có chút nghĩ mà sợ. Cũng phải, nghe nói lần này An Viễn Thành, không tiếc tốn hao số tiền lớn mua từ Đông Thương Hào, chúng ta rất nhiều binh khí cùng linh cụ quý hiếm như vậy, chính là vị ứng pho thú triều. Thuyên Nhi nghiêng đầu, tự hồ nhớ ra gì gì đó cũng nói. Thật kỳ quái, An Viễn Thành mặc dù không lớn, nhưng là không phải thành thị mới xây, như thế nào đột nhiên lại hướng tới chúng ta đặt hàng nhiều trang bị như vậy, phải biết rằng nhiều linh cụ như vậy, tự hồ chỉ có trung đẳng thành thị mới có thể không tiếc số tiền lớn như thế. Bạch y thiếu nữ có chút kỳ quái. Này có cái gì kỳ quái, phòng đoán, phụ cận đột nhiên di chuyển đến quá nhiều nhóm yêu thú cường đại, thành này đụng phải ngàn năm một lần đại thú triều, tất cả yêu thú phụ cận liên thủ công kích. Tự nhiên không dễ gì ngăn cản. Lam Sam thiếu nữ lắc đầu, lơ đỉnh nói. Không sai, có thể thực sự là như vậy, liễu nhi tỷ tỉ, tỉ nói có đạo lý. Thuyền nhi hé miệng nhất cười rộ lên, Hàn Lập ngồi xếp bằng tại trên ghế, tại điều tức ngồi xuống bộ dáng, nhưng trong tai vẫn nghe tất cả cuộc nói chuyện của chúng nữ, nghe được thú triều, đuôi lông mày không khỏi khẽ nhúc nhích một cái. Hắn liên tưởng đến, tại thanh là sa mạc, đại hán mặt sẹo trương khuê từng liền nhắc tới một lần cái gì hạt triều, hai việc chẳng lẽ có cái gì quan hệ. Nhưng thời gian tiếp theo tứ nữ lại không có nói chuyện này nữa, nói đến các chuyện khác. Hàn lập mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là phối hợp tiếp tục vận chuyển kim cương quyết tâm pháp, từ từ điều dưỡng kinh mạch chính mình hắn trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng này, cộng thêm mục sinh châu hiệu quả bất diệt, kinh mạch được chữa trị cực nhanh còn hơn xa dữ liệu ban đầu. Hôm nay thân thể hơn phân nửa đã không còn việc gì, chỉ cần tại tiếp tục tĩnh dưỡng nửa tháng, hoàn toàn không có vấn đề. Nói như vậy, bởi hắn đã đến tầng thứ tư kim cương quyết, cộng thêm đối tu sĩ các loại trung đê giai pháp thuật quen thuộc dị thường, chỉ sợ sẽ là chống lại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Cho tới kết đan tu sĩ, thì chỉ có tự mình chiến đấu một hồi, mới biết được, Đương nhiên đây là tại linh giới các bậc tu sĩ cùng nhân giới, tu sĩ không khác bao nhiêu, mặt khác cũng không có thần thông gì kỳ lạ mới được. Vừa ra thảo nguyên, xa đội gần hành chỉ hai ngày, đi đến mục đích của chuyến đi này, một tòa thạch thành thoạt nhìn khí thế bất phàm. Từ cửa sổ xe nhìn ra, thạch thành thành tường chừng cao hơn 30 trượng, hơn nữa cách 100 trượng liền một chỗ trổ tiểu thành lâu cao 10 trượng, thạch thành thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ, mà nhìn hướng hai bên thành, chỉ thấy một bức tường trắng bóng mênh mông, không biết kéo dài đến chừng nào mà trong một tường thành gần đó dĩ nhiên còn có khắc một loại hoa văn tinh mỹ không biết tên hình như là một loại chưa bao giờ thấy qua làm thành này tự nhiên xuất ra vài phần thần bí hàn lập nhìn tới đây không biết nói gì từ chỗ này nhìn thấy thành thị này như thế nào cũng không thể nghĩ đến tiểu thành thị vừa mới nổi lên là một thành thị to lớn thế này so với nhân giới cự thành đều không thể cùng so sánh Bất quá Hàn Lập đồng thời chú ý đến, ở tại một thành tường cao lớn, có một vài người binh lính, cao lớn mặc áo giáp thống nhất trên tường qua lại dò xét, hơn nữa tất cả thành lâu còn thiết lập một khối cự nỏ thể tích to lớn kinh hồn, tất cả đều đắp một cây kim trúc nổ tiễn. Mỗi một ây cũng dài, ba bốn cây trượng sắc bén dị thường, còn chớp động bạch quang nhàn nhạt, nhạt, bộ dáng kinh người giống như là đê giai pháp khí, thật đúng là pháp khí, chỉ sợ sẽ chạm vào chút cơ kỳ tu sĩ, đã lấy đi nửa cái mạng hàn lập hai mắt nhìn thấy tất cả trong lòng tự đánh giá đang lúc xa đội đã tới cửa thành ngoài cửa thành dĩ nhiên toàn bộ không có một bóng người cửa thành đen nhánh đã đóng cửa từ sớm trên cửa thành thì tụ tập rất nhiều binh lính từ trên cao nhìn xuống nhìn xa đội mỗi mặt mang vẻ cảnh giác trương khuê thôi thúc cự lang ngồi xuống rồi đi tới trước xa đội không nói hai lời giơ tay lên đem một vật trực tiếp ném lên trên cửa thành chính là một cái lệnh bài kim hoàng sắc cửa thành vang lên một hồi xôn xao lúc này có một tên người trung niên mặc chiến giáp màu bạc một tay nhặt lệnh bài lên hai mắt nhìn kỹ sau đó lại quay đầu hướng phía dưới thật dài xa đội nhìn vài lần liền đột nhiên mở miệng phân phó một tiếng mở cửa thành ra kiểm tra xa đội một chút bọn họ là người của thiên đông thương hào vừa nghe trung niên nhân nói binh lính phụ cận một hồi hiểu ra lúc này có người chạy ra đầu tường mở ra đại môn một lát sau cửa thành giống như được làm từ tinh cương từ từ mở ra từ bên trong chạy ra mười mấy tên binh lính võ trang hạng nặng xếp thành hai hàng tên trung niên mặc ngân giáp đi ra sau cùng cưỡi cự lang đến trước mặt trương khuê cảnh giác đánh giá mới từ từ hỏi các hạ là người dẫn đầu thiên đông thương hào tại hạ trương khuê chắc là các hạ đã nhận được mệnh lệnh từ quý thành chủ phía sau đúng là hàng hóa quý thành từ đặt hàng hiệu buôn chúng ta trương khuê không chút hoang mang trả lời ta đã nhận được mệnh lệnh nhưng hiện tại là thời kỳ đặc thù, phải cho mấy tu tiên giả kiểm tra một chút xa đội các ngươi mới có thể cho đi. Ngân giáp trung niên nhân không khách khí nói, là sợ có yêu thú trà trộn đi vào thôi. Cái này không thành vấn đề, các hạ cứ kiểm tra là được. Trương Khuê nghe được yêu cầu này, miệng đáp ứng liền, một điểm do dự cũng không có. Tốt, Lý Tiên Sinh, Hoàng Đại Sư, thỉnh nhị vị kiểm tra một chút đi. Ngân giáp trung niên nhân vừa lòng gật đầu, vòng tay, hướng về trong cửa thành hô một tiếng, Trương 1270 thành chủ ra lệnh cho hai bọn ta hiệp trợ triệu thống lĩnh, bọn ta tự nhiên sẽ giúp đỡ, từ bên trong cửa thành lập tức truyền đến một thanh âm nam tử nhàn nhạt, nhạt, sau đó đi ra một tên áo bào trắng nho sinh, cùng một tăng nhân mang áo cà sa xa màu xanh. Nói chuyện đúng là người nho sinh hơn chừng 40 tuổi, triệu thống lĩnh đối với hai tên tu tiên giả này không dám chậm trễ, trên mặt cười cười vội vàng cảm ơn. Nho sinh cùng tăng nhân một người lấy ra một mặt gương, một người lấy ra một cái đồng bát, sau đó trong miệng nói lầm bẩm, tay đan kết quyết, đồng thời cầm trong tay pháp khí phóng đến giữa không trung. Nhất thời hai cái pháp khí quay tròn trên không trung một hồi, trong gương phun ra một luồng thanh hà, hạ xuống gắn vào phía trước một con cự quy, mà từ cái bát tròn bay ra một mảnh hoàng quang, lướt qua trên người vài tên cự lang kỵ sĩ ở gần đấy. Chỉ trong chốc lát, thanh hà cùng hoàng quang liền hướng về các mục tiêu khác ở phía sau. Cứ như vậy, hai tên tu sĩ kiểm tra từng cỗ xe quy xa một, thanh hà cùng hoàng quang lần lượt thay đổi chất động, một người cũng không có bỏ qua, trong nháy mắt, hơn 30 chiếc xe cùng hơn 200 người cùng đều bị Quang Hà đảo qua một lần, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tốt, các ngươi có thể đi. Được, nói cho các ngươi một chút. Phương Phú Nhân đã thuê hết như vân khách hoa lớn nhất ở bên thành Tây, sau khi ngươi giao hàng hóa, có thể trực tiếp qua bên đó hội hợp triệu thống lĩnh sắc mặt buông lỏng. Không tiếp tục làm khó dễ, thuận miệng nói một câu, liền vẫy tay cho đi. Hán tử mặt sẹo ngẩn ra, nhưng lập tức hai tay liền ôm quyền, liền dẫn xa đội tiến vào trong cửa thành vừa tiến vào cửa thành mới phát hiện thạch thành diện tích to lớn còn hơn xa dự đoán của hàn lập liếc mắt nhìn lại trong thành đập vào mắt nhiều vô số kể các loại phong ốc tất nhiên không thể nhìn thấy đoạn cuối bất quá thành này lúc xây dựng tựa hồ cũng đã rất lâu rồi kiểu dáng phòng ốc không đồng nhất sử dụng chất liệu gỗ đá đằng khác nhau rất lớn nhưng tất cả đều tuân thủ lưu ra nhất điều điều mấy trượng rộng đá xanh ngã tư đường giờ phút này thành thị lớn như thế lại nhốn nháo ở ngã tư đường có rất nhiều người ùa đến chen chúc không chịu nổi hàn lập nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn ngơ nhưng lập tức phát hiện những người đi ở ngã từ đường dĩ nhiên phần lớn thân đeo đao kiếm vũ khí hơn nữa mỗi sắc mặt đều ngưng trọng trong thùng xe thiếu nữ lam Sam nhìn thấy cảnh này lại than nhẹ một tiếng tự nói một câu xem ra thú chiều là sự thật nếu không người ở tại thôn xóm ngoài thành tất cả sẽ đều vào không trong thành như vậy an viễn thành áp lực càng lớn hàn lập nghe vậy lúc này trong lòng mới chợt hiểu ra nhiều người như vậy xa đội đi lại tự nhiên có chút bất tiện nhưng cũng may vị triệu thống lĩnh kia đã sớm dự liệu đến chuyện này. Cô y phái vài tên binh sĩ đi mở đường. Mạnh mẽ xua tan đám người, cấp cho xa đội một đường đi. Cho dù như vậy, Quy xa đi tới vẫn đang không di nhanh được, ước chừng sau khi đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng đi ngang qua hơn 10 con đường dài, đi đến ngã tư đường nhân viên rất thưa thớt, cuối cùng ngừng lại, dừng lại trước một cổng trào rất cao. Ở phía sau cổng trào này, rõ ràng là là một kho hàng được canh gác cẩn mật, thị vệ xung quanh cầm trong tay đủ loại binh khí, sau đó tự nhiên đơn giản hơn nhiều, mọi người của Thiên Đông Thương Hào đem hàng hóa toàn bộ giao cho quan viên phụ trách nhiệm thu kho hàng. Sau khi trương bản sau lĩnh biên lai, liền thở ra một hơi mang theo mọi người đi thẳng tới thành tây nơi triệu thống lĩnh nói. Đã hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, Hàn Lập tự nhiên cũng ở trong đó, nhưng đi tới một nửa đường, hắn đột nhiên đưa ra ý kiến muốn đi dạo mọi nơi trong thành một chút với trương bản, rồi đến như vân khách tàn cùng mọi người ở Thiên Đông Thương Hào hội hợp sau, Trương Bản nghe được Hàn Lập nói thế, nhướng mày, tư lượng một lúc cũng đáp ứng, nhưng trong miệng lại dặn dò vài câu, Hàn huynh đệ. Người còn chưa gặp qua phu nhân, không tính tránh thức gia nhập hiệu buôn, trương mỗ cũng không câu thúc quá đáng. Nhưng mà người cũng nhìn ra, hôm nay An Viễn Thành Long xà hỗn tạp, hơi có chút không yên ổn. Cộng thêm này thành chỉ là một chỗ tiểu thành hẻo lánh, phòng đoán cũng không có gì để nhìn. Hàn huynh đệ nếu đã có chuyện gì cần xử lý, cứ làm xong chuyện rồi nhanh chóng đến khách sạn vậy, vị trương lĩnh đội nhìn qua tuy tướng mạo hung ác nhưng lời nói cực kỳ uyển chuyển hàn lập mỉm cười đáp ứng sau đó liền chầm chậm rời đi sau khi đi qua một cái ngã từ đường liền hoàn toàn biến mất nhìn phương hướng hàn lập biến mất trương bản dùng thô to bàn tay sờ sờ cầm trên mặt lộ ra vẻ trầm tư như thế nào trương thí chủ sợ hàn tiểu ca một đi không trở về sao đứng bên cạnh ở mặt sẹo đại hán nam kỳ từ đột nhiên cười hỏi một câu đã ký huyết chú văn thư trương mỗ như thế nào lo lắng chuyện này chỉ là vị hàn huynh đệ này tựa hồ thật là có lai lịch rất lớn, làm cho người ta có chút nhìn không thấu. Trương Bản bừng tỉnh, lại cười khổ một tiếng. Người trẻ tuổi như thế có thể luyện thể thuật kinh người như vậy, tự nhiên không có thể xuất thân bình thường. Nhưng xem cử chỉ hành vi, đích xác không giống với người thiên nguyên cảnh chúng ta, điểm này 89 phần 10 là thật sự. Nam kỳ tử lại cười diễn giải, điểm ấy trương mỗ tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhưng nếu không có thủ oán gì với vài thế lực lớn bên trong thiên nguyên cảnh chúng ta, thì cũng không cần quan tâm đến lai lịch của hắn nữa. Chúng ta quan tâm bồi dưỡng người này. Nói không chừng, luyện thành tầng thứ 5 kim võng quyết. Như thế, khẳng định trở thành một cánh tay đắc lực cho phu nhân. Trương bản thân sắc ngưng trọng nói. Tầng thứ 5 kim võng quyết. Trương thí chủ thật đúng là nghĩ như thế. Đây chính là có thể cùng kết đan, tu sĩ chúng ta liều mạng mà không rơi vào hạ phong. Nam kỳ từ liếc mắt nhìn đại hán mặt sẹo, lộ ra như vẻ cười mà như không. Trương mỗ là có chút hy vọng xa vời bất quá người này trẻ tuổi như thế mà có tu vi như hiện tại ai có thể cam đoan hắn sau trăm năm sẽ không tu luyện thành công kim võng quyết tầng thứ năm nói về cơ hội hắn tựa hồ so với luyện thể sĩ bình thường có cơ hội lớn hơn rất nhiều nếu không ban đầu trương mỗ cũng sẽ không chút do dự ở thanh la sa mạc khiến hắn ký huyết chú văn thư trương sáo cũng cười hắc hắc lời này cũng có đạo lý được rồi không nói đến người này nữa bọn sư huynh đệ ta bị phương phu nhân mướn đến quan tâm cho quý sa đội Hiện tại hàng hóa đã đưa đến an toàn, mấy người ta cũng coi như hoàn thành ước định. Hiện tại cũng nên cáo từ. Nam Kỳ Tử thi lễ, lại bình tĩnh cáo từ. Mấy vị đạo trưởng còn chưa gặp mặt phu nhân, như thế nào lại như thế? Mấy đạo trưởng đi may mắn. Trương Bản cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, sau khi cố gắng giữ lại không có kết quả, đành nói cung tiễn như vậy. Kết quả vài tên Hưởng Lâu Sơn tu sĩ cũng rời mọi người, bỏ đi, thật đáng tiếc. Nếu hiệu buôn chúng ta cũng có thể có tu sĩ của chính mình là tốt nhất bên cạnh một tên kỵ sĩ khi vài tên đạo sĩ đã đi xa đột nhiên có chút cảm khái nổi lên tu sĩ của chính mình chỉ có thể mơ mộng hão huyền thôi thiên đông thương hào chúng ta mặc dù được xưng một trong tam đại hiệu buôn của thiên nguyên cảnh nhưng trên thực tế linh thạch thu được hàng năm chỉ đủ dùng thuê vài tên tu sĩ đánh thuê hàng năm luyện khí kỳ đê giai tu tiên giả chỉ là thực lực không khác một loại luyện thể sĩ bọn ta nhiều lắm đánh thuê không có bao nhiêu tác dụng mà trúc cơ kỳ tu sĩ, một năm hao phí linh thạch rất kinh người, chúng ta hiệu buôn cũng chỉ có thể đụng tới đại sinh ý, thì mới không tiếc, thỉnh thoảng thuê một hồi. Cho tới tu sĩ kết đan, đó là chuyện đừng mơ đến. Cao dài tu sĩ tùy ý ở địa phương nào tìm được một chút tài liệu hy hữu, hoặc là luyện chế một chút pháp khí, linh cụ, đều xa không phải chúng ta hiệu buôn cung cấp chút linh thạch có thể sánh bằng. Chính là hiệu buôn chúng ta thật sự khó khăn bồi dưỡng được một trung giai tu sĩ, cuối cùng cũng rời đi. Đại hán khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, chính là luyện thể sĩ kiệt xuất nhất trong chúng ta một khi tu luyện có thành tựu đã lập tức lao tới ngoại cảnh hiểm địa tìm kiếm vài loại linh dược có thể sinh ra linh căn tưởng trở thành tu sĩ dù sao một khi trở thành tu sĩ chẳng những có thể tu luyện tiên thuật hơn nữa thọ nguyên dài càng làm cho không người nào có thể kháng cự nhiều năm như vậy bởi vậy bọn luyện thể sĩ chúng ta bị chôn vùi ở tam cảnh cũng không biết có bao nhiêu nhưng phía trước ngã phía sau xông lên đi ngoại cảnh nhiều không đếm hết tên kỵ sĩ kia cũng có chút cảm khái tốt lắm việc này cùng người bình thường chúng ta không có quan hệ gì. Còn không mau tranh thủ thời gian trở về bái kiến phu nhân đi. Trương bản khoát tay chặn lại, không muốn nói tiếp chuyện này. Tên kỵ sĩ kia cũng lập tức im miệng, vì vậy đoàn người cũng khỏi nơi này, rất nhanh đã bị biển người ở tại ở ngã tư đường bao phủ. Lúc này Hàn Lập cũng đã đứng ở phụ cận ngã tư đường, dương mắt nhìn bảy mặt trời trên không trung, có chút buồn bực thở dài ra một hơi, Vừa từ Thanh La Sa mặc ra, tiến vào đến Thảo Nguyên, hắn liền lập tức cảm nhận được mọi nơi trên không trung tràn ngập linh khí kinh người. Linh khí dày đặc cũng cao hơn nhân giới mấy lần, nếu là có thể tìm thấy nơi tu luyện tốt hơn, nói linh khí nồng nặc hơn 10 lần, cũng không phải không có khả năng. Nhưng đáng tiếc hắn ngược lại đã tán Nguyên Anh, trên người còn bị Băng Phượng hạ cấm chế, căn bản không thể thu nạp những linh khí này. Chuyện này tự nhiên khiến hắn có chút bất đắc dĩ hắn dọc theo ngã tư đường vừa đi lúc nãy, vừa đi vừa đánh giá người đi đường, cùng các loại cửa hàng ở hai bên. Những cửa hàng này trên cơ bản cùng nhân giới không khác lắm, cũng không có nhiều đồ kỳ lạ. Đột nhiên hắn dừng cước bộ, ánh mắt cái rơi vào cửa hàng, trước mắt, do dự một chút, lại đi vào. Sau đó đánh giá mọi chỗ cửa hàng bày đồ vật. Bốn phía là một cái bàn dài đàn mộc, hàn quang thiểm thiểm, mở phóng phòng đao thương phủ tiền linh tinh các loại các loại binh khí, đúng là một cửa hàng độc quyền về vũ khí. Bên trong không lớn, chỉ có hai tên hỏa kế hầu hạ, nhưng ở chỗ này nhìn thấy khách nhân thật đúng là không ít, những người này tự nhiên đều là một vài phàm nhân mà thôi. Hàn Lập cũng đi vào, cũng là thấy cửa hàng này bề ngoài không ra gì, nhưng sinh ý lại tốt như thế, trong lòng chợt động tiến vào. Vị khách nhân này, ngươi nhìn chúng cái gì sao, cái này là kim bối cửu hoàn đao, ngươi xem coi thế nào. Đao này sử dụng ô thiết luyện chế mà thành, chẳng những chém sắt như chém bùn, trọng lượng không nhẹ, đúng là thứ vũ khí đối phó với lang thú tốt nhất, một tên hỏa kế sau khi tự giới thiệu xong cho một người khác, rốt cục chú ý tới Hàn Lập vội vàng lại đây cười xòa nói. Cái đó không khác với một kiện đại hoàn đao mà Hàn Lập đang xem xét, đen nhánh, vừa nhìn thấy bộ dáng liền trầm ngâm vô cùng. Chương 1271 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Lắng nghe, bất động lắc đầu. Các hạ thấy thanh nguyệt hồ kiếm này như thế nào, kiếm này dùng đồng đỏ tinh luyện mà thành, chẳng những nhẹ vô cùng, còn cứng cỏi dị thường, đúng là nhuyễn kiếm thượng phẩm khó tìm. Quá ngắn, không hợp tay. Hàn lập nhàn nhạt, nhạt lướt mắt, bộ dáng không coi trọng. Quá ngắn. Hỏa kế vốn khuôn mặt một mực cười thân thiện cũng hơi đanh lại tự hồ, cũng không biết tiếp tục như thế nào. Cái đồ kia là cái gì, tự hồ có chút ý tứ. Hàn lập hốt nhiên đi qua vài bước, chỉ vào lánh một một vật trên bàn hỏi. Thứ mà hắn chỉ tới, rõ ràng là này một đoàn bàn chung một chỗ điều hắc nhuyễn tác, phẩm chất tinh tế. Đây là cầu long tác, thị dùng tơ vàng luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để buộc chặt cho dù là yêu thú khí lực lớn bị vật này chế trụ, cũng không cách nào dễ dàng tránh thoát hỏa kế nọ thấy vậy vật ngẩn ngơ, lập tức mở miệng giải thích liền. Cầu long tác để ta coi một chút. Hàn lập không khách khí đưa tay nắm vật ấy trong tay, một tiếng vèo vang lên, hắc tác trở nên thẳng tắp, phảng phất như một cây côn nhỏ. Hòa kế đứng ở bên cạnh thấy cảnh này, ánh mắt có chút căng thẳng. Hắn ở chỗ cửa hàng binh khí này chiêu đãi không biết bao nhiêu khách nhân, tự nhiên có chút nhãn lực, có thể đem như thế một cây nhuyễn tác dễ dàng khu xử đến bực này đối phương tuyệt đối không phải một loại người thường hơn phân nửa là luyện thể sĩ trên mặt không khỏi lộ ra một chút kính sợ cái này cũng được bất quá còn có chút quá mềm có hay không loại đồ như thế này mà nhỏ hơn hàn lập nhẹ nhàng huy động hai cái rồi nhướng mày hỏi càng nhỏ hơn cái này bổn điếm chỉ sợ là không có tên hỏa kế thì thào hai tiếng có chút xấu hổ trả lời a à, muốn càng nhỏ chỗ này của ta cũng có một vật, các hạ có muốn nhìn qua một chút, nhưng giá tiền vật ấy cũng phải phù hợp. Phía sau Hàn Lập đột nhiên truyền đến một âm thanh thô tráng. Hàn Lập thần sắc nhất động, từ từ xoay người lại. Chỉ thấy phía sau cố hai tên đại hán đang đứng, một tên thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai, làm cho người ta cảm thấy hơi thở dã thú nguy hiểm. Tên còn lại lại mặt mũi hơi vàng, hơi có vẻ khô gầy, Hai người này đều mặc áo da, phía sau lưng phát hán tử to lớn có một cây kim thương thật dài, đầu vai còn có một cái bao lớn, người khô gầy thì tay mang theo một mộc hạp to vài thước, thân sắc có chút âm u, nhưng khiến hàn lập ánh mắt sáng người chính là, trên tay hai người mang theo chiếc nhẫn có khảm linh thạch, nhưng vật ấy rõ ràng so sánh với vật thô giáp trên tay Trương Khuê, linh thạch này cũng cùng là một bộ dáng, linh cụ luyện thể sĩ. Hàn Lập trong đầu hiện mấy thứ này, trong nháy liền nhận ra thân phận hai người, khóe miệng hơi nhếch lên nói, chỉ cần đồ thích hợp, giá tiền không thành vấn đề. Tốt lắm, nhưng nơi này không phải là nơi nói chuyện. Các hạ trước hết cùng huynh đệ của ta đến một nơi thanh tĩnh nói chuyện đi. Khô gầy hán tử lướt mắt đánh giá Hàn Lập, nhòi miệng cười. Không thành vấn đề. Hàn Lập không chút do dự gật đầu. Lúc này đi theo hai người này ra khỏi cửa hàng vũ khí, ở ngã tư đường, hai người này tựa hồ đối phụ cận cực kỳ thành thục, sau khi đi loạn một hồi, dĩ nhiên đi tới giữa một cái hẻm nhỏ không ra gì. Người ở đây toàn bộ không có bóng người, an tĩnh vô cùng. Ở nơi này, Tân Hiền Đệ, người đem vật kia đưa cho vị huynh đài này nhìn. Ba người ở chỗ này dừng lại, khô gầy hán tử liền nhìn đại hán phân phó. Biết rồi, bảo đại ca. Hán tử cao lớn nọ đáp ứng một tiếng, đem một cái bao trên vai ôm hạ xuống sau đó rung lên. Sau một hồi âm thanh đinh đương loạn lên, một đống lớn vật phẩm rơi xuống, Bên trong còn có một ít các loại đồ chai lọ linh tinh, cũng có một ít da thú, thú rác, Khô gầy hán tử nhất khom lưng, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Các hạ nhìn đi, đây là huynh đệ chúng ta cùng vài tên luyện thể sĩ khác, kích sát một con địa giao yêu thú. Vật ấy chẳng những tinh tế, cứng cỏi vô cùng, còn có giãn 10 phần, đủ dễ dàng co duỗi dài thêm mấy lần. Địa giao, Hàn Lập tự nhiên không biết địa dao này là chủng yêu thú ra sao, nhưng xem ra cũng là một loại đê gia yêu thú, lúc này trên mặt chút nào dị sắc, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, mở ra. Một cây nhũ màu vàng đồ tinh tế, bị một cây hồng thẳng buộc chặt thành một cục, nằm im trong đó. Hàn Lập cũng không khách khí, đưa tay sờ hồng thẳng, nhất thời sợi dây mở ra. Tiếp theo phốc một tiếng, nguyên bồn bàn thành nhất đoàn thú cân một cái bắn ra một sóng ba sông thẳng, tới mặt Hàn Lập. Hàn Lập nhấc tay lên, rõ ràng nhìn như động tác chậm rãi, nhưng không biết năm ngón tay cầm thú cân như thế nào, sau đó tay vừa động, thú cân thẳng tắp nhất thời mềm nhũn sụi lơ xuống, phảng phất trong phút chốc mất hết co giãn. Tiếp theo đưa tới trước mắt xem xem. Hán tử khô gầy cùng đại hán to lớn nhìn thấy động tác Hàn Lập, linh mẫn như thế không khỏi lộ vẻ hy vọng. Lúc này, Hàn Lập đã đem địa giao cân này tinh tế xem kỹ một lần, năm đó hắn chém giết vô số đê gia yêu thú nhãn lực cùng kiến thức vô cùng phong phú tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tính chất cùng đặc điểm cân này cùng với cải tạo như thế nào để càng thích hợp chính mình sử dụng hàn lập sau khi đùa nghịch một hồi lâu mới rung tay lên thú cân mơ hồ bay múa xoay vòng tại trên cổ tay một hồi hóa thành một cây thủ trạc màu vàng cánh tay vừa động ống tay áo phóng ra nhất thời đem thú cân che lấp từ bên ngoài không thể nhìn ra chút gì khác thường không sai tài liệu này đúng là từ đê gia yêu thú quả thật là khó được bất quá đồ như thế, đối tu sĩ sử dụng không lớn, dùng để làm dây cung trái lại rất thỏa đáng. Đối ta cũng đồng dạng sử dụng. Hai vị chỉ cần không hét ra giá trên trời như đã nói, tại hạ có thể mua nó. Hàn lập nhìn hai người đối diện, nhàn nhạt nói. Hắc hắc, nhìn các hạ cũng có thể cũng là luyện thể sĩ. Như đã nói, tự nhiên nhu dùng linh thạch thanh toán. Này căn địa giao cân sẽ 30 khối linh thạch đi. Khô gầy hán tử vừa nghe hàn lập, nói như thế khuôn mặt thượng lộ ra vẻ tươi cười liền báo ra giá tiền của mình. 30 khối linh thạch. Có chút cao, nhưng cũng không phải không thể đón nhận. Các hạ ra giá được lắm. Hàn lập cùng liễu nhi tứ nữ tiếp xúc, đã biết linh giới phàm nhân mặc dù còn vẫn dùng vàng bạc thay tiền, nhưng là trong đó luyện thể sĩ bởi vì linh cụ muốn cần tiêu hao đại lượng linh thạch, cho nên cùng tu sĩ giống nhau, dùng linh thạch để dễ dàng trao đổi vật phẩm. Chỉ bất quá tại linh giới, giá trị đê dai linh thạch cũng không có lớn như nhân giới. Vô luận là linh cụ tu sĩ tu luyện, phần lớn này đây trung cao giai linh thạch là chính, dù sao linh giới linh khí nồng đậm nhân giới, không có thể sánh bằng quãng cực phẩm linh thạch ở chỗ này cũng không phải là không có. Chỉ là phần lớn nằm trong tay những cao giai tu sĩ cùng thế lực lớn. Nhưng chính là như vậy, việc 30 khối đê giai linh thạch đổi một kiện đê giai yêu thú yếu tài khoa, còn là có chút quá cao. Hàn lập ngày đó mặc dù đem đa số bảo vật ở trong túi chữ vật để tại sa mạc nhưng là thân ở linh giới, linh thạch trọng yếu tự nhiên sẽ không quên. Vì để ngừa vạn nhất, trên người cũng để lại thập xà khối trung giai linh thạch dĩ để dùng hiện tại hắn đưa tay vào trong người, vất tay lên, một khối linh thạch xanh nước biển, liền phóng đi ra ngoài hán tử to lớn bước ra, đại thủ một chảo, liền đem linh thạch nắm trong tay sau khi kiểm tra một chút, liền vừa lòng gật đầu. Hán tử to lớn nọ thấy vậy, trên khuôn mặt không khỏi mỉm cười. Lúc này, từ trên người móc ra một cái áo da nhỏ bình thường, đem ra 70 khối đê dai linh thạch đặt trên một bao da thú mặt đất, cũng ném hướng về phía hàn lập. Cái này là của các hạ, huynh đài sảng khoái như thế có cơ hội như đã nói bọn ta không ngại hợp tác tiếp tục khô gầy hán tử miệng cười hắc hắc nói hợp tác sau này có lẽ sẽ có cơ hội nhưng lúc này tại hạ có việc liền cáo từ trước hàn lập mỉm cười hướng hai người này ôm quyền thong dong xoay người rời đi mắt thấy hàn lập chợt lóe từ cửa đường hầm biến mất không thấy đại hán nhìn trong tay trung giai linh thạch lại nhìn qua hướng cửa hầm hai mắt đột nhiên hung quang xuất hiện đối với hán tử khô gầy thấp giọng hỏi bảo đại ca người này khuôn mặt xa lạ như thế bộ dáng không có ra thế có muốn hay không ta đem tâm tư của ngươi cất đi ngươi không thấy được người này trên tay không có mang linh cụ sao sao có thể là luyện thể sĩ quá nghèo không mua nổi linh cụ chính là vì tu vi đã cao linh cụ bình thường đã trợ giúp không lớn khinh thường sử dụng mà thôi Ngươi cảm giác được người này thuộc về loại người này. Khô gầy hán tử sắc mặt trầm xuống, hỏi ngược lại một câu. Người này xuất thủ hào phóng tự nhiên không phải cái loại luyện thể sĩ khốn cùng, nhưng hắn không phải mới vừa hướng chúng ta mua địa giao cân sao. Phi phát đại hán có chút trần chờ, không quá khẳng định nói. Tân hiền đệ, ngươi là có thể khẳng định đối phương mua địa giao cân làm vũ khí cho chính mình sao, nói không chừng chỉ là đối phương muốn dùng, đến một loại tài liệu luyện chế linh cụ đặc thù thôi, Hiện tại An Viễn Thành không ít luyện thể sĩ từ bên ngoài vào, trong đó không ít người có thân thủ cực kỳ đáng sợ. Ta hai người mặc dù cũng không phải người yếu, nhưng còn thị không nên liều lĩnh thật là tốt nhất. Dù sao chỉ có một mạng nhỏ hán tử họ bảo liền trầm một cái, lại cười lạnh một tiếng. Đại ca nói như vậy có chút đạo lý. Là ta, bởi vì thiếu hụt linh thạch một chút nếu thú chiều tới trước khi chúng ta kiếm đủ, không có chung giai linh thạch bổ sung linh cụ, chúng ta đồng dạng rất gặp nguy hiểm. Nghe Khô Gầy Hán Tử vừa nói như thế, Đại Hán rốt cục yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn cảm thấy gặp khó khăn. Sợ cái gì, chỉ cần thú triều đến, An Viễn thành thành chủ khẳng định sẽ thuê tất cả luyện cận sĩ trong thành, tự nhiên sẽ phát linh thạch, chỉ cần tiết kiệm để dùng, cũng đủ chúng ta bảo vệ tánh mạng. Khô Gầy Hán Tử đã tính trước nói, tựa hồ trong lòng sớm có lập kế hoạch. Điều này cũng đúng, căn cứ Tam Hoàng cùng thất yêu vương hiệp nghị, đã là tu sĩ kết đan, thị không cho phép trợ giúp các thành phố lớn ngăn cản thú triều nếu bảo trụ thành thị này thành chủ không dùng luyện thể sĩ chúng ta còn có thể dùng ai được nghe lời ấy phi phát đại hán cũng tinh thần phấn khởi lên người biết là tốt rồi kỳ thật này hiệp nghị cũng là tương đối đồng dạng cũng không xuất hiện yêu thú cao dai ngoài ngũ cấp hiệp nghị này rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi cũng thật không biết khô gầy hán tử có chút cảm khái nổi lên đại hán to lớn cũng trầm ngâm không nói đứng lên không có bao lâu, hai người đem đồ trên mặt đất thu thập xong, một lần nữa đi ra đường hầm khẩu, biến mất ở tại ở ngã tư đường trong đám người. chương 1272 hàn lập ly khai hạng khẩu, tiếp tục đi dạo tại khu vực phụ cận. sau đó không lâu, tại một ngã tư đường khác nhìn thấy thiên đông thương hành mà đã rời đi trước đó, một cửa hàng chuyên bán các loại điển tịch. hắn thản nhiên đi vào. thư điếm không nhỏ, các thư tịch bên trong cũng có rất nhiều chúng loại, thiên văn địa lý, tạp học trăm nhà, quả có chút phong phú bởi vì đây chỉ là thư điếm của phạm nhân nên bên trong cũng không có ngọc giản hay thư tịch gì hàn lập tất nhiên không có hứng thú đối với những bộ sách này ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào điển tịch xã hội có giới thiệu về hoành cảnh cùng phong tục của linh giới chỉ có thông qua những thứ này hắn mới có thể có được những hiểu biết về tình huống ở linh giới chứ không đến nỗi hoàn toàn không biết gì hắn không khách khí liên tiếp lấy ra số lượng lớn thư bản cuối cùng lại mua lấy một tấm địa đồ vùng phụ cận Hàn Lập trên người tuy không mang theo vàng bạc gì nhưng linh thạch cũng rất chân quý đối với một phàm nhân bình, nên hiện giờ trả bằng một khối linh thạch khiến thư điểm chủ mừng rỡ vô cùng, còn thối lại cho hắn một ít ngân lượng. Hắn cầm bộ sách này đi đến một tư lâu, tìm một góc khuất không khiến người khác chú ý rồi ngồi xuống, gọi thêm vài món đồ ăn rồi lẳng lặng xem thư tịch tuy thần niệm của hàn lập không thể ly thể nhưng khả năng đọc qua là không quên vẫn còn tồn tại mặc dù mấy bản thư tịch này rất dày nhưng tốc độ xem của hàn lập cũng không chậm mà nhanh đến kinh người hơn nữa mỗi một chữ đều nhớ rõ trong đầu khuôn mặt hàn lập bề ngoài không chút gợn sóng nhưng trong lòng từng chút từng chút hiểu biết về những gì thư tịch nói đến thì quay cuồng không thôi những thứ khác không nói đến chỉ miêu tả về hoàn cảnh địa lý của linh giới cũng khiến hàn lập hoảng sợ cực kỳ Nguyên lai thiên nguyên cảnh mà hắn thường được nhóm người trong thiên đông, thương hành đề cập đến dĩ nhiên là khu vực thống trị của thiên nguyên thánh hoàng. Trừ nó ra, nhân loại cùng chiếm cứ các địa phương khác như huyền vũ cảnh, do huyền vũ bá hoàng khống chế, hay thiên tiên cảnh do thiên diệu linh hoàng khống chế. Người ta thường gọi tắt hai người này là bá hoàng và linh hoàng. Còn thiên nguyên thánh hoàng nguyên lai lúc đầu là luyện thể sĩ của nhân loại, sau đó sửa tu pháp môn pho ra, được xưng là nhò hoàng phong tục tập quán ở thiên nguyên cảnh, do người này thống trị cũng gần giống với nhân giới nơi hàn lập, sinh sống trước kia. Vận khí của hắn cũng coi như không tệ. Ba phiến cảnh vực của nhân tộc đều rộng lớn vô cùng, các thành thị nhân loại bên trong thành lập lâu thì đã cả ngàn năm, sớm thì vài trăm năm. Mà đối chiếu với sự phân chia thành thị bên trong thư tịch thì những thành thị có khoảng trăm triệu dân được coi như một thành nhỏ. Còn những thành lớn thì vô luận là diện tích hay dân cư đều hơn xa an viễn thành thiên nguyên thành nơi cư ngụ của thiên nguyên thánh hoàng diện tích lại càng to lớn thậm chí có thể bằng cả một tiểu quốc tại nhân giới chẳng qua so sánh với chủ thành của hai cảnh còn lại thì thiên nguyên thành vẫn chỉ là bình thường huyền vũ thành nơi ở của bá hoàng thành này được tu kiến trên lưng một con cự quy thời viễn cổ được gọi là tham linh là một tòa thành di động trên biển còn thiên linh thành của linh hoàng lại vô cùng thành kỳ nó trực tiếp được xây dựng ở một gốc cây đường kính lớn đến cả trăm dặm nghe nói kình thiên linh thụ này có thể nối thẳng lên tiên giới hàn lập đọc đến đây trong lòng vô cùng kinh hãi điều khiến hắn giật mình hơn nữa còn ở sau theo như điển tịch này giới thiệu thì trừ bỏ tam cảnh của tam hoàng thì bên cạnh đó còn có thất đại yêu vương thống trị thất yêu tri địa yêu tộc cùng nhân tộc có quan hệ vừa là địch vừa là bạn sở dĩ nói như vậy bởi vì cho dù trong tam cảnh cũng có một vài khu vực mà yêu tu chiếm dụng nhưng đó cũng chỉ là không đáng kể còn ngoài khu vực thống trị của nhị tộc là thiên hạ của các sinh linh khác những sinh linh đó thì hơn nửa là thổ dân bản địa tại linh giới nói ví dụ như các loại man hoang cổ thú nhiều không đếm nổi rồi thượng cổ cự nhân cũng có những tộc khác giống như nhân yêu nhị tộc mạnh mẽ phá giới mà tiến vào linh giới này tuy rằng tiếp xúc không nhiều với các chủng tộc đó nhưng cũng có vài chủng tộc không hề thua kém hai tộc về sự cường đại tất cả đều có thần thông độc đáo của mình mà ngoại trừ những gì đã kể ở linh giới cũng có thể chứng kiến những tồn tại đơn lẻ cường đại vô cùng có thể so sánh với chân tiên tỉ như côn bằng la côn mà hàn lập đã biết rồi chân long thiên phượng tất cả đều là những tồn tại có thể khóa giới mà đi lại tự do tuy hung hiểm trùng trùng các tu sĩ có đại thần thông của hai tộc vẫn xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhưng cho dù như vậy thì cũng chỉ có thể khó khăn mà sống thôi tuy rằng bình thường không ưa nhau nhưng đối mặt với địch nhân tồn tại thì nhị tộc cũng chỉ có thể liên thủ kháng địch Loại cục diện này xảy ra mãi cho đến khi Tam Hoàng, Cảnh và Thất Yêu Chi Địa thành lập mới tốt lên. Bởi vì Tam Hoàng hiện nay cùng Thất Yêu Vương cùng vài tu sĩ nhân yêu nhị tộc khi đó, đều là những người sở hữu đại thần thông, liên thủ lập ra một siêu cấp đại trận đem cả Tam Cảnh cùng Thất Địa bao phủ bên trong. Nghe nói trận pháp này huyền ảo thông thần, được lưu truyền lại từ tiên giới tới tay là một cổ tiên trận. Trận này chuyên để nhắm vào dị tộc, dị tộc càng cường đại tiến vào thì càng chịu cấm chế lớn. Ngược lại nếu thực lực yếu như trung đê cấp yêu thú tiến vào, thì sẽ không chịu hạn chế. Siêu cấp đại trận này có 10 trận nhãn được phân ra tại tam cảnh, và thất yêu chi địa. Trận nhãn ở bên yêu tu chưa cần nói tới, nhưng trận nhãn bên tam hoàng chính là ở thiên nguyên thành thiên nguyên thánh sơn, ở tham linh cổ quy trên huyền vũ cảnh, cùng ở kinh thiên linh thụ tại thiên linh thành. Trừ phi có thể đem thánh sơn, cổ quy cùng linh thụ hủy diệt, còn không sẽ không thể phá hủy cấm chế, tại từng trận nhãn đều bố trí thủ hạ đông đến không thể tưởng tượng đó là bên nhân loại. Còn bên các trận nhãn khác bên yêu tu tin rằng cũng sẽ không hề thua kém. Nếu các sinh linh cường đại bên ngoài muốn xâm nhập vào chiếm cứ các khu vực của nhân yêu, nhị tộc thì sẽ đồng thời phải đối kháng với 10 đại trận nhãn, nếu không thì quả thật là si tâm vọng tưởng. Nhờ vào siêu cấp tiên trận này, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể phồn vinh hương thịnh tại linh giới, cuối cùng chiếm cứ được một khu vực về phần toàn bộ linh giới rộng bao nhiêu, thì từ khi nhân tộc bắt đầu xuất hiện ở linh giới tới này, không ai có thể tra xét rõ ràng. Chỉ có thể dùng từ vô biên vô hạn để hình dung. Đọc đến đây, Hàn Lập cảm thấy có chút nghi hoặc. Một khi nhân tộc chỉ khống chế một khu vực linh, giới nhỏ như vậy sao có thể cam đoan các tu sĩ phi thăng, từ hạ giới lại có thể xuất hiện chuẩn xác tại khu vực khống chế của hai tộc. Vạn nhất xuất hiện ở ngoài đại tiên trận thì chẳng phải là nguy hiểm vô cùng sao hàn lập tuy còn nghi vấn nhưng trong thư tịch cũng không có đề cập đến nên cũng chỉ tạm thời để đấy mà thôi thông qua miêu tả trong thư tịch hàn lập còn phát hiện xét về toàn diện tổng thể thì yêu tộc mạnh hơn nhân tộc một bậc nhưng tu sĩ cao giai của nhân tộc lại nhiều hơn yêu tộc kể từ đó hai tộc luôn tạo thành một sự cân bằng kỳ quái khiến tam hoàng cùng thất yêu vương ngồi lại với nhau cộng đồng ký kết một hiệp định giữ gìn lợi ích hai tộc Điều khoản trong đó là tu sĩ cao giao không được tùy tiện chảm sát chung, đề gia yêu thú trong khu vực tam cảnh cũng không được tham dự đối khác trong các đợt thú chiều bùng nổ tại các thành thị một cách định kỳ. Còn bên khu vực yêu tộc cũng không được tùy ý bắt và giết nhân tộc tu sĩ, cũng không được phá rối những khu vực có nhân tộc tụ tập. Sở dĩ xuất hiện hiệp định như vậy, tất nhiên là do trước đây khi phân chia tam cảnh cùng thất yêu tri địa, hai tộc đã tranh chấp gây gắt, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng hiện nay đã phân chia rõ ràng, nhưng vẫn còn có đại lượng yêu tộc và nhân tộc sống tại khu vực của nhau. Đối với các tu sĩ cấp cao của nhân tộc và yêu tộc mà nói thì một số này không phải là vấn đề gì quá lớn, dễ dàng có thể rời đi. Nhưng đối với các tộc quần yêu thú còn chưa khai mở linh trí cùng với phạm nhân, trong nhân tộc mà nói thì không thể đi được một quãng đường xa như vậy, nên chỉ có thể tiếp tục cuộc sống tại nơi cũ, tiếp nhận sự thống trị của nơi đó ngay từ đầu hai chủng tộc đã xuất hiện vô số chàng giết chóc đẫm máu hai tộc cũng từng diễn ra rất nhiều chàng đại chiến cuối cùng trải qua nhiều khúc chết thì hiệp định cũng đã được ký đương nhiên điển tịch mà hàn lập đang đọc cũng chỉ nhắc đến vài hiệp định trọng yếu nhất trong hiệp nghị mà thôi chứ không nói rõ ràng tất cả nhưng chuyện có liên quan đến thú triều thì hắn lại chú ý hơn một chút để tìm hiểu cho rõ thú chiều này chẳng qua là do một ít thú loại có khả năng sinh sản quá nhanh hơn nữa lại có hiệp định kia kìm hãm lên cao giai tu sĩ không thể tùy ý ra tay thanh trừ nên cứ cách một đoạn thời gian ngắn thì vì các vấn đề khu vực địa bàn mà xảy ra chiến đấu giữ gìn nguồn sống của bản thân nhưng những khu vực phụ cận này đều có thành thị của loài người nên nhóm trùng thú này không hẹn mà gặp cùng dẫn theo các đồng loại chưa khai mở linh trí tiến hành công kích thành trí nhân loại theo kiểu tự sát Kể từ đó, trừ bỏ một số thành thị loại lớn ra, thì đa số thành thị nhân loại đều gặp phải thú triều chi hại. Càng là tiểu thành thị ở xa thì càng thường xuyên gặp thú triều. Tuy rằng bao nhiêu năm qua đi cũng không có nhiều tòa thành bị quần thú công phá được, nhưng mỗi lần bùng nổ thú triều thì các tồn tại cấp thấp trong nhân tộc lại gặp thương vong thảm trọng. Chẳng qua cũng bởi vậy mà luyện thể sĩ cùng tu tiên giả đều tăng mạnh. Điều đó cũng khiến thực lực của nhân tộc ở linh giới gia tăng họa phúc song hành, các tồn tại cấp cao trong tam hoàng cảnh cũng yên lặng để thú triều cứ vậy diễn ra, cũng không có ý định cải biến hiệp ý đã ký cùng yêu tộc. Thời gian bùng nổ thú triều cũng không dài, nhưng thường xuyên nhất là, có hai loại thú triều chính là lang triều từ thảo nguyên tràn vào, và xà triều từ các khu vực khác. Hai chủng thú quân này có khả năng sinh sản cực nhanh, nên cơ hồ cứ trăm năm lại xuất hiện một đợt thú triều. Nếu thành thị nào gặp phải cả hai chủng thú quân này, tấn công thì thú triều cũng trở thành đại thú triều, nguy hiểm lớn hơn rất nhiều thành thị nhân loại bị công phá vài lần cũng là xuất phát từ các trận đại thú triều này. Cho nên thành thị nào mà gặp phải đại thú triều, thì cao tầng trong thành lo lắng không thôi, gắng hết sức triệu tập các luyện thể sĩ tại phụ cận, cùng các đê giai tu sĩ để hợp lực phòng ngự, chuẩn bị sinh tử nhất chiến. Hàn lập đọc đến đây thì khẽ thở dài một hơi, rốt cục cũng khép lại thư tịch. Tòa thành này sắp gặp phải thú triều, hơn nữa lại ở gần thảo nguyên như vậy nên phòng trừng sẽ là lang thú chi triều. Chẳng qua bộ dạng khẩn trương như vậy chẳng lẽ lại sắp gặp phải đại thú triều, hắn lặng lặng uống rượu, hai mắt nhíu lại đang âm thầm cân nhắc. Chương 1273 ủng hộ kênh qua linh linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thân ở linh giới, nên tất nhiên không thể vui nổi khi thú triều đến. Điều hắn quan tâm duy nhất hiện nay là làm thế nào để khôi phục pháp lực, bài trừ cấm chế của băng phượng trên người, lấy lại một thân thần thông ban đầu. Theo như lời của phân thân thiên lan thánh thú năm đó, thì nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần, tu sĩ cứ mỗi 300 năm phải độ qua một lần tiểu thiên kiếp, Hắn tuy hiện tại không có pháp lực nhưng cảnh giới vẫn còn, ai biết được đến khi nào thì thiên kiếp buông xuống. Nếu thực sự phải tiếp thiên kiếp của hóa thần kỳ, thì với tầng 4 kim cương quyết hiện nay, không sử dụng các pháp bảo khác thì chết là không phải nghi ngờ. Vừa nghĩ tới việc này, thần sắc Hàn Lập trầm xuống. Phương pháp tốt nhất để giải quyết việc này là mau chóng tìm được Băng Phượng, rồi giải trừ cấm chế của nhau. Hắn và nàng ở trong không gian tiết điểm gặp phải chuyện ngoài ý muốn băng phượng này dựa vào thiên phú không gian thần thông có thể xé rách không gian mà thoát khỏi tiết điểm hẳn là cũng đang ở linh giới hiện giờ bởi vì bản thân đang bị cấm chế khiến pháp lực hoàn toàn biến mất có thể cấm chế do bản thân hạ xuống người băng phượng cũng có thể phát tác cấm chế của hắn lợi hại thế nào hắn là người rõ nhất chỉ sợ tình hình của yêu nữ này còn không bằng mình hiện nay nhưng cho dù có pháp lực đầy đủ mà muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được đối phương tại linh giới rộng lớn này cũng là không có khả năng tại tam cảnh thất địa đều có những tồn tại hơn hàn hóa thần hiện giờ ngay cả năng lực tự vệ cũng không có vậy sao có thể tìm được đối phương điều này quả là mơ mộng hão huyền việc khôi phục pháp lực chỉ có thể trông chờ vào bản thân vốn dĩ hiện tại hắn ngay cả một tia linh lực đều không thể hấp thu không thể đem các thần thông bí thuật ra thi triển một lần nữa tu luyện lại pháp lực cũng là điều không có khả năng còn về phần tìm tu sĩ cao dài khác hỗ trợ thì chỉ sợ sẽ phát hiện ra bí mật trên người hắn loại phương pháp này căn bản là tự tìm chết Hàn Lập ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm tình bất định hồi lâu. Xem ra chỉ có thể đi theo con đường lúc đầu đã chọn. Ánh mắt của hắn chớp động, thấp giọng thì thào một câu, gương mặt có chút lo lắng. Trước khi đến An Viễn Thành, Hàn Lập đã sớm nghĩ đến chuyện khôi phục thần thông. Trải qua hơn nửa thằng hòa nhập cùng nhóm phàm nhân, ngồi phân tích nhưng hắn chỉ nghĩ ra được một biện pháp. Phương pháp này chưa cần nói có tốt hay không, chỉ là thời gian hao tổn cũng sẽ không ít hơn nữa do lúc đầu hắn còn không hiểu biết về linh giới nên trong lòng còn do dự nhưng hiện nay cũng đã có những hiểu biết nhất định về linh giới nên sau khi chậm rãi phân tích hắn không thể không chọn phương pháp này nhất định phải tu luyện kim cương quyết đến đại thành theo như điển tịch quyết điển này ghi lại thì sau khi đem kim cương quyết tu luyện đến tầng thứ bảy thì chỉ bằng thân thể đã có thể ganh đua ngắn dài cùng nguyên anh tu sĩ như vậy cũng có thể nói chỉ bằng thân thể cũng có thể bài xuất cấm chế của băng phượng ra khỏi người tới lúc đó hắn tu luyện lại pháp lực một lần nữa ngưng tụ lại nguyên anh sẽ đơn giản hơn nhiều tuy nói là ngưng kết nguyên anh mất hơn trăm năm thời gian nhưng hắn chỉ cần khôi phục lại một chút pháp lực thì có thể lấy lại túi chữ vật của mình tránh để ở một địa phương không người như hiện nay bằng vào lượng linh đan linh dược mang theo có thể khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn mấy lần hắn nhất định phải đem cấm chế trong cơ thể hóa giải khi đó mới có thể một lần nữa ngưng kết nguyên anh hoàn toàn khôi phục thần thông Dựa theo suy đoán của hắn, thì nếu thực sự thiên kiếp phủ xuống thì đó cũng là chuyện gần 300 năm sau. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, vì tiểu mệnh mà suy nghĩ, nên tất nhiên phải mau chóng tu thành kim cương quyết. Việc kim cương quyết tu luyện khó khăn, Hàn Lập đã sớm biết từ miệng thiên lan thánh thú. Cho dù linh giới linh khí nồng đậm vô cùng, có thể sử dụng bí thuật linh khí quán thể nhưng nếu thực sự đem kim cương quyết tu luyện đến đại thành thì cũng rất ít ỏi. Cho dù là có tư chất hơn người cũng căn bản không dám tự tin như vậy. Nhưng Hàn Lập cũng đâu có phải một người bình thường, không chỉ nói là từ khi hắn tu luyện, từ phàm nhân lên hóa thần kỳ đã làm cho tâm tính hắn kiên nghị vô cùng, hơn hẳn tu sĩ linh giới. Cũng bởi vì thân thể đã luyện hóa sát khí, dùng thêm thiên thi châu và long lân quả nên đã trở lên mạnh mẽ vô cùng. Đặc biệt là long thân quả kết hợp cùng với thối cốt quyết, càng khiến cho thân thể của hắn không hề thua kém yêu thú. Sau khi hắn tới linh giới hắn lại đem cả hai nguyên anh tán đi, hóa thành tinh nguyên khổng lồ tiến nhập trong thân thể khiến cho tiềm lực của hắn lại lần nữa gia tăng, Do có nhiều thuận lợi như vậy nên cũng khó trách Hàn Lập tự tin như vậy. Điều khiến hắn lo lắng hiện tại là sự thống khổ cùng cực khi tu luyện công pháp này, cùng với thời gian tiêu hao cũng dài. Bởi vì rời xa khỏi thành thị có, rất nhiều thú quần đê dai yêu thú thường xuyên lui tới đây. Với tình huống hiện giờ của hắn thì một mình tu luyện cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ càng về sau kim cương quyết càng cần tăng cường chiến đấu, thể ngộ đột phá, nếu vậy thì cũng không ngại ở lại trong thiên đông thương hành một thời gian ngắn nếu cảm thấy có gì không ổn thì rời đi cũng chưa muộn về phần huyết chú văn thư thì vừa nhập vào người hắn đã bị thân thể ẩn chứa cường đại tinh nguyên luyện hóa sạch sẽ đâu có thể ước thúc hắn trong lòng đã có quyết định hàn lập cũng không tiếp tục ở đâu nữa mà mang theo những thư tịch này ly khai từ lâu cũng tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh lấy những điển tịch đặt trong túi ra hai tay hắn khẽ dùng lực nhất thời quyển điển tịch dày cộp đã hóa thành giấy vụn bay đầy trời Hắn lại đi vào một tiệm rèn, muốn xem xét. Hắn đưa dao cân kia cho thợ rèn, rồi chỉ vào mấy loại tài liệu thấp dài trong cửa hàng phân phó vài tiếng, rồi lại đưa cho đối phương hai khối linh thạch cấp thấp. Thợ rèn kia trước hết nghe Hàn Lập nói thì có chút ngẩn ngơ, nhưng sau khi cầm được hai khối linh thạch thì lập tức gật đầu liên tục, mặt mũi tươi cười. Hàn Lập lúc này mới rời khỏi tiệm rèn. Khắp nơi trên đường đều dùng xe kéo bằng một con vật hai đầu, có chút giống hươu, có chút giống ngựa hắn cũng không quản nó có lai lịch ra sao, hắn chỉ lấy ra một thỏi bạc ném tới, miệng nói như vân khách điếm. Cả người nhanh như chớp đã lóe lên rồi tiến vào trong xe, lập tức khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thú xa này là do dùng các loại linh thú lành tính để kéo xe. Ở An Viễn Thành khắp nơi đường lớn đường nhỏ đều xuất hiện nhan nhản. Dù sao với quy mô của thành này, nếu không có thú xa mà đi bộ thì chỉ sợ đi từ khu vực này sang khu vực khác, cũng phải mất đến vài canh giờ mà, cũng chưa chắc đã đến. Thú sa này có chút hoa mỹ, rõ ràng đều không thuộc loại thú sa chuyên để chờ khách mà giống như xe tư nhân. Hai sa phu vừa thấy hàn lập vọt lên xe thì đầu tiên là giận dữ, nhưng vừa thấy thỏi bạc trắng thì lại ngần ngơ, hơi chút do dự, rồi lập tức đánh xe chạy thẳng để thành tây. Hàn lập ngồi xếp bằng trong xe, hắn nghe thấy tiếng sa phu, thưa công tử, đã đến như vân khách điếm. Hàn lập chậm rãi mở mắt, không nói lời nào bước xuống thú sa, chỉ thấy trước mắt xuất hiện vô số lầu các trạch viện ngay trước mặt là một tòa lầu các cao lớn có treo một bảng hiệu dùng cổ văn thư viết như vân khánh điếm đập vào mắt mà ở lầu các hai bên thì phía trước hiến luôn có mái che bằng gỗ các loại thú sa kiểu dáng khác nhau đang đứng ở đó có vẻ chật trội đôi lúc lại vang lên tiếng kêu của thú sa ánh mắt hàn lập rất nhanh đảo qua đó rồi dừng lại ở vài gã tiểu nhị đang đứng tiếp đón khách nhân bên ngoài đại môn hắn khẽ ngoắc tay gọi một người trong số họ đến tiểu nhị kia cũng rất thông minh, lập tức chạy tới. Khách quan, có chuyện gì phân phó? Ngài định dùng bữa hay ở trọ? Hôm nay có người của thiên đông thương hàng vào đây, người biết bọn họ ở đâu không? Hàn lập ném cho hắn một khối bạc vụn rồi hỏi. Ra là khách quan muốn tìm các vị đại gia của thiên đông thương hành. Để tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Tiểu nhị nhận bạc, mặt mày hớn hờ. Hắn lập tức dẫn hàn lập đi vòng qua các lầu cát, thẳng đến một trạch viện. Các vị đại gia của thiên đông thương hành đến rất nhiều, nên đã bao toàn bộ Tây Viện, tây viện cũng là khu tốt nhất trong bổn điếm tiểu nhị vừa dẫn đường vừa nhiệt tình giới thiệu hàn lập nghe vậy cũng không nói gì thần sắc vẫn như cũ ây hàn huynh đệ ngươi rốt cục cũng đã trở lại tốt rồi trương đại ca đã sớm dặn qua nếu thấy ngươi thì lập tức dẫn ngươi đến gặp hạ phu nhân mau đi cùng ta vừa đến phía trước tây viện thì một thanh niên đứng gác ở ngoài nhìn thấy hàn lập thì mừng rỡ bước tới định nắm lấy tay hàn lập Hàn Lập khẽ nhíu mày, đầu vai khẽ rung lên, tức thì bàn tay thô ráp của đối phương định nắm lấy tay Hàn Lập lại chật bắt mục tiêu. Thanh niên này ngẩn ra, lắp bắp kinh hãi, hóa ra là La huynh đệ. Phu nhân mà La huynh đệ nói là phương phu nhân sao? Hàn Lập mỉm cười, bĩnh tính hỏi, thanh niên này nguyên là một kỵ sĩ trong Thiên Đông Thương Hành, gọi là Tiểu Thất. Đúng vậy, chính là phương phu nhân. Phu nhân nghe nói tới chuyện của ngươi thì cảm thấy rất tò mò, muốn gặp ngươi dị sắc trên mặt thanh niên họ là chợt lóe rồi biến mất, hắn cười nói. Tại hạ thân là một thành viên trong thương hành, phương phu nhân triệu kiến thì tất nhiên tại hạ phải phụ mệnh mà đến. Làm phiền la huynh đệ dẫn đường. Hàn lập cười khẽ, bâng quơ nói. Ha ha, đây là đương nhiên. Rốt cuộc thanh niên này cũng biết thân thủ hàn lập hơn xa mình, nên cũng không dám có hành động bất kính. Hắn cười một tiếng rồi đáp ứng. Hàn lập ra hiệu cho tiểu nhị rời đi, rồi theo thanh niên họ la đi vào trong tây viện. Trên đường gặp không ít thủ vệ thương hành, kỵ sĩ chào hỏi không ngớt. Hai người quẹo đông rồi lại quẹo tây mấy lần, sau đó lại đi qua hơn 10 đại viện, rốt cục đã tới một khu tiểu viện. Ở nơi này quả thực rất thanh tĩnh, đứng canh cửa còn hai đại hán đang khoanh tay đứng đó. Hàn Lập vừa bước qua hai người, nhất thời bốn ánh mắt lăng lệ quét qua, khiến thân thể người ta như rơi vào hố băng. Chương 1274 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hàn Lập mỉm cười nói, hai người này hiển nhiên không phải bình thường luyện thể sĩ, nếu không ánh mắt chỉ đảo qua, khi thế cũng sẽ không kinh người như vậy. Khiến cho người ta có cảm giác, tự hồ so với tên Trương Khuê kia còn lợi hại hơn một chút. Hai vị đại ca, vị này chính là người mới gia nhập bản hiệu Hàn huynh đệ, phu nhân không lâu nói qua muốn gặp gỡ một chút, mong rằng các vị vào thông báo một tiếng. Người thanh niên họ la tiến lên bắt quyền, cung kính dị thường nói. a, à, người đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ ba đúng là có khác, thoạt nhìn quả nhiên y như người trẻ tuổi nhưng mà không phải ăn qua chú nhan đan dược gì đó chứ một gã đại hán dáng người hơi thấp hai mắt đánh giá hàn lập bỗng nhiên nói một câu như vậy trong lời nói có vẻ không có chút khách khí nào hai vị cảm thấy được tại hạ ăn qua vậy cứ coi là thế đi hàn lập trong lòng không khỏi giật mình nhưng trên mặt lại cười rộ lên hừ ta có chút không tin ngươi đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ ba tại hạ thử xem các hạ không ngại chứ Người đại hán này hiển nhiên vừa rồi nói như vậy cũng là thuận miệng mà nói, nhưng giờ phút này trong mắt hàn quang trượt lóe, bỗng nhiên một cái bắt được cổ tay hàn lập, nói cứng. Hàn lập đuôi lông mày dựng lên, không thèm tránh, nhưng lại tùy ý đối phương bắt lấy cổ tay mình. Lập tức cảm thấy đối phương nằm ngón tay lạnh lẽo dị thường, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sức lực, bắt đầu có lại, không hề giống thân thể bình thường. Hàn lập không giận ngược lại nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, dưới sự dùng sức của đối phương cổ tay chỗ đó hiện ra một tầng đạm kim sắc nhưng chợt lóe lại trôi đi không thấy vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ tùy ý đối phương dùng sức một lát sau người đại hán này thấy mình đã thi triển ra bảy tám phần khí lực đối phương vẫn làm bộ dạng như không có gì sắc mặt rốt cục đại biến nhưng hắn sau khi do dự chẳng những không có buông tay ngược lại hít sâu một hơi năm ngón tay bỗng nhiên nổi lên một tầng thanh quang khí lực lại tăng lên rất nhiều Hàn Lập trên mặt tươi cười rốt cục thu liễm, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cánh tay vận khởi tùy ý nhẹ nhàng ngăn cản. Đại Hán nhất thời chỉ cảm thấy năm ngón tay đang bắt lấy cổ tay Hàn Lập chấn động, thân mình trong nháy mắt chết lặng. Kinh hãi thất thanh hét lên, lập tức một cỗ lực lượng to lớn từ đâu truyền đến, thân hình không hề tự chủ được bay lên. Mắt thấy Hàn Lập không chút thay đổi, người này đại Hán lại bị hung hăng vứt bộp một cái lên bức tường đá, đầu rơi máu chảy bóng người nhoáng lên một cái một người đại hán thủ vệ khác từ này, đến giờ không nói gì bỗng nhiên bay vút lên mấy trượng, vọt đến bay ra trước chỗ đại hán kia rơi xuống, tay vung lên như tia chớp, tiếp được. Nhưng là người này bàn tay phương vừa tiếp xúc được tới vạt áo đồng bạn, đột nhiên thần sắc biến đổi, tay kia cùng mang lên đỡ lại, hai tay cùng đỡ lại. Sau một tiếng phanh thật lớn, lại nghe soàn soạt vài tiếng liên tiếp chuyển đến. Người này hán tuy rằng đón được, nhưng thân hình cũng liên tiếp rút lui bảy tám bước, sắc mặt tái nhợt một lần nữa mới ổn định cước bộ, hàn lập thấy vậy hai mắt nhíu lại nhìn thoáng qua đại hán mới ra tay này người này chỉ thi triển ra vài phần sức lực lại vẫn có thể đón đỡ dễ dàng như vậy hiển nhiên một thân luyện thể thuật còn ở trên những người khác người thanh niên họ la sớm trợn mắt há mồm này hai gã đại hán thủ vệ chính là thị vệ bên người phương phu nhân tuy rằng không cùng bọn họ giao đấu qua nhưng là một thân luyện thể thuật cực kỳ cao minh ngay cả người đứng đầu bọn họ là trương khuê cũng ngầm bội phục vô cùng năm đó trong số những kỵ sĩ có tu vi không thấp cũng đi tìm hai người này vụng trộm ránh qua không ai không thất bất bại thảm hại mà vị hàn lập mới gia nhập này thế nhưng bằng một bàn tay khiến cho hai người này rơi vào như thế không thể ngẩng đầu lên được kim cương quyết một khi tu luyện tới tầng thứ ba thật sự có uy lực lớn đến như chăng người thanh niên họ la sắc mặt âm trầm suy nghĩ hắn tự nhiên không biết hàn lập có thể có loại sức lực này hơn phân nửa là dựa vào ở nhân giới liên tiếp ăn long lân quả cũng do nguyên nhân một phần là mấy trăm năm qua tu luyện thối cốt quyết nếu không kim cương quyết kia nếu có gia tăng lực thần thông khi ở tầng thứ ba cũng bất quá cùng này hai gã đại hán giống nhau huống chi hàn lập tu luyện kim cương quyết trên thực tế đã muốn tu luyện tới tầng thứ tư hàn huynh đệ thân thủ kinh người huynh đệ của ta cam bái hạ phong mời vào đi đại hán kia trong cơ thể công pháp liên tiếp vận chuyển vài lần, cuối cùng đem tụ khí ở ngực thừa dịp nói chuyện phu phun ra bên ngoài cơ thể, thần sắc khôi phục bình thường, nhưng là nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt vẫn không khỏi có chứa một phần kính sợ. Bị Hàn Lập đánh bay ra, người kia sắc mặt vô cùng khó coi. Hàn Lập mỉm cười, cũng không nói cái gì nữa, sau khi ôm quyền, liền từ tốn đi vào trong sân. Người thanh niên họ là tự nhiên không có tư cách tiến vào trong đó, đành phải ở lại ngoài sân, Căn phòng đối diện cánh cửa đóng chặt lại, Hàn Lập đang muốn tiến lên gõ cửa, từ bên trong truyền đến thanh âm dễ nghe của một nữ tử. "Hàn công tử phải không? Mời vào. Thiếp thân đã sớm chờ đã lâu." Hàn Lập ánh mắt chớp động hai cái, nhưng vẫn chưa cảm thấy có gì kinh ngạc, bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Sau khi ánh mắt đảo qua, thần sắc hắn chợt động. Trong phòng lại có vài người, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy chút ngoài ý muốn đối mặt cửa phòng hướng về phía trên chủ vị, đang ngồi là một gã thanh sam phụ nhân tầm ba mươi mấy tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tú lệ. Đứng ở phía sau là một gã lam bào thanh niên, tầm 25-26, khuôn mặt cùng phụ nhân có chút tương tự. Ở đối diện phụ nhân, còn ngồi một người người nam tử trẻ tuổi mặc cầm bào, tóc mai trắng xám, vẻ mặt có vẻ lạnh lùng đứng sau người này là một đôi nam, nữ. Nam anh Tuấn hiền ngang, nữ xinh đẹp như hoa, mấy người kia tựa hồ sớm biết hết mọi việc vừa xảy ra ở cổng cho nên khi hàn lập tiến vào ánh mắt toàn bộ đều quét lại đây ánh mắt của mọi người có đủ loại có chút ngoài ý muốn có chút vui sướng làm bảo thanh niên lại có chút tò mò cầm bào nam tử lại nhíu mày nhưng thật ra một đôi nam nữ trẻ tuổi này nhìn qua khuôn mặt lộ ra vài phần giật mình hàn công tử không thấy phiền lòng chứ vừa rồi hai gã thị vệ ra tay thử các hạ nhưng thật ra là chú ý của thiếp thân mà thôi chỉ là muốn nhìn xem tầng thứ ba kim cương quyết có lợi hại, như trong truyền thuyết hay không cùng mà thôi. Pháp quyết này lưu truyền rất rộng rãi, nhưng cũng là loại khó nhất tu luyện nhất trong các loại luyện thể thuật. Có rất ít người có thể đột phá tới tầng thứ hai, càng đừng nói giống hàn công tử lên đến tầng thứ ba. Mỹ phụ kia đứng dậy chào, ven áo thi lễ nói. Tại hạ đã là một thành viên của cửa hiệu, chỉ là một chút thử thách tự nhiên không tính cái gì. Nhưng mà không biết phu nhân đối thân thủ tại hạ hay có vừa lòng hay không. Hàn lập mỉm cười, không thèm để ý nói, hắn tuy rằng tính toán ở thiên đông thương hào tạm thời ẩn nấp một thời gian, nhưng là không có ý định chân chính là một gã tiểu tốt bị người ta sai khiến, tự nhiên không ngại qua ra một chút thực lực của chính mình. Biểu hiện lúc trước xem ra đã làm cho vị phương phu nhân này vài phần kính trọng. Uy lực tầng thứ ba của Kim Cương Quyết còn ở trên sự đoán trước của thiếp thân, tự nhiên đã được mở rộng nhãn giới một phen. Đúng rồi, ta trước tiên giới thiệu với Hàn Công Tử từng người trong này chứ, đây là Tiểu Nhi Phan Thanh, là môn hạ của Kim Ngọc Tông tu luyện tiên thuật mà ba vị tiên sư này đều là đồng môn của tiểu nhi nguyên lai là thiếu đông chủ cùng vài vị tiên sư hàn lập liền ôm quyền bình tĩnh nói tuy rằng thần niệm không thể ly thể nhưng chỉ bằng thần thức linh mẫn khoảng cách gần như vậy hắn vẫn có thể đại khái cảm ứng ra tu vi của vài vị này mấy người đều có tu vi trúc cơ đã ngoài, chẳng qua vị Phan Thanh cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi tựa hồ mới trúc cơ không lâu, trên người linh khí yếu kém, nhưng này vị cẩm bào nam tử lại cả người pháp lực dày đặc, giống như đã đến trúc cơ hậu kỳ đại thành tiến vào giả đan cảnh giới. Thật không nên xem nhẹ. Lấy Hàn Lập vừa rồi tỏ ra thi lê, nhưng người kia cũng đành quay lại đáp lễ. Cẩm bào nam tử mặt hiện vẻ tươi cười hỏi, tại hạ tuy rằng chưa bao giờ tu luyện qua luyện thể thuật, nhưng là ngày xưa gia sư từng kết giao qua với một vị cao giai luyện thể sĩ, Nghe nói vị tiền bối kia lẻ loi một mình đánh chết, rất nhiều yêu thú cấp 6 cấp 7. Nguyên bản giã mỗ còn tưởng rằng đó là nói phép. Nhưng hiện tại thấy thần thông huynh kim cương quyết của Hàn huynh, đối sự tình này lại dám khẳng định không thể nghi ngờ. Chẳng qua, ta xem Hàn huynh một thân sức lực tựa hồ không riêng gì tu luyện kim cương quyết mới, có phải là người sinh ra đã có thần lực? Người này cũng có vài phần kiến thức, thế nhưng nhìn thấu chỗ khác biệt trong sức mạnh kinh người của Hàn lập kinh. Tần huynh tuệ nhãn như đuốc. Hàn mỗi điểm ấy khí lực chính là có một chút trời sinh mang đến. Hàn lập đương nhiên sẽ vì đối phương mà giải chuyện long lân quả, thuận tay đẩy treo dưới nước thừa nhận nói. Cẩm bào nam tử gật đầu, trong lòng một ít nghi hoặc rốt cục được đánh tan hơn phân nửa. Kế tiếp, vị cẩm bào nam tử này cùng mấy người kia không có hỏi lại cái gì, nhưng thật ra vị phương phu nhân kia vẻ mặt cực kỳ hiền lành cùng Hàn Lập. Hàn Huyên một ít cũng nói bóng nói gió muốn hỏi một chút về lai lịch Hàn Lập, nhưng Hàn Lập tự nhiên giả bộ hồ đồ ứng phó, Phương phu nhân thấy Hàn Lập biểu hiện như vậy, nên cũng không có thật sự hỏi tới, ngược lại nói cho hắn biết, cầm bào nam tử chính là mấy người ở trong tông môn Phan Thanh, phụng lệnh sư môn đến hiệp trợ An Viễn Thành ngăn cản thú triều lần này. Cũng là bởi vì là cao tầng của An Viễn Thành cùng Kim Ngọc Môn có chút giao tình, thứ hai mỗi lần thú triều bùng nổ, đồng dạng cơ hội tuyệt hảo để người tu tiên thấp giai đột phá bình cảnh. Cho nên đưa đệ tử trúc cơ kỳ bọn họ phái đi. Đương nhiên phụng mệnh đến An Viễn Thành cũng không phải chỉ có vàng ngọc môn một nhà, còn có đệ tử của hơn 10 tiểu tông môn. Mà nhân thủ đông hiệu buôn bọn họ mấy ngày nay, từ sau khi tiến vào An Viễn Thành, dựa theo quy củ, hộ vệ đội cũng không có cách nào tránh khỏi sự điều động của An Viễn Thành. Cho nên Phương Phu Nhân tạm thời muốn đem Hàn Lập thành trợ thủ của Khuê Phó, hiệp trợ chỉ huy hộ vệ đội này. Hàn Lập nghe được Phụ Nhân nói như vậy, sau một phen lưỡng lự thì gật đầu đồng ý, Phương Phu Nhân thấy vậy, lộ ra vẻ hài lòng, lập tức khiến cho Hàn Lập đi nghỉ ngơi theo lời của nàng, thú triều tùy thời có thể bùng nổ, nhưng thật sự là nhiều loại đàn thú liên hợp thành đại thú triều. Đám người Hàn Lập tự nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt. Hàn Lập cười nhẹ, lúc này rời khỏi phòng. Sau khi của phòng khép lại, Phương Phu Nhân tươi cười thu liễm, đồng thời trên mặt lộ vẻ một chút do dự. Thế nào, Phu Nhân cảm thấy người này là một nhân tài hiếm có, lại muốn thay chủ ý, cầm bào nam từ sờ sờ cầm, bỗng nhiên cười khẽ hỏi một câu. Đúng là như thế, Người này trẻ tuổi như vậy còn có tu vi như thế, nếu thêm chút bồi dưỡng, nói không chừng thật có thể trở thành một người có thể so sánh với hỏa lão. Nếu không thì cứ theo kế hoạch mà làm, sau thú triều bảo cho Trương Khuê hoặc là liễu gia huynh đệ theo các người một chuyến đi. Phụ nhân thật không có dấu giếm suy nghĩ trong lòng, lông mi nhíu lại cao mặt nói. Chương 1275 trương đầu lĩnh và phu nhân, liễu thị huynh đệ ta đều đã gặp qua, nếu không tinh thông kim cương quyết thì cũng có thể dùng người này một chút nhưng hiện tại vì để nắm chắc đoạt được mấy kiện đồ vật kia nên phải cần thêm nhân tuyển dù sao khi tu thành kim cương quyết tầng thứ ba thì cũng không sợ linh khí cấp thấp công kích hơn nữa người này lực lớn vô cùng là người giúp sức phù hợp nhất nếu đổi lại là những người khác thì tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ mà một khi kinh động đến yêu thú trông coi bảo vật thì chúng ta tuyệt không có cơ hội hạ thủ lần hai phu nhân chẳng lẽ không muốn phan sư đệ về sau không có hy vọng kết đan sao cầm bào nam tử nói. Tần tiên sư nói như vậy cũng có lý, cho dù người này thực sự có tiềm lực trở thành hỏa lão thứ hai, nhưng so với việc thanh nhi về sau kết đan thì cái nào nặng, cái nào nhẹ ta vẫn biết được. Phu nhân khẽ thở dài một hơi, tự hồ có chút bất đắc dĩ. Phu nhân làm như thế mới thực sáng suốt. Lần thú triều bạo này chính là cơ hội tốt nhất. Yêu thu trông coi vật kia tuyệt không thể khinh thường, cho nên việc này phải cần có người luyện thể, mặc dù nhất định sẽ có nguy hiểm nhưng cũng không nhất định gặp chuyện không may, chỉ cần sự tình làm xong thì tần mỗ sẽ không bạc đãi hắn, mà hắn cũng sẽ không sinh ra lòng oán hận đối với phu nhân. Cầm bào nam tử trong lòng buông lỏng, nở nụ cười. Tần tiên sư pháp lực cao cường, khi có được vật kia tuyệt đối kết đan không thành vấn đề, về sau còn cần người chiếu cố tiểu nhi một chút. Phụ nhân không nói tiếp lời đối phương, ngược lại tươi cười nhắc đến ái tử của mình. Ha ha, tư chất phan tiễn đệ cực tốt, không hề thua kém ta. Ta có thể kết đan thì việc ấy không thành vấn đề, phu nhân cứ yên tâm cầm bảo nam tử nhìn lam bào thanh niên, ôn hòa nói. Phan Thanh rất biết điều, vội vàng hướng vị sư huynh thi lễ một cái, trong miệng liên tục nói cảm ơn. Cầm bào thanh niên ngồi xuống nhìn những nam nữ trẻ tuổi hiểu ý cười. Trong lúc nhất thời không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp. Hàn lập tự nhiên không ngờ mình vừa mới từ nhân giới, lên thì đã bị những người này tính kế. Thật không biết có phải hắn được sao thiên sát chiếu hay không, nếu biết việc này thì hắn cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười mà thôi chính là một số phàm nhân và vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ, thế nhưng lại lợi dụng một vị tu sĩ hóa thần kỳ như hắn, quả thực không biết sống chết mà. Cho dù hiện tại pháp lực hắn không còn, nhưng cũng có thủ đoạn để dễ dàng gạt bỏ bọn họ. Hiện giờ hắn tự nhiên không biết chuyện ở thiên đông thương, cho nên vừa ly khai tiểu viện liền đi theo đám người đại hán mặt sẹo. Sau đó không lâu Hàn Lập nhận được nhận chức phó lĩnh đội, tự nhiên liền có người không phục. Nhưng trước mặt mọi người Hàn Lập lại có một chút thần lực khiến ai cũng đều kinh hãi im lặng hàn lập cũng bởi vậy mà được phân cho một gian phòng yên tĩnh không cần phải chen chúc cùng những người khác mấy ngày tiếp theo hắn lẳng lặng trong phòng nghiền ngẫm pháp quyết kim cương quyết tầng thứ năm nguyên bản dựa theo phương pháp tu luyện minh vương quyết chính là dùng pháp lực cơ thể hiệp trợ tu luyện nhưng hiện tại sửa thành kim cương quyết nên nhất định phải dùng linh khí quán thể phương pháp tu luyện xa lạ như thế cho nên trước tiên không thể không tìm hiểu rồi sau đó mới thật sự bắt tay vào tu luyện nhưng đến ngày thứ ba hàn lập lại ly khai khách điếm một chuyến không biết đi đâu mà nửa ngày sau mới về ngoại trừ một số người để ý thì phần lớn thậm chí không biết hàn lập đã từng đi ra ngoài tới ngày thứ bảy theo thói quen hàn lập đang ở trên giường nhắm mắt bỗng nhiên một tiếng động thật lớn từ ngoài phòng truyền đến làm cho cả khách điếm đều rung động hàn lập cả kinh mở hai mắt ra tiếng oanh long long vang lên liên miên không ngừng trong thành thị lại vang lên những tiếng hò hét dường như tất cả các nơi trong thành đều biết Hàn lập nhướng mày, không nói hai lời đầy cửa phòng đi ra. Chỉ thấy ở phía Tây Viện đã xuất hiện một đoàn kỵ sĩ hộ vệ, ai cũng cầm binh khí ra khỏi phòng, trên mặt ẩn chứa sự hưng phấn dị thường cùng vẻ chờ mong, mà cũng có người lộ ra vẻ sợ hãi. Vội cái gì, cho dù thú chiều tới đây thì đợt thứ nhất cũng không tới lượt chúng ta, cả đám cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Đến phiên chúng ta thì lúc đó không còn nghỉ ngơi được đó. Một thanh âm mạnh mẽ từ trong viện truyền ra, lớn tiếng mắng chúng hộ vệ đang hỗn loạn. Những hộ vệ kia vừa nghe đại hán mặt sẹo hét lên, thì nhất thời thành thật vào lại phòng, Hàn Lập thấy vậy thì cười. Nghe nói Trương Điều đảm nhiệm vị trí lĩnh đội đã hơn 10 năm, nên có thể thấy được uy tín rất lớn. Hàn huynh đệ ngươi trước tiên theo ta quan sát quy mô và chủng loại của đợt thú triều này, cho dù là đại thú triều thì trong đó cũng có yếu có mạnh. Trương Khuê lướt Hàn Lập một cái rồi đi tới nói, nếu Trương huynh đã nói như thế thì Hàn mỗ tự nhiên vui lòng. Hàn Lập ngẩn ra nhưng lập tức cười đáp ứng. Thật ra hắn, mặc dù không để tâm đến một số loại yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều, nhưng trong lòng cũng có vài phần tò mò. Hiện giờ có thể được mở rộng tầm mắt thì sẽ không từ chối việc này. Hai người đi đến ngã tư đường ở ngoài khách sạn. Lúc đó bên ngoài hoàn toàn bất đồng, nguyên bản ngã tư đường hối hả đã sớm trở nên vắng người, mà những người đang đi thì cũng có bộ dáng vội vàng khẩn trương. Ở ngã tư đường có thể thấy được một vài quái thú đang kéo xe chạy như điên, ngoại trừ thú xe này thì bên ngoài thiên đông thương, còn có một người cưỡi độc giác cự lang chạy trước đây là kỵ sĩ mặc phục sức của vệ binh, một bên vừa chạy, như bay vừa lớn tiếng tuyên bố thú triều đến và lệnh cho toàn thành giới nghiêm. Mà trong mệnh lệnh cũng nói người luyện thể cùng binh lính trong thành phải thành thật đúng một chỗ, không được tự ý ra ngoài gây cản trở việc chống cự thú triều, nếu không sẽ giết không tha. Ngay khi Hàn Lập cùng Trương Khuê cưỡi một độc giác cự lang hướng về phía tường thành gần nhất chạy đi, thì ở một tháp cao, một gã đại hán mặc tử bò đang chắp tay sau lưng yên lặng nhìn ra cửa sổ, sắc mặt cực kỳ âm trầm đột nhiên cửa phòng mở ra, một gã giáp sĩ mặc áo giáp màu xanh bước nhanh đến quỳ xuống trước tử bảo đại hán, dùng thanh âm trầm thấp nói, khởi bẩm tôn chủ, hiện tại đã xác định đàn thú xâm phạm chia làm ba đợt. Theo thứ tự là phỉ thúy thảo nguyên, thanh lang thú ở hắc lang sơn mạch và một số mãng thú cùng cầm thú. Quả nhiên ba đàn thú này tấn công, lần này có phiền toái lớn đây, nếu là đàn thú thanh lang, thú hay xích mãng thú cũng đã hơn 300 năm không tạo thành thú triều, chỉ sợ số lượng hiện tại rất kinh người, mà hiện tại lại có thêm cầm thú nên càng khó giải quyết hơn. Lực lượng đối không của bổn thành tuy rằng, yếu nhưng đã đến các thành thị mượn một đám cường cung tới. Nhưng tên nỏ bình thường thì không có bao nhiêu tác dụng với cầm thú. Từ bò địa hán khẽ thở dài một hơi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, có vài phần lo âu. Đại nhân không phải là đã đặt làm một đám tên nỏ mới sao, bằng vào tính chất đặc biệt của nó thì hẳn là có thể bảo vệ không trung huống chi lần này còn có các tu sĩ hiệp trợ bọn họ cũng có thể phi hành là trợ lực phòng không rất tốt có bọn họ hiệp trợ thì số cầm thú này hẳn là không thành vấn đề giáp sĩ nói vài lời an ủi hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy ngươi đem những tu sĩ kia an bài một chỗ chuyên môn giám thị động tĩnh của cầm thú thanh lang và xích mãng thú thì giao cho luyện thể sĩ và binh lính bình thường ứng phó là được Đúng rồi, lực lượng triều binh cũng nên sắp xếp chỉnh đốn và thay phiên nhau thủ vệ." Từ bào đại hán lại ra lệnh. "Vâng, đại nhân." Giáp sĩ đáp ứng một tiếng rồi lui ra đi làm nhiệm vụ. Từ bào đại hán nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Hàn Lập đứng ở chỗ xa trên thành, tuy rằng thân sắc bình tĩnh nhưng nội tâm lại có chút rung động. Chỉ thấy phía ngoài tường thành mấy chục dặm, nguyên bản đất màu vàng đã bị biến thành một mảnh màu xanh không trông thấy đoạn cuối tựa hồ như biển cả bao phủ, nếu nhìn kỹ thì thấy đó toàn là lang thú màu xanh hình dáng lớn nhỏ không đều, con nào cũng đều lộ ra răng nanh dữ tợn. Số lượng lang thú nhiều không đếm xuể, không thể đoán được có bao nhiêu vạn con. Nhưng chúng lại không ngừng gào thét, dường như đang truyền tin tức gì cho nhau. May mắn đây vẫn chỉ là thanh lang thú bình thường, nếu là đụng tới hồng lang hoặc hoàng lang, thậm chí là ngân lang hiếm thấy, thì chỉ sợ chỉ bằng vào số lượng này thì xa thành đã không thể ngăn cản, Sắc mặt Trương Khuê bên cạnh Hàn Lập có chút tái nhợt, âm thầm nắm tay lẩm bẩm nói: "Ngân Lang." Hàn Lập vừa nghe địa hán mặt sẹo nói lời ấy nhất thời vẻ mặt biến sắc. "Như thế nào, chẳng lẽ Hàn huynh đệ trước kia chưa từng thấy qua Ngân Lang thú sao?" Trong vài loại lang thú thì Ngân Lang là loại khó đối phó nhất, một con Ngân Lang bình thường có thể chống đỡ hơn 10 con thanh lang. Trước kia trong một lần thú triều ta đã may mắn nhìn thấy loại lang thú này, nhớ lại cũng thấy sợ. Đại hán mặt sẹo hơi có chút ngoài ý muốn giải thích: Chương 1276 ngân lang này khiến hắn nhớ tới ngân nguyệt năm đó. Bản thể của nàng chính là một con ngân sắc cự lang, cũng tự xưng xuất thân từ ngân nguyệt lang tộc. Không biết ngân lang có phải là cùng tộc với ngân nguyệt không? Bất quá mặc kệ suy đoán này là thật hay không, tự hồ cũng không có một chút tác dụng với tình cảnh trước mắt hắn, rất nhanh đã đem gác lại sau đầu. Nếu là chỉ là lang thú bình thường, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, nhưng nhân tộc chúng ta đã có thành cao tường dày, lang thú cũng không cho chúng ta phải sợ hãi đáng sợ chính là trong số đê giai yêu thú, thì có một số ít yêu thú thống lĩnh đã mở ra linh trí. Trong đó còn hỗn loạn không ít dã thú xen vào cùng yêu thú. Biến dị thú loại tuy rằng, không giống biến dị yêu thú nhưng mà có một chút thần thông khó tin, nhưng là cũng đáng sợ hơn thú loại bình thường rất nhiều. Chẳng những hình thể, lực lượng rất mạnh mà trình độ đồng loại đều thuộc dạng viễn siêu. Các luyện thể sĩ đê dài, dưới tình huống một trọi một cũng không đối phó được. Mặt sẹo đại hán ngưng trọng nói. Khó giải quyết như vậy, loại thú biến dị này ở trong thú quần rất nhiều sao hàn lập nhướng mày lên trên cơ bản trong ngàn con sẽ xuất hiện một con biến dị trương khuê cân nhắc lại không quá khẳng định nói ngàn con hàn lập ánh mắt lại hướng về thú hải màu xanh không khỏi miễn cưỡng cười cho dù hắn không thể chuẩn xác nhìn ra số lượng thanh lang nhưng ít nhất cũng có mấy trăm vạn con số lượng thật quá nhiều còn số lượng biến dị lang thú cho dù không có trên vạn con nhưng khẳng định là có mấy ngàn con biến dị thú loại nhiều như vậy, lại tấn công một nơi không hề có tu sĩ cấp bậc kết đan xuất hiện, thật là một cỗ lực lượng trí mạng. Tốt lắm, chúng ta lại đi địa phương khác, hãy nhìn xem những bầy thú còn lại. Lại nhìn trong chốc lát, Trương Khuê thở dài một hơi nói. Tự hồ đối với thú triều lần này mà ngao ngán. Sao vậy, Trương Huynh lo lắng thủ không được thành này. Hàn Lập hỏi. Trương mỗ quả thật là có chút lo lắng, Trước kia, cũng đã vài lần thành thị bị thú quần công phá tàn sát hàng loạt người dân, mà An Viễn thành lại là thành nhỏ mới thành lập chưa đủ vạn năm, bây giờ gặp phải đại thú triều bùng nổ, hơn nữa tình huống trước đó lại là chuẩn bị không đủ lực lượng nên rất dễ bị công phá. Lúc này đây, thú triều còn có báo cầm thú, loại này là yêu cầm trên không trung, loại yêu cầm này số lượng sẽ không nhiều lắm, nhưng mỗi một con vừa ra sinh chính là nhất cấp yêu thú, không trung không thể phòng trụ, thật đúng là nguy hiểm không nhỏ. Trương Khuê bộ dáng lo lắng không nguôi báo cầm thú đáng sợ như vậy hàn lập ánh mắt chợt lóe tựa hồ có chút không quá tin tưởng báo cầm thú luận thân thể thực lực ở trong số yêu cầm cũng không tính là mạnh nhưng là do chúng được tạo hóa ban cho cơ thể phát ra một loại kịch độc người thường gặp phải liền chết ngay nên không thể gần chúng để chiến đấu biện pháp duy nhất chỉ có ở xa đánh chúng rơi xuống nhưng loại yêu cầm này thường ngang tàng nhưng có điều rất linh hoạt tốc độ rất khá nếu là lực lượng chiến đấu trên không không đủ rất khó phong trụ chúng nó mà đối với an viễn thành mà nói thì lực lượng chiến đấu trên không đúng là điểm yếu trương khuê chậm rãi nói không đủ lực lượng chiến đấu trên không như thế nào lại có chuyện này chẳng lẽ thành chủ an viễn thành không biết độ nghiêm trọng của việc này hàn lập cảm thấy bất ngờ hiện tại hắn đã biết tất cả quyền lực bên trong thành thị dường như đều nằm trong tay thành chủ biết thì có ích lợi gì nghe nói thành này tại lần thú chiều trước đã tổn thất nghiêm trọng lực lượng nguyên bản bị tiêu hao hầu như không còn hiện tại có thể khôi phục lực lượng phòng ngự thế này thì đã khiến thành chủ tao tổn rất nhiều tâm tư nghe nói còn hướng về các thành thị phụ cận mượn một ít binh khí cùng binh lính lực lượng đối không tất nhiên là không có trương khuê cứ thế nói ra như vậy một hồi hàn lập nghe xong không biết nói gì không lâu, Hàn Lập đi theo hán tử mặt sẹo đứng ở một mặt khác trên tường thành, lọt vào trong tầm mắt là hàng loạt những con mãng xà cao, quá một trượng hình thành hồng sắc thú hải, thoạt nhìn so với thanh sắc lang quần còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Tin tức duy nhất xem như có lợi chính là loài mãng thú này, trong miệng không có độc nên cũng sẽ không phụt lên khói độc, phòng thủ cũng dễ hơn rất nhiều. Hàn Lập xa xa trông đến mãng hải, thỉnh thoảng lại xuất hiện cự mãng hình thể lớn hơn đồng loại gấp bội. Hàn Lập lại âm thầm thở dài một hơi loài mãng xả biến dị này thân thể cao vọt vượt qua 10 trượng cũng không kém hơn một con xích dao nhỏ người thường bị loại cự thú này cuốn lấy hoặc nuốt vào kết cục nghĩ cũng có thể biết hơn nữa số lượng loài cự mãng biến dị này cũng không ít cũng do mãng đàn lớn thanh sắc lăng quần nên tự nhiên càng nhiều hơn một ít xem qua lưỡng chủng thú quần hàn lập có chút tiếc nuối vẫn chưa nhìn thấy báo cầm thú mà trong miệng trương khuê nhắc tới theo mặt sẹo hán tử cho biết loại yêu cầm này bình thường sống ở chỗ bí mật nếu không đến thời gian công kích thì yêu cầm sẽ không hiện thân hiện tại thú quần đang chờ đợi điều gì mà không lập tức tiến công hàn lập nhìn mãng đàn xa xa bỗng nhiên hỏi như thế yêu thú thống lĩnh thú quần đã mở ra linh trí tự nhiên không có khả năng chúng sẽ tiến công như ông vỡ tổ khẳng định rằng hai thú quần đang liên hệ với nhau quyết định thời điểm cộng đồng khởi xướng công kích khi nhân loại chúng ta không tập trung ước chừng là trên dưới một ngày Chúng ta đi thôi, mấy người ở Thiên Đông Thương Hành bọn họ cũng có thể đã nhận được mệnh lệnh trong thành đang chỉnh trang đội ngũ. Trong đại chiến, chúng ta chỉ là những hạt cát bỏ trong biển cả mà thôi, cố gắng hết sức của mình đi. Nếu là thực sự may mắn ở trong chém giết đột phá bình cảnh hoặc lĩnh ngộ được cái gì thì coi như chúng ta mạo hiểm cũng đáng. Trương Khuê cuối cùng cười nhạt một tiếng, liền mang theo Hàn Lập quay lại trong thành rồi trở lại trong khách sạn. Quả nhiên thủ vệ trong khách sạn cũng đã nhận được mệnh lệnh truyền đến của An Viễn Thành, phải lập tức xuất phát tiến đến địa phương nào đó tụ tập chỉnh đốn và sắp đặt. Cầm bào nam tử cùng Kim Ngọc Tông tu sĩ, cũng đã sớm được thỉnh đi từ trước rồi. Trường Khuê cũng không trần chừ, lập tức ra lệnh một tiếng cho người của Thiên Đông Thương Hành, hơn 200 thủ vệ tất cả đều xuất phát. Lúc này bên ngoài, trên ngã tư đường, đội ngũ quân đội tư nhân trong cả thành đều đã bị điều động, luyện thể sĩ chỗ nào cũng có, chỉ là nhân số tuy đông, nhưng xét về trình thể thì không dũng mãnh được như thiên đông thương vệ đội. Chậm thì năm sáu người, lâu thì mấy chục người đi cùng một chỗ. Qua một chút, có một đoàn người đi tới, gây ra sự chú ý rất lớn trong đó có hơn 50 kỵ sĩ cưỡi, trên độc giác cự lang, càng thu hút sự chú ý của mọi người. Tọa kỵ này gọi là toan lang, là một trong vài loại chiến thú mà phàm nhân ở linh giới thu phục được mỗi một con đều được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ, đem giã tính diệt hết, lúc đó mới có thể cùng kỵ sĩ tiến hành phối hợp phát huy thực lực siêu thường, cho nên giá cả cũng không nhỏ. Cũng chỉ có thiên đông thương hành tài đại khí thô mới có khả năng trang bị, cho hộ vệ đội nhiều toan lang chiến thú như vậy. Trên ngã tư đường tất cả mọi người đều chú ý tới quảng trường lớn gần đó. Nơi đây đúng là phía tường thành phải đối mặt với thanh sắc quần lang. Nơi đó đã tụ tập mấy vạn thanh niên trắng hán, cùng một ít người phục sức khác nhau và đội ngũ luyện thể sĩ đứng giải rác trong đó, trong đó cũng có người cá biệt cưỡi toàn làng thú, nhưng hơn phân nửa những người này là kỵ sĩ của thiên đông thương hành, nhưng bất quá số lượng cũng không quá 200. Ở bốn phía quảng trường, một đám binh sĩ được trang bị trọng giáp võ trang đang đứng duy trì trật tự. Một gã trung niên mặc ngân sắc khôi giáp đứng, ở một mặt quảng trường cùng một nho sinh và một tăng nhân đang to nhỏ điều gì, tự hồ là người cầm đầu. Hàn lập nhìn thấy người này, ánh mắt dừng lại, hắn phát hiện đã từng gặp tên thủ vệ thống lĩnh kia khi vào thành môn, bên cạnh tăng nhân cùng nho sinh tất nhiên là hai tu tiên giả là người của diệu âm môn thiếu chủ đang lĩnh mệnh đi kiểm tra đội ngũ cũng không biết nhân giáp trung niên có bổn sự gì dưới tình hình này còn có thể lưu lại bên cạnh hai người lúc này người trung niên thấy mọi người cũng đã tập trung khá đầy đủ hắn không nói hai lời mà trực tiếp phất tay một gã binh sĩ lập tức đứng dậy trong miệng phát ra liên tiếp các mệnh lệnh sớm chuẩn bị mệnh lệnh đầu tiên là tất cả các kỵ sĩ có tọa kỵ ở đây được chọn lựa lúc trước mỗi người chỉ huy một đội ngũ kỵ binh Tiếp theo, có một chiếc xe quy tiến vào quảng trường, trên xe có rất nhiều vũ khí, ngoài ra còn có chút ít khôi giáp, sau đó bắt đầu phân phát cho mọi người. Về phần này, luyện thể sĩ khi nhìn thấy binh khí bình thường, thì tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt đứng ở tại chỗ. Lúc này các binh lính đang chỉnh đốn hàng ngũ và phân binh khí cho mọi người. Hàn Lập cùng với quân đội tư nhân và các luyện thể sĩ tạm thời bị gác lại một bên, chưa ai nói tới ngay lúc này đám người tư nhân vệ đội cùng luyện thể sĩ đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng nhiên ở ngoài thành truyền đến một tiếng sói chu thật dài này tiếng khiếu thanh thê lương cực kỳ tràn ngập một sự điên cuồng hàn lập nghe thấy vậy hai mắt nhíu lại chưa suy nghĩ điều gì thì bên ngoài tường thành đã có vạn lang tể khiếu tiếng sói chu vang vọng chín tầng trời các luyện thể sĩ sắc mặt còn giữ được bình tĩnh nhưng đám phàm nhân lại thấy kinh hãi tột độ chỉ cảm thấy đến trong thiên địa chỉ còn lại tiếng sói chu còn lại không có thứ gì khác nhưng này tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó cũng truyền đến tiếng phì phì cùng tiếng thú giống lên kỳ quái. Âm thanh tuy rằng không kinh hãi như vạn lang tể khiếu, nhưng khiến cho người nghe lạnh toát toàn thân, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra. Lúc này đồng la treo trên đầu thành vang lên tiếng đương đương không ngừng, tiếp theo nghe được âm thanh ngân nga của một nam tử trong không trung truyền đến, âm thanh không lớn, nhưng rành mạch, tiến nhập vào trong tai mọi người, cẩn thận, thú quần đã bắt đầu tiến công giọng nói này là của một bạch bào tu sĩ trúc cơ kỳ, chân đạp phi kiếm, đứng ở không trung lên tiếng thông báo. Lúc ấy, trong không trung không phải chỉ một người phát ra cảnh báo, mỗi một nơi trên không đều có một gã tu sĩ ngự khí huyền phù ở đó, tất cả đều phát ra âm thanh cảnh báo toàn bộ An Viễn Thành. Nhất thời cả An Viễn Thành xôn xao, quân đội đã sớm chấn chỉnh chờ phân phó, lệnh vừa phát ra, tất cả nhanh chóng xuất phát đi lên tường thành, trên tường thành có lắp một chiếc cung rất lớn, hiện cũng lập tức có người đứng ở phía sau, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1277 tại trận, mọi người còn đang thất thần thì ngân giáp trung niên lại quát lớn một tiếng, đẩy nhanh tiến độ phân phát vũ khí. Rốt cục cũng có người lại đây, Hàn Lập cũng có những hiểu biết sâu sắc hơn về lực lượng của nhóm luyện thể sĩ. Bởi vì đại chiến sắp tới, nên tất cả các luyện thể sĩ kiệt ngạo bất tuân cũng cực kỳ phối hợp với nhau. Chỉ một lát công phu đã chia ra làm 10 đội, mỗi đội 200 người chỉ riêng thiên đông thương hành đã có hơn 200 người, tất nhiên làm thành một đội. Thanh niên trắng hán được phân làm đội hậu bị, nhưng thật ra luyện thể sĩ cùng quân đội tư nhân đều được phái lên trên tường thành, hiệp trợ lính thủ thành phòng ngự. Nhắc tới thì cũng vừa khéo, không biết có phải nhóm người của thiên đông thương hành rất đáng chú ý, hay không mà ngay nhóm thứ nhất đã có sự hiện hữu của bọn hắn. Kể từ đó, Hàn Lập cùng 200 hộ vệ thiên đông, thương hành được phân lên trên tường thành thực hiện công tác thủ thành cùng với hơn, ngàn lính canh lúc đầu. Hàn Lập đứng ở trên tường thành nhìn về phía xa xa, chỉ thấy thanh sắc lang quần đã đình chỉ việc chu lên, chậm rãi kéo tới nơi này. Cả một vùng màu xanh phẳng phất như thanh sắc thảo nguyên đang di động, không nhìn thấy điểm cuối. Nhiều thanh lang như vậy đang tiến đến, tiếng soạt soạt liên tiếp vang lên, nhưng lại rát có nhịp điệu, bất giác cả lang quần toát lên một khí thế kinh người, khiến mọi người trên thành cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn. Sắc mặt của rất nhiều binh lính đã trở lên tái nhợt. Cũng không có ai còn tâm tư mà hô hào sĩ khí trước khi chiến đấu, Đối với người bình thường mà nói, thành bị phá thì kết cục của bọn họ cùng người nhà trong thành là táng thân vào bụng sói. Nên cho dù rất sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản thú quần, liều mạng chống cự. Cho nên tại các nơi trên tường thành, các đội trưởng và quan quân cấp thấp chỉ hạ một vài mệnh lệnh tác chiến, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng sẵn sàng nghênh địch. Lang quần tiến tới cũng không tính là nhanh, nhưng cũng dần dần áp tới, ngày càng khép lại vòng vây. Trong lang quần, có một số biến dị lang thú thân thể to gấp đôi thanh lang bình thường, loại biến dị lang thú này phân tán khắp nơi trong lang quần tuy toàn thân cũng có màu đạm thanh sắc nhưng hai mắt mắt đã biến thành màu thúy lục đầy yêu dị phảng phất như nó có linh tính nhất định nhìn đến đây hàn lập khẽ nhíu mày nhóm lang thú này quả thực không dễ đối phó huống hồ lúc này hắn cùng một đại hán cao to vạm vỡ khác đang phụ trách một đoạn tường thành phía sau kiến nghị này cũng là do trương khuê đã từng trải qua mấy lần thú triều đề ra hai người bọn hắn chỉ chuyên môn phụ trách bảo hộ người chỉ huy dù sao nếu người này xảy ra chuyện thì công tác phòng thủ nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn cự hán vạm vỡ kia là một luyện thể sĩ của thiên đông thương hiệu phương pháp tu luyện của người này khiến thân thể biến lớn sinh ra cự lực thân người càng lớn thì khí lực càng kinh người nghe nói hắn đã tu luyện đến cánh giới cực cao trước khi hàn lập tới thì hán chính là lực sĩ khỏe nhất trong thiên đông thương đội hàn lập đảm nhiệm vị trí hộ vệ đội phó trong những người không phục cũng có cả người này Chẳng qua khi Hàn Lập nâng lên một khối sơn thạch nặng cả ngàn cân rồi dễ dàng ném lên không trung, thì khiến cả đám sợ hãi, tự nhận không bằng. Hàn Lập đang cầm trong tay một thanh bối đao to dày, mà Đại Hán lại cầm một thanh láng nha bổng đặc chế dài hai trượng, hai người một tả một hữu đứng phía sau quan quân. Người quan quân này tầm 30 tuổi, dáng người đơn bạc. Hắn trên người mặc áo giáp, bên có một ngọn trường kiếm. Khuôn mặt tuy bình thường, nhưng hai mắt lại tràn đầy thần quang, ẩn hiện một cỗ khí thế không giận mà uy, xem ra cho dù là quan quân bình thường thì cũng là một luyện thể sĩ không tồi điều này cũng không có gì kỳ quái phàm nhân tại linh giới có thể tu luyện trở thành một luyện thể sĩ quân đội có đến hơn phân nửa do những người này tổ hợp thành những người tu luyện luyện thể thuật tới mức cực hạn thì đều là những tồn tại đáng sợ ngay cả tu sĩ cao giai cũng không nguyện ý trêu chọc ánh mắt hàn lập không rời thú quần như đợt thủy triều màu xanh đang dâng lên kia chúng ngày càng áp sát tường thành, bỗng nhiên phía sau truyền ra một trận nổ, hơn trăm đoàn hòa cầu thể tích lớn nhỏ từ trong thành bắn ra, công kích lên những con lang đi đầu. Vô số tiếng nổ vang lên, mấy trăm đoàn hòa cầu lao vào trong lang quần rồi bạo liệt, trong phút chốc đem hơn trăm con thanh lang đánh thành thịt nát, mất mạng tại chỗ. Tuy chỉ là hỏa diễm phổ thông nhưng những con thú phổ thông thế này cũng khó có thể chống cự. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc hàn lập khẽ động, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách không xa nơi tường thành có một vật giống như máy ném đá tại nhân giới đang đặt ở đó chừng hơn trăm cái có rất nhiều binh lính đem từng khỏa viên cầu đỏ đậm đặt lên trên sau khi người chỉ huy ra lệnh thì đồng loạt phóng thứ này lên hóa thành từng khối hỏa cầu độc nhất vô nhị đánh xuống thú quần dưới thành nhất thời lại có một đám thanh lang bị giết chết chẳng thế mà chỉ sau hai ba đợt công kích đã tiêu diệt được gần hai vạn con thanh lang uy lực quả không nhỏ Điều này khiến Hàn Lập hết sức bất ngờ, nhưng ngay sau đó phát hiện loại công kích này đã dừng lại, không còn thấy hòa cầu xuất hiện. Biểu tình Hàn Lập lộ ra nét đắm chiêu, bầy sói phía xa xa lại tựa hồ như bị loại công kích này chọc giận, nó chu lên liên hồi, toàn bộ thú quần, dưới sự chỉ huy của hơn 10 con biến dị cự lang lập tức tràn lên. Mặt đất rung chuyển liên hồi, cả trăm trượng ngắn ngủ đã bị lang quần vượt qua trong chớp mắt, lúc này chỉ còn cách tường thành hơn 10 dặm, chúng bắt đầu mãnh liệt công kích một đám thanh lang vọt lên trời, móng vuốt sắc như dao của chúng cắm sâu vào trong tường đá, rồi lại mượn lực vọt thẳng lên trên đầu thành. Trên tường thành, quan quân ở các nơi đồng loạt ra lệnh bắn tên. Vô số mũi tên như mưa chút xuống, tiếng phốc phốc vang lên liên hồi, bất giác lại có vô số thanh lang bị xuyên thủng người ngã xuống phía dưới. Phạm nhân ở linh giới có khí lực hơn xa phạm nhân tại nhân giới nên lực sát thương cũng không hề nhỏ chẳng qua số lượng thanh lang cực nhiều, chút tiêu hao này căn bản không hề có chút ý nghĩa gì, ngược lại thương vong lại càng khiến bọn nó điên cuồng hơn. Một lát sau lại có một đợt thanh lang xông đến đầu thành. Thủ vệ trên tường thành đã sớm xúc thế đợi sẵn, ngay khi con thanh lang đầu tiên vừa đặt chân lên đầu thành, thì ba bốn cây câu dài đã đồng loạt đâm tới đem thanh lang móc xuống mắt đất, thân thể trong chớp mắt bị vô số thanh đao chém thành thịt nát, căn bản không kịp phát uy, trong đầy trời tên bay, trên thành thì đao quang kiếm ánh liên hồi, tiếng sói chu lên tất cả đan xen vào nhau. Hàn lập vẫn chưa ra tay, hắn chỉ đi theo quan quân kia đi tới đi lui, trên tường thành chỉ huy đám binh lính kia phòng ngự. Theo hắn quan sát thì hiện tại thanh lang có vẻ hung mãnh dị thường, nhưng bên phía nhân loại đã dưỡng sức hồi lâu nên không có khả năng rơi xuống hạ phong. Phòng trường khổ chiến chỉ đến chưa mới bắt đầu. Mà một mặt khác của Thành lại đối mặt với vô số xích mãng, tuy ở quá xa nên không thể thấy rõ tình hình, nhưng tiếng chém giết truyền đến rất rõ, xem ra đàn xích mãng cũng đã phát động công kích. Trận chiến đến tận giữa chưa mới bùng nổ, đánh liên tục đến xê chiều, cả tòa an viễn thành bị nồng đậm huyết tinh bao phủ. Sắc trời cũng dần ảm đạm, mặt trời trên cao đã từng cái nối tiếp nhau biến mất. Nhưng công kích của lang quân vẫn chưa dừng lại lấy một khắc, thậm chí thế công ngày càng cuồng bạo thân là thú loại chưa mở ra linh trí nên đều có bản tính thị huyết, chỉ sợ đến lúc này thì nó mới chỉ xuất ra một hai phần của đàn thú. Vẻ mặt quan quân mà Hàn Lập bảo vệ cũng dần dần lộ ra vẻ âm trầm, sự thông dong ban đầu đã biến mất. Nửa ngày đại chiến đã khiến những binh lính thủ thành phổ thông thương vong mất một phần ba, ngay cả hộ vệ của thiên đông thương hành cũng đã có hơn 20 người bỏ mình. Đúng lúc này, tại hậu phương của thanh sắc lang quần truyền tới từng tiếng chu ngắn. Bất giác, tất cả biến dị cự lang lúc trước biến mất trong thú quần đã xuất hiện dưới tường thành, cựa lang này nhảy nhẹ một cái đã vọt lên năm sáu trượng động tác nhanh như chớp mấy binh lính bắn tên về phía hắn cơ hồ không có tác dụng như hóa thành một trận gió cựa lang đã vọt lên tường thành binh lính thủ thành không chút do dự mà rút ra các loại vũ khí nhưng cựa lang này lại có thể nhanh chóng lách qua đám thủ vệ rồi dùng móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của mình bổ về phía những binh lính này trong phút chốc huyết quang bắn ra tùng tóe ngay khi biến dị cựa lang công thành thì thương vong lập tức đại tăng Bên phía đoạn tường thành do mấy người Hàn lập, phụ trách đồng dạng cũng có mấy con biến dị cự lang nhảy lên, trông chốc lát đã có hơn 10 người tử vong. Quan quân kia thấy vậy lập tức phân phó luyện thể sĩ của Thiên Đông Thương hội giảo sát. Những binh lính bình thường chỉ cần đối phó với thanh lang bình thường, không cần nhiễu loạn trận tuyến của đám thủ vệ. Trương Khuê dẫn theo hơn 10 luyện thể sĩ xông lên, lập tức khống chế được cục diện. Nhưng đột nhiên binh lính phía phụ cận thét lên kinh hãi, trên tường thành bỗng có hai luồng thanh ảnh chợt lóe có hai biến dị cự lang nhảy lên đoạn tường thành gần đó, một trong hai con lao trực tiếp vào trong đám binh lính bình thường khiến trận tuyến của bọn họ đại loạn, một con khác trực tiếp lao về phía quan quân. Chúng nó cũng biết người mặc khôi giáp này chính là chỉ huy, nên cũng đồng dạng dùng kế sách dương đông kích tây. Muốn chết. Cự hán hét vang, lang nha bổng trong tay vung lên rồi xe gió đập xuống, đập thẳng về phía cự lang. Cho dù thân thể cự lang có cứng cỏi hơn, thanh lang bình thường nhưng nếu bị dạng binh khí này đập chúng cũng chắc chết, chương 1278 ủng hộ kênh qua link linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mắt thấy lang nha bổng thật lớn muốn đập nát đầu sói ra, thì đột nhiên xuất hiện một cảnh làm người ta giật mình. Con sói này đột nhiên trên người phát ra tia sáng màu xanh, rồi thân thể lập tức xoay, hình thể trong phút chốc rút nhỏ hơn phân nửa, trở thành một con sói bình thường, Lang Nha bổng suýt tí nửa đã đánh trúng đầu con sói, nhưng sượt qua khoảng không, rồi đột nhiên hai tia sáng màu xanh kỳ lạ chợt lóe, vẫy đuôi một cái, chợt tăng tốc lao đến hướng cự hán, hai chảo hung hăng chụp vào quan quân. Yêu Lang, quan quân vừa thấy thanh lang biến hóa quỷ dị, lập tức biến sắc, lập tức giơ tay lên không cần nghĩ, thanh trường kiếm bên hông không biết khi nào đã nằm trong tay. Tiếp theo, chiếc nhẫn mai linh trên tay hắn chợt lóe, theo trường kiếm hóa thành một bóng kiếm tự thân bảo hộ, tên quan quân này trên người cũng có một chút linh cụ thấp dài yêu lăng sau khi biến thành hình thành một con sói bình thường vừa thấy chiếc nhẫn hóa thành bóng kiếm trong mắt hiện lên tia khinh thường hai chân trước giơ lên xoẹt xoẹt hai tiếng nhất thời những vuốt nhọn màu xanh hiện lên hướng về tên quan quân khi bóng kiếm này vừa tiếp xúc với một trào kia ngay lập tức biến mất sau tiếng va chạm căn bản là không còn dấu vết con trào kia chỉ có thể tiến tới một chút rồi cũng rút về tên quan quân ở trong mặc dù tay cầm kiếm vẫn giơ lên bổ tới nhưng bị một kích xém chết như vậy, làm khuôn mặt trở nên xám xịt dị thường. Nhưng lúc này, tên quan quân đột nhiên cảm thấy phía trước có bóng người, không biết như thế nào đã lao về hướng trảo võng kia, tiếp theo một tiếng hừ lạnh, rõ ràng không lớn, nhưng có thể nghe rất rõ, phảng phất như vang lên bên tai, làm cho hắn mê muội, trong lòng cả kinh. Tiếp theo, một quyền kim quang như ảnh đã động, nghênh thẳng về hướng trảo mang. Hai bên va chạm vang lên tiếng nổ kinh thiên, trảo nhọn màu xanh kia bị kim quang chấn cho vỡ vụn, rồi từ từ biến thành cát bụi, Quan quân mừng rỡ, hai mắt mở to nhìn rõ người trước mặt chính là nam tử phụ trách bảo vệ hắn, Hàn Lập. Hàn Lập chậm rãi thu hồi nắm tay kim quang vào, thản nhiên nhìn chăm chăm vào Yên Lang đang lo lửng giữa không trung, trên mặt không chút biểu tình. Yêu Lang sau một kích này cũng không ngừng lại, cũng dùng ánh mắt nghi kỵ đánh giá Hàn Lập, phần lông trên lưng và cổ đã dựng đứng lên, phàn phất như có sự kiêng kỵ dị thường với Hàn Lập. Mặc dù yêu thú không nhìn ra tu vi của Hàn Lập sâu cạn thế nào, nhưng cảm ứng linh mẫn về nguy hiểm đã mơ hồ nói cho nó biết, loài người trước mắt nó cực kỳ nguy hiểm, tự hồ có năng lực làm bị thương hoặc lấy mạng nó, cho nên không khỏi trần chờ. Cự hán sau một kích thất bại, mắt thấy yêu lang sau khi biến thân, hiển nhiên cũng bị giật mình không nhẹ, vội vàng điều chỉnh thân hình, làm ra tư thế chuẩn bị đối mặt đại địch. Sau đó, cùng với Hàn Lập làm thành thế trước sau cùng công, mà luyện thê sĩ của Thiên Đông Thương Hào cũng vội vã chạy đến, lập tức vây lấy yêu lang này, Yêu lang đào mắt nhìn qua, rồi liếc nhìn hàn lập thật sâu, đột nhiên xoay lại, hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cự hán. Đổ khiếu cả kinh, đem lang nha bổng hướng về phía trước, không tự chủ ném sang một bên. Kết quả, yêu lang chỉ là hư hoảng, còn chân thân thì đã độn quang vượt qua đầu cự hán, sau đó trực tiếp bay ra thành đầu, nhảy xuống, rồi cùng với những cự lang biến dị khác tấn công, một màn giết chóc xuất hiện, những người khác hoảng sợ quá vội nhảy xuống thành đầu chạy thoát thân. Hàn lập vẫn đứng tại chỗ, không có ý truy đuổi, Mặc dù pháp lực của hắn vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng đối mặt với loại yêu lang mà ngày xưa không thèm nhìn một cái này, cũng không có hứng thú để đuổi giết. Tên quan quân tìm được đường sống trong chỗ chết kia, đã trở nên bình tĩnh lại, lập tức cảm kích với Hàn Lập, liên tục nói cảm ơn không dứt. Đà tạ huynh đài đã cứu giúp, nếu không cái mạng nhỏ của tiếu mỗ thật sự khó giữ được. Hàn Lập nghe vậy, lắc đầu thở dài nói, ta mặc dù cứu các hạ, nhưng những chỗ khác cũng có yêu lang xuất hiện, dường như không được tốt, không có khả năng, sao có thể xuất hiện nhiều yêu lang như vậy tên quan quân họ tiếu ngẩn ra, vội vàng quay đầu về hướng thành đầu nhìn. Kết quả làm cho sắc mặt của hắn lại tái nhợt đi. Chỉ thấy bốn năm thành đầu gần chỗ bọn họ, không biết như thế nào đã trở nên hỗn loạn, đều bị cả ngàn con yêu lang vây lấy. Mà trên không trung thành đầu, có một con yêu lang đang tỏa sáng, bất ngờ lơ lửng, cũng chính là con yêu lang có bộ dáng độc nhất vô nhị vừa chạy khỏi chỗ bọn họ. Giờ phút này không chỉ riêng Hàn Lập và tên quan quân họ tiêu im lặng, hiền đông thương hào cùng với đám binh lính cũng thấy được tất cả mắt thấy đám thanh lang đó không ngừng cào cấu cắn xé đầu người trái tim mọi người không khỏi trầm xuống trong lòng mọi người xuất hiện một ý niệm chung chẳng lẽ thành này thật sự bị công phá ngay lúc lòng người đang mờ mịt thủ vệ thành chết thảm thương không còn sức để chống cự thì đột nhiên tiếng kèn vang lên tù các thành đầu tiếp theo trên thành đầu đại loạn chợt xuất hiện hơn trăm tên luyện thể sĩ Mỗi người bọn họ đều mặc một bộ cốt giáp kỳ lạ, trong tay cầm đủ loại binh khí đa dạng, mỗi người đều lóe linh quang, đều là linh cụ cùng một màu. Bọn họ xông lên thành đầu, đối mặt với đám thanh lang này, quả thật như hổ lao vào đàn dê, xu thế không thể đỡ, đao kiếm chỉ cần vung lên, thì thanh lang trước mặt nhất định sẽ bị chảm thành hai đoạn, không còn giữ được hình dạng ban đầu. Cho dù đám cự lang biến dị hung ác dị thường, có thể ngăn cản được một hai tên, nhưng cả đám giáp sĩ cùng dũng mãnh xông lên, ngay lập tức bị phân thây thành năm mảnh. Con yêu lang trên không trung thấy vậy, hiển nhiên giận dữ, vừa định có động tác gì đó, thì hơn 10 tên luyện thể sĩ đã nhảy lên trời, vây lấy con yêu lang đó. Đúng lúc này, bầy sói dưới thành đột nhiên chu ên một tiếng thật dài. Nghe thấy tiếng chu này, con yêu lang đó do dự một chút, rồi lập tức quay đầu bay đi, không ở lại chém giết đám luyện thể sĩ này nữa. Còn đám sói trên thành, nghe thấy tiếng chu này cũng bắt đầu rút lui, cùng lúc nhảy xuống từ trên thành, Mặc dù đám luyện thể sĩ này đuổi giết cũng nhanh, nhưng vẫn để cho hơn phân nửa lang thú chạy thoát. Không riêng gì thành đầu này, mà những chỗ khác bầy sói cũng đã dừng công kích từ từ rút lui về phía sau. Đàn thú đã kết thúc ngày dò xét của trận đại chiến. Trong trận chiến với bầy sói này, loài người tổn thương rất nhiều, nhưng nói cho cùng thì bầy thú cũng không khá hơn là bao, số thanh lang chết đạt hơn mức 10 vạn. Nhưng số người chết trong trận chiến này tựa hồ đã vượt qua ngoài dự kiến, cũng đã hao tốn rất nhiều mũi tên và vũ khí phòng thủ rốt cục tuy rằng đã chiếm được thế thượng phong nhưng chuyện phản công không phải là vấn đề để bàn luận ngay lúc này bây giờ trên bầu trời đồng loạt xuất hiện bảy vầng trăng rầm ánh mặt trăng sáng tỏ vô cùng chiếu dọi lên những cái xác của đám sói phủ kín tường thành đồng thời cũng nghe được tiếng sói chu từ xa truyền đến nhưng tiếng chu này không có ý cuồng bạo mà ngược lại còn tràn ngập thế lương và gào thét không nói nên lời một bầy sói có thể thấy rõ ràng dưới ánh trăng kia dần dần đi xa cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh những binh lính đã chiến đấu hăng hái hơn nửa ngày trên thành đầu mới thở vào một hơi, cũng bất chấp trên thành đầy những vết máu loang lổ, uể oải ngồi xuống mặt đất, vô cùng mệt mỏi, thậm chí có vài người đã thiếp ngủ đi. Chỉ có đám chuyên tu luyện hưu thuật luyện bổng sĩ, cũng bởi vì không ngừng huy động binh khí, mà có cảm giác chịu không nổi, cũng có ý định nghỉ ngơi. Không nên nằm ở đây, nơi này không phải chỗ để ngủ, lát nữa người thế chỗ chúng ta sẽ đến. Chúng ta đã thủ chiến, không cần phải nói gì, có thể trở về nghỉ ngơi 2-3 ngày, chờ sau khi người khác đến mọi người có thể trở về chỗ nghỉ có thể chính thức được nghỉ ngơi bây giờ chúng ta phải giữ vững tinh thần lỡ như bầy sói đột nhiên quay lại dưới trạng thái bây giờ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn quan quân họ tiêu không dám buông lỏng cảnh giác trong miệng vẫn tiếp tục đốc thúc nghe nói có thể trở về nghỉ ngơi binh lính và đám người thiên đông thương hào đều mừng rỡ vô cùng khôi phục được vài phần tinh thần miễn cưỡng đứng dậy hàn lập vẫn chưa ra tay cho nên không có gì mệt mỏi chỉ đứng tựa vào tường đưa mắt nhìn đàn sói đang bỏ chạy nơi xa không biết đang nghĩ gì trong đầu hàn huynh đệ lần này nhờ có người ra tay đẩy lùi đàn sói nếu không kết quả của chúng ta sẽ không khác gì so với thủ vệ trồ khác trương khuê đi lại hướng hàn lập trên mặt xuất hiện một nụ cười nói trong tay hắn vẫn cầm một thanh đoản kiếm màu vàng áo giáp trên người đã nhiễm đỏ máu tươi hiển nhiên là vừa rồi đã chém giết không ít không có gì bất quá chỉ vừa đụng đến là bầy sói liền rút lui hàn lập nhìn thoáng quan người trương khuê có vẻ bình tĩnh nhưng nếu hàn huynh không ra tay chỉ sợ linh đội đến viện trợ thì chúng ta đã chết hơn phân nửa rồi cũng may mắn là hàn huynh nếu đổi lại là người khác thật khó mà đối phó với yêu lang cho dù ta có kim oanh kiếm nhưng cũng không nắm được ba phần thắng trương khuê cười khổ bàn tay giơ lên vỏ kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay rồi đem thanh đoàn kiếm kia cẩn thận cất vào trong vỏ ngay cả kiếm mang cũng cất vào trong lòng hàn lập theo tiềm thức nhìn linh cụ này một cái hắn biết linh cụ này kỳ thật là pháp ký đặc thù của luyện thể sĩ do người tu tiên luyện chế cho đặc biệt là linh trạc kia cũng không cần biết bên trong có bao nhiêu pháp lực nhưng có thể để linh thạch vào bên trong linh cụ tạm thời kích thích uy năng của nó Uy lực của linh cụ mặc dù rất tốt, nhưng chỉ có thể mượn lực của linh thạch, không thể tế luyện, cũng không cách nào kéo dài tác chiến, cho nên hao phí rất nhiều linh thạch so với bình thường. Vì thế không phải luyện thể sĩ nào cũng có thể sử dụng. Bất quá bởi vì linh cụ này nhiều nhất cũng có thể đạt đến tình trạng linh khí, cũng không bằng bảo vật chính thức, cho nên đám luyện thể sĩ cao dai đều rất khinh thường món đồ này. Bọn họ chỉ tin tưởng bản thân tu luyện ra mới là vũ khí tốt nhất. Điểm này cũng giống với suy nghĩ của một ít yêu tộc yêu tu, không mưu mà hợp, trong đầu Hàn Lập chợt hiện lên về tư liệu liên quan về linh cụ lỗi thời, còn Trương Khuê im lặng trong chốc lát, đột nhiên lộ vẻ mặt kỳ quái nói ra một câu. Hàn Lập sau khi nghe xong, trong lòng cũng dùng mình. Chương 1279 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hàn huynh đệ, kim cương quyết của ngươi không phải đã gần tu luyện đến tầng thứ ba sao? Trương Khuê đột nhiên hỏi. Trương huynh vì sao lại hỏi vậy? Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi một câu, không có gì, chỉ là cảm thấy kim cương quyết tầng thứ ba tựa hồ, như không thể làm cho thể làm cho một con yêu lăng lui bước. Xem ra hàn huynh đệ thật có tiền đồ rộng lớn. Trương Khuê thâm ý nói một câu rất sâu sắc rồi lập tức xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Hàn lập nhìn bóng lưng của hàn tử mặt sẹo này, sờ sờ cầm, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười lãnh đạm. Người này tựa hồ như cô ý nói vậy, không bao lâu sau, rất nhiều binh lính An Viễn Thành cùng với một nhóm thanh tráng dưới sự dẫn dắt của một quan quân khác leo lên tường thành, đám người của Thiên Đông Thương Hào cuối cùng cũng rời khỏi thành đầu. Bất quá, bọn họ vẫn không có khả năng trở về chỗ ở, mà vẫn tụ tập tại vùng rộng gần đó, thống nhất thu xếp nghỉ ngơi trong một phòng giá. Phần lớn mọi người khi vừa bước vào phòng, liền bất chấp tất cả vùi đầu ngủ, hàn lập mặc dù không có chút mệt mỏi nhưng cũng không trong tình huống hỗn loạn mà xông ra ngoài lúc này nằm trên giường điều tức tiếp tục yên lặng tìm hiểu công pháp của kim trâm quyết một đêm yên bình trong nháy mắt đã qua sáng ngày hôm sau một tiếng la rung trời bỗng nhiên vang lên tiếng sói chu cùng với tiếng hô ứng xa xa chuyển đến trên tường thành lại vang lên tiếng kêu báo động đàn thú tấn công thành lần hai trận chiến này tựa hồ còn mãnh liệt hơn cả trận chiến hôm qua tiếng chém giết kéo dài từ sáng cho đến tối cứ từng đợt rồi lại từng đột binh lính thỉnh thoảng lại bị kéo ra khỏi phòng đá sau đó vội vàng lên thành đầu trợ giúp trong nhất thời nơi này chỉ còn lại một mình hàn lập ba bốn nhóm người đã bắt đầu kéo lên thành đầu mãi cho đến khi màn đêm phủ xuống đàn thú mới lại rút lui khi hàn lập rời khỏi phòng đá thì trong sân đã bắt đầu thay đổi người rất nhiều người đến trợ giúp, vậy mà chỉ còn lại 2 3 phần là đủ hình người, phần lớn còn lại là cả người đầy máu, hoặc là thiếu tay thiếu chân, bị thương rất nặng. So với đám thủ vệ hôm qua cùng với Hàn Lập còn thê thảm hơn rất nhiều. Không riêng gì Hàn Lập, gần đó cũng có nhiều người ra khỏi phòng, thấy tình cảnh này cũng thất kinh. Rất nhiều người đã đi hỏi về tình huống cụ thể của cuộc chiến hôm nay. Thế mới biết, hôm nay đàn thú công thành đã xuất hiện một loài tiểu lang giống như con báo chẳng những thân nhẹ như yến, mà lông mau trên thân lại có thể bắn ra như nhím. Mà mấy cọng lông đó lại có chứa kịch độc, một khi bị trúng, thì sẽ mất đi năng lực chiến đấu trong nháy mắt nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ bị độc mà chết. Loại tiểu lang này trước giờ chưa từng nghe nói qua, có thể là một biến dị mới của chủng loại lang thú. Loại chuyện này trong bầy thú không phải là chuyện thường xuyên, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là mỗi lần xuất hiện một loại thú biến dị mới, hiển nhiên làm cho loài người thương vong không ít. Nhưng loại thú biến dị này cũng nhanh chóng biến mất, nếu không, bây giờ trong bầy thú biến dị kia, tuyệt đối không chỉ có đơn giản một hai loại như vậy. Nhưng bây giờ mà nói, loại tiểu lang này xuất hiện với số lượng lớn, lập tức làm cho hàng phòng thủ thương vong hơn phân nửa. Nếu không phải người chỉ huy bất kể thương vô, điều đến một lượng lớn người tới, hơn nữa còn có linh đội ra tay trợ giúp, thì sợ rằng trận chiến hôm nay đã không qua khỏi. Nghe thấy câu trả lời của người này, làm cho trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được, lần thú chiều này tựa hồ còn hung ác hơn so với lời đồn. Đối với những người bảo vệ thành này, đã xuất hiện ra vài phần dao động. Hai mắt hàn lập híp lại đứng ngoài cửa nhìn về nơi xa, không nói một lời trở về phòng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Quả thật trong lòng hắn không hề run động vì chuyện này. Cho dù An Viễn Thành thật sự bị công phá, với thân thủ của hắn cùng với hai cụ diệt tiên châu, muốn lao ra khỏi đàn thú cũng không phải là chuyện khó khăn gì, vì phần những người trong thành cho dù hắn muốn cứu bây giờ tâm có thừa nhưng lực không đủ hiển nhiên sẽ không làm ra cái loại chuyện ngu ngốc này bất quá đàn thu hung mãnh như vậy sợ rằng nhóm đầu tiên được nghỉ ngơi không quá hai ngày nói không chừng ngày mai sẽ đến lượt họ hàn lập dự đoán không sai sáng ngày thứ ba bầu trời vừa mới xuất hiện ánh nắng liền có người lớn tiếng kêu lên kêu tất cả hộ vệ của thiên đông thương hào ra cửa tập hợp tại sân khi hắn bình tĩnh đi ra sân phát hiện ra ngoài đám người thiên đông thương hào còn có gần trăm người khác đang đứng ở đây trong đó phân nửa là luyện thể sĩ hơn nữa trong người không thiếu linh giới linh trạc thân cụ linh cụ đầy người còn có kỵ sĩ thân cưỡi lang thú cũng có một nhóm người cưỡi ngựa đứng một bên những người này hiển nhiên là tinh nhuệ hạng nhất tại đây hàn lập nhướng mày không chút hoang mang đi đến đám người một lát sau trong sân cuối cùng cũng tụ tập đủ ngàn người lúc này có một người xuất hiện trước mặt mọi người chính là người trung niên ngân giáp kia sắc mặt âm trầm của hắn ta nói nói vài câu đại khai nói muốn phòng thủ chặt chẽ rồi điều bọn họ đến tăng mạnh phòng thủ sau đó vung tay lên lệnh cho đội ngũ xuất phát tin tức này hiển nhiên làm cho tất cả người ở đây kinh hãi bọn họ hai ngày này biết rằng đối phó với lang thú là hết sức khó khăn không nghĩ đến tình hình ngày càng không ổn cũng may người tụ tập ở đây cũng đều là hạng người có kiến thức bất phàm cũng không vì vậy mà nghị luận bậy bạ chỉ là một trận giao động rồi phần lớn mọi người đều cởi thú ngồi xe đi đến an viễn thành trên phố trừ một ít kỵ sĩ tuần tra ra cũng không có người đi đường sau khi chiếc xe thú chạy như điên khoảng một canh giờ sau đã đến được tường thành của an viễn thành rồi mọi người xuống xe bước vào mà gần đó đã có hơn 10 quan quân đang chờ, vừa thấy đám người Hàn Lập đến, lập tức khẩn trương lên, rồi sau một phen phân chia này nọ, tiếp theo lập tức dẫn mọi người trở về các cổng thành. Cứ như vậy, đám người của Thiên Đông Phương Hào cũng bị phân tán ra, trừ bỏ 7-8 gà hộ vệ bình thường, hay đi theo vị phó lĩnh của Thiên Đông Thương Hào ra, đám người Trương Khuê và Đỗ Khiếu đều bị chia lìa. Người dẫn dắt đám Hàn Lập là một quan quân trung niên có hàm dâu rất rậm, từ bộ thiết giáp trên người có thể nhìn ra vị quan quân này cũng thuộc loại nhất đẳng, người này đối với đám luyện thể sĩ rất là hòa thiện đặc biệt là có ba người trong nhóm đều có mang linh cụ nên ở ngoài càng khách khí với ba người này hơn nữa trong lời nói còn có rất nhiều ẩn ý sự lợi hại của hàn lập trừ đám người của thiên đông thương hào ra thì những người khác hiển nhiên không biết gì cả hiển nhiên cũng không khiến cho tên quan quân này đặc biệt chú ý hàn lập đương nhiên cũng không tự tiến cử rồi không nói một lời đi theo đám người leo lên phụ trách thủ hộ tường thành nhưng khi leo lên đến nơi kết quả làm cho sắc mặt mọi người đại biến trên thành đầu vốn là tường đá chỉnh tề bóng loáng, tất cả cổng thành và tường thành đều đã bị phá nát vụn không đầy đủ. Càng quỷ dị hơn chính là mặt đất màu xanh cũng trở nên đen thùi, và truyền đến một mùi hôi quái dị, làm cho người ta ngửi thấy là muốn nôn ra liền. Đây là độc rắn. Một hán tử tay mang linh chạc chỉ vào những chỗ đen đen trên mặt đất nói. Không sai, chính là độc rắn, bởi vì nó nên ta đã muốn gần năm 500 người đại hồ tử nghe vậy, cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ ta nhớ lầm, xích mãng thú không phải là không có độc sao? Một lão già có linh cụ khác lên tiếng, trong mắt chớp động đầy vẻ khó hiểu. Lý Vinh không nhớ lầm, quả thật xích mãng thú không có độc, nhưng lần này, trong đám mãng thú biến dị kia lại xuất hiện ra loại phi mang đai si biến dị. Loại mãng xà này mặc dù hình thể bên ngoài không khác gì mãng xà bình thường, nhưng có thể mượn đôi cánh trong khoảng thời gian ngắn mà phi hành, trong miệng có thể phun ra chất độc màu đen này. Loại độc này chỉ cần chạm vào da, lập tức sẽ làm cho da thịt người ta bị sôi vụn lên, phun vào trên tảng đá cũng có thể làm cho đá tan ra ba phần, thành đầu của ta đã kêu người dùng rất nhiều nước sạch để tẩy dừa nếu không trong không khí đã tràn ngập độc khí sẽ làm cho người ta ngủm từ lâu rồi đại hồ tử giải thích cái này phiền rồi mãng thú biến dị nguyên bồn đã có khí lực rất lớn bây giờ lại có thể phun độc lần này không thể phòng thủ tốt rồi trong đám người bỗng nhiên vang lên một câu lo lắng nếu xích mãng không khó đối phó thì cấp trên sao có thể điều trư vị đến đây ta nghe nói bên thanh lang thú tự hồ như cũng xuất hiện lang thú biến dị mới đại hồ tử sờ sờ dâu sắc mặt ngưng trọng nói Thanh lang thú cũng không dễ đo phó, đã chết người nhiều như vậy mà sao vẫn không thấy tu tiên giả ra tay. Tu sĩ am hiển nhất là pháp thuật có quy mô sát thương lớn, đối phó với đám dã thú này đều có đủ lực lại có người không nhịn được hỏi. Chư vị chớ quên, từ lúc thú triều bắt đầu cho đến giờ, loại báo cầm thú vẫn chưa từng lộ mặt, mà tu sĩ phải đối phó với lũ yêu cầm phiền toái. Nếu lỡ như tiêu hao hết pháp lực, loại yêu cầm kia đột nhiên xuất hiện, thì an viễn thành của chúng ta nhất định sẽ bị phá đại hồ tử thở dài một hơi, trả lời nghe được câu này những người khác không khỏi liếc mắt nhìn nhau tựa hồ như không mấy lạc quan về tương lai của an viễn thành được rồi chư vị cũng không cần quá lo lắng loại phi xà phun độc này chỉ có thể phun độc được một lần sau đó phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày trải qua trận chiến hai ngày nay loại xà biến dị đó cơ bản đã mất lực công kích cấp trên điều chư vị đến đây kỳ thật muốn dùng để đối phó với cự xà loại cự xà này trừ những luyện thể sĩ ra thì những binh lính bình thường rất khó đả thương đến chúng nó thành đầu này bị phá hư đến mức này cũng là do loại cự xà đó. Chỉ cần chư vị có thể khống chế được cự mãng biến dị đó, thì những sức mãng thú bình thường binh lính có đủ tự tin để đối phó đại hồ tử thấy thần sắc mọi người có chút không đúng, vội vàng lên tiếng. Hắc hắc, điểm ấy không cần đại nhân phân phó, ta đang đợi nó đến, hiển nhiên sẽ không ngồi không, bất quá. Tên hán tử mang linh chạc còn muốn nói cái gì nữa, khi đột nhiên chân trời ngoài tường thành truyền đến một tiếng kêu xe gió giống thú mà không phải của thú giống chim mà không phải của chim làm cho người ta nghe xong khí huyết quay cuồng rất không thoải mái lời mà tên hán tử kia vừa định nói ra liền phải nuốt vào bụng sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi không chỉ có hắn những người khác nghe được tiếng kêu này cũng đổi mặt báo cầm thú chúng nó rốt cục đã xuất hiện một gã luyện thể sĩ nhìn bầu trời xa xa thì theo một câu năm ngón tay không khỏi cầm chặt binh khí trong tay thêm một chút Lúc này, Hàn Lập lại đang đứng một mình trong góc thành đầu, cúi đầu nhìn đám linh thạch thấp dai, thân sắc cực kỳ an nhàn, phảng phất như không nghe thấy tiếng kêu to này. Chương 1280 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Quả nhiên một lát sau, xa xa không trung hiện ra mấy trăm cái chấm đen, hướng bên này bay nhanh tới, tiếng kêu quái dị này chính là xuất phát từ bên trong điểm đen, trên tường thành nhân loại lập tức phản ứng từng tiếng tù và vang lên, mọi người đều đi đến vị trí phòng thủ quan quân, dưới sự chỉ huy lập tức sẵn sàng chiến đấu với quân địch. Cơ hồ cùng lúc đó, trong thành tại một chỗ kiến trúc cao lớn bay ra, trên trăm đạo quang hoa thẳng đến điểm đen. Đúng là người tu tiên trong thành này. Những tu sĩ này phần lớn là trúc cơ kỳ tu vi, ngự khí độn tốc cũng không chậm, sau một lát công phu liền đến trên tường thành, hóa thành từng đoàn từng đoàn linh quang huyền phù ở trên không trung cầm đầu là hai người, một vị đại hán đầu bóng lưỡng, một vị là nam tử cầm bào kim ngọc tông. Hai người này đều là chúc cơ hậu kỳ cảnh giới đã đến giả đan. Xem như là tu sĩ cảnh giới cao nhất trên không trung. Xa xa, điểm đen đã bay đến vài dặm bên ngoài tường thành, đột nhiên ngừng lại, trên không trung xoay quanh không dừng. Lúc này trên đầu tường thành, đã thấy rõ ràng chân diện mục của điểm đen, là từng con yêu cầm đầu báo thân ưng, có đôi cánh màu trắng vàng, hai mắt loang loáng màu tím đỏ, cả người sặc sỡ, có chút diễm lệ, yêu cầm lớn nhỏ chỉ có một thước, hình thể nhỏ xinh tao nhã, chợt nhìn, thực sự không có gì đáng sợ. Chẳng qua những tu sĩ kia mỗi người sắc mặt ngưng trọng vạn phần, tự hồ không dám khinh thị mảy may, từ đằng xa yêu cầm truyền ra mấy tiếng thúc giục gấp gáp, phía dưới trên mặt đất trống rỗng, đột nhiên tiếng tê minh nổi lên, từng đợt bụi từ hư không hiện ra. Một con mãng xà màu đỏ từ dưới đất chui đi ra, dương đầu phun lưỡi ra phì phì, mãng hải trong nháy mắt hình thành, sắc đỏ quay cuồng, không thể trông thấy điểm cuối, trên đầu thành những người vừa mới tới, gặp tình hình này hít một hơi lạnh. Xem ra lúc này đây bọn họ thật đúng là xui tận mạng, vừa mới tới, liền đụng phải báo cầm thú cùng xích mãng thú liên thủ công kích. Cũng may phiền toái nhất là yêu cầm đã có người tu tiên ứng phó, nếu không bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản hai đàn thú đồng thời công kích. Trên đầu thành luyện thể sĩ có chút may mắn, xa xa đàn báo cầm thú, bỗng nhiên phân thành hai một lớn một nhỏ từ bên trong bay ra, phần nhỏ kia thân thể chỉ có lớn nhỏ hơn một thước, cả người bao phủ một tầng linh quang trói lọi, trong lúc đó hai cánh chớp động ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến. Phần lớn kia, trừ bỏ hình thể là báo cầm thú lớn hơn nhiều, thực nhìn không ra vẻ không tầm thường, nhưng đôi cánh máu tím chớp động toát ra một cô âm lệ. Khi hai yêu cầm hiện thân đồng thời phía dưới mãng đàn cũng quay cuồng một trận, đồng dạng thoát ra hai lớn một nhỏ đi ra. Một con thân dài vài chục trượng, cả người từng lớp vảy thô dày, sinh ra một đôi quái sừng, có chín phần tương tự xích dao, một con khác dài bảy tám trượng, cả người đen thùi không có chút vảy nào, có ba đầu, thoạt nhìn bộ dạng độc nhất. Về phần nhỏ nhất còn lại, đầu người thân rắn, có một cặp song trưởng, đều cầm một cây cốt mâu, đúng là ở thanh la sa mạc ngày đó công kích hàn lập. Năm con yêu thú này, hiển nhiên chính là cao trung giai yêu thú có tu vi cao nhất trong đám, ngũ yêu phương hướng tường thành, thông linh cực kỳ dùng thanh âm tê tê nói chuyện với nhau, liền lập tức hướng về phía đồng loại quay lại, biến mất không thấy theo sau vô luận không trung yêu cầm hay là trên mặt đất đại quân xích mãng dường như đồng thời nhận được mệnh lệnh lập tức trong tiếng động ẩm ẩm bắt đầu hướng phía tường thành mà đến báo cầm thú tốc độ nhanh hơn mãng xà tự nhiên tiếp cận an viễn thành trước một bước trong miệng âm thanh quái dị vang lớn bên ngoài thân thể nổi lên yêu vụ nhàn nhạt một tầng nhưng lập tức liền biến thành một đoàn dày đặc đem từng yêu cầm che lấp vào trong đó một mảnh lớn gần mẫu, yêu vụ màu xanh biết nháy mắt hình thành, hướng đầu tường bên này hùng hổ quay cuồng mà đến, cảnh tượng kinh người cực kỳ. Yêu nghiệt, muốn chết. Không chung, nhân loại tu sĩ, gầm lên giận dữ, đại hán đầu chọc không hề trần chờ, dẫn đầu nghênh chiến, những tu sĩ khác cũng khu động pháp khí cùng tới. Sắp tiếp xúc với lục sắc yêu vụ, bọn họ hai tay dưng lên, từng đạo phủ chú bắn nhanh mà ra. Một tiếng bang bang vang lên, vô số đoàn màu sắc khác nhau tại trong hư không hiện ra, không có vào lục vụ, đều bạo liệt ra tiếng bạo liệt nổi lên, không ít lục vụ lập tức tán loạn biến mất. Tu sĩ nhân loại không chút do dự điều tế ra tế ra linh khí. Phi đao, phi kiếm, châu, thiền trượng, giáo ngắn, đủ loại, lập tức xuất hiện rậm rạp, hướng lục linh công tới công tới. Cùng lúc đó, đối diện, lục vụ quay cuồng một trận, vô số yêu vũ bắn nhanh mà ra, lục mang đầy trời, cùng linh khí đàn vào cùng nhau. Không chút nào yếu thế. Tu sĩ nhân loại bấm tay niệm thần chú, linh khí chuyển động đem thanh mang tán loạn dập nát, nhưng từ yêu vụ yêu vũ bay ra dường như vô cùng vô tận mà tu sĩ nhân loại đối với lục vụ tựa hồ rất là kiêng kỵ không muốn dễ dàng tiếp cận cho nên song phương tranh đấu nhất thời rằng co ở tại không trung giờ phút này tại dưới đất xích mãng cuối cùng đã tới dưới thành lúc này hơn 10 xích mãng một tổ mãng thủ kéo dài vài chục trượng vài chục trượng sau đó lại như tên nỏ bắn nhanh hướng về phía đầu thành ở giữa không trung lúc này tất cả xích mãng thân mình uốn eo hung hăng đánh về phía binh lính đích nhân loại phía đầu thành Kể từ đó, tường thành hơn 10 trượng đối với xích mãng căn bản như không có gì. Những người mới tới, mặc dù đều từng đối đầu với xích mãng thú, nhưng mãng đàn loại này phương thức công kích quỷ dị, thật không có mấy người được chứng kiến. Bọn họ nhất thời một trận đại loạn, hơi có chút luống cuống tay chân. Nhưng thật ra binh lính an viễn thành bình thường, tự hồ đối với sớm đã có kinh nghiệm đối phó, lúc này một đám người tụ tập cùng nhau, mấy người đưa tay cung nỏ phát ra, những người còn lại một tay cầm tấm chắn chắn lên đỉnh đầu, một tay không ngừng huy động binh khí, gắt gao phòng thủ ở bên cạnh ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời phòng thủ thực sự nghiêm mật, cự nỏ ở đầu thành cũng bộc phát ra âm thanh sưu sưu, một cây đại tên nỏ dài hơn một trượng, tốc độ kinh người bắn ra. Chỉ thấy hàn quang chớp động, một mảnh xích mãng dài hẹp liên kết cùng nhau còn chưa tới kịp tường thành, đã bị xuyên thủng đánh rơi xuống dưới thành, hơn 10 mãng xà huyết nhục bắt đầu mơ hồ, một lúc sau, luyện thể sĩ cuối cùng cũng ổn định đầu trận tuyến binh khí, trong tay bay nhanh vũ động dễ dàng đem một mảng dài mãng xà chém đi. Mỗi người thân thể đều mạnh mẽ, khí lực kinh người, mãng xà bình thường căn bản không thể đối phó mảy may. Hàn lập đứng ở lỗ châu mai, hai chân chưa hạ xuống, nhưng không trung hàn quang trượt lóe, mãng xà văng ra ngoài, biến thành hơn 10 đoạn. Xà huyết rơi xuống, lấy cảnh giới kim cương quyết hiện tại của hàn lập, và bí quyết võ học tục nhân năm xưa tu luyện được, trong tay tự nhiên sử dụng đến xuất thần nhập hóa, một đao chém ra chẳng những nhanh vô cùng, vô thanh vô tức, ẩn chứa khí lực to lớn, không gì sánh kịp. Đừng nói mãng xà bình thường, cho dù là một kiện thấp giai linh khí phòng trừng cũng có thể một đao hủy diệt. Cho nên Hàn Lập tâm tư căn bản không đặt ở mãng xà bình thường, mà là hai mắt nhìn hướng xa xa phía bầy rắn. Hắn có phần cảm thấy hứng thú với tam xà yêu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phụ cận oanh một tiếng truyền đến, lập tức mấy tiếng kêu thảm thiết ở phụ cận truyền ra. Hàn lập ngẩn ra, không khỏi ánh mắt quét tới, chỉ thấy cách 10 trượng trở lại, một biến dị cự mãng hình thể lớn kinh người nhảy đến nơi này. Mãng xà vừa rơi xuống đất, liền một ngụm cắn luôn nửa người một gã binh lính bình thường, đồng thời cái đuôi vỗ vỗ, lại đánh một luyện thể sĩ bay ra ngoài vào trên lỗ châu mai. Người này ngực lõm xuống hơn phân nửa, nháy mắt mạng sống chấm dứt, lúc này cự mãng đôi mắt lục quang âm hàn chợt lóe, đầu đong đưa, hướng về phía Hàn Lập hàn lập lạnh lùng nhìn cự mãng liếc mắt một cái nhíu mày cự mãng tự hồ cảm thấy được hàn lập không dễ đối phó thân mình lập tức cước bộ vừa nhấc nghênh ngang tiến lại đây cự mãng tự hồ cảm thấy được hàn lập không dễ đối phó thân mình lúc này uốn lại hé miệng như tia chớp bắn ra hung hăng táp tới hàn lập thần sắc không thay đổi trong tay đại đao hướng trước người hơi động trong phút chốc vô số đạo hàn quang âm thanh ông ông hiện lên một chút đem cự mãng che khuất bên trong sau đó chợt lóe trôi đi không thấy chỉ thấy cự mãng thân hình dừng lại, đầu hiện ra vô số máu huyết, tiếp theo vỡ ra từng khúc, biến thành một đống huyết vụ vô ảnh vô tung biến mất. Hàn Lập một đao nhìn như tùy ý, đem cự mãng biến dị phân thây. Hàn Lập mặt không chút thay đổi nhìn mãng khi không đầu rơi trên mặt đất, trong tay đại đao vừa thu lại phía sau lưng, xoay người rời đi. Đúng lúc này, việc ngoài ý muốn xảy ra. Cự mãng tàn thi đột nhiên phần sau thân mình uốn éo, mãng vĩ lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, một chút bắn lên, hung hăng hướng tới thân hình Hàn Lập, tiếng gió gào thét, một cây thiết côn kỳ thô quét tới, lợi hại dị thường. Phụ cận, binh lính An Viễn Thành cùng vài tên luyện thể sĩ cũng không khỏi thét một tiếng kinh hãi. Phanh một âm thanh vang lên. Hàn lập kim quang trói mắt nắm tay đập vào mãng vĩ, một lỗ máu hình cái bát xuyên thủng mà ra, đem mang vĩ đánh bay ra ngoài. Nhưng là lúc này, nửa đoạn trước cự mãng, thân mình lại quỷ dị uốn éo, hướng hàn lập hung hăng đập tới, sắc mặt hàn lập trầm xuống, trong tay đại đao chém ngang, thân hình nhoáng lên một cái, liền mang theo một đạo tàn ảnh hướng về phía cự mãng. Một đạo hàn quang trói mắt chợt lóe, hư ảnh hiện ra phía sau, từ từ xoay người. Cự mãng thân hình khổng lồ huyết quang phụt ra, biến thành bảy tám mảnh rơi xuống trên mặt đất. Lần này, cự mãng cũng chết chắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.